Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 181 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 181. Chu Hoành vừa hoang mang vừa tức giận. Hắn liên tục hai lần bị hút đến chỉ còn lại một tia sinh cơ. Ấy thế nhưng Bạch Hạo chẳng những không có việc gì, mà còn được phong sinh thủy khởi, liên tiếp trèo cao. Bây giờ lại còn vào mắt của Đại Thiên Sư nữa, được bổ nhiệm vào chức vị giám sát sứ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết kia. Chẳng những Chu Hoành e dè, mà tất cả thiên kiêu quyền quý ở trong gia tộc của bọn hắn đều rúng động. Một tên tiểu nhân vật không đáng để mắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành một tồn tại mà họ không thể không để tâm tới. Chuyển biến đột ngột này làm cho tất cả nhất thời không thể tiếp thu được. Nhưng theo việc này truyền ra, đám hồ ly quyền quý kia cũng bắt đầu dò dẫm được ý tứ của Đại Thiên Sư. Trời sắp nổi giông bão rồi. Không biết là người nào mở miệng cảm thán, những lời này nhanh chóng lưu truyền ở trong thành Khôi Hoàng. Linh Lâm Vương sau khi nghe tin thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó không còn cấm túc con gái Hứa San nữa. Sau khi Chu Hoành trở về, Cửu U Vương tìm cách cứu chữa xong thì nghiêm khắc ra lệnh không cho phép hắn bước ra khỏi Cửu U Thành nửa bước. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới Cự Quỷ Thành. Cự Quỷ Vương ngồi lặng ở trên vương vị thật lâu, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Thiên sư muốn người, ta có thể không cho sao? Cự Quỷ Vương lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Còn Hồng Trần Nữ sau khi trở về Cự Quỷ Quân Đoàn thì nghiêm túc cân nhắc lại mọi chuyện, rồi rút ra đáp án cho bản thân. Có thể nói cả thành Khôi Hoàng đã để lên vô số mạch nước ngầm sau quyết định bổ nhiệm của Đại Thiên Sư. Một nơi sâu trong hoàng cung, trong một đại điện trắng nệ, Khôi Hoàng thân mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng. Sau khi nghe được tin này thì thân thể cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn đầu rồng. Khi bốn phương xôi trào tin tức thì Bạch Tiểu Thuần đang dè dặt đi theo sau lưng của người áo đen về phía hoàng cung. Sau khi kinh hỉ thì hắn đã bắt đầu căng thẳng lo nghĩ về Đại Thiên Sư bí hiểm kia. Trên đường đi, dù không thấy rõ mặt người áo đen, nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt và âm trầm trên người của đối phương. Hắn cảm thấy hơi áp lực nên đang tính trò chuyện một chút để hóa giải bầu không khí. Người áo đen như có thể nhìn ra suy tính trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp chặn họng. Từ giờ tới lúc triệu kiến Đại Thiên Sư, người im miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không hài lòng. Hắn bây giờ đường đường là giám sát sứ đấy, thế nhưng nghĩ đến đối phương là thiên nhân mà còn là người thân tín của Đại Thiên Sư, nên hắn lại tự an ủi rằng mình bây giờ có hơi yếu thế, chứ không phải là mình sợ đối phương. Bạch Tiểu Thuần âm thầm hừ một tiếng. Cái tên gia hỏa thấy không rõ mặt kia, rõ ràng là cố ý bịp ta. Bộ dạng lúc hắn tuyên pháp trì tràn ngập sát cơ, đây là cố ý làm ta sợ con gì. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy giận, nhưng hắn biết chừng mực, không lộ ra mặt chút nào, chỉ lặng lẽ theo sau bóng lưng kia dần đến hoàng cung. Hoàng cung rộng lớn, xa hoa như chốn tiên cảnh, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình đâu mà ngắm cảnh. Hắn âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Không bao lâu sau, người áo đen đi đến trước một đại điện ở trong hoàng cung. Đại điện này thoạt nhìn rất bình thường, không có những vật phẩm trang trí xa hoa, mà bày biện theo lối cổ, toát lên cảm giác tang thương của những năm tháng. Bên ngoài quảng trường, trước cửa đại điện có đặt một cái đỉnh lớn, hương khói lượn lờ. Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng ai, nơi đây vắng lặng như chốn không người. Chờ chỗ này. Người áo đen buông lại câu, rồi nhóng một cái biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đóng im ỉm trước mặt, yên lặng chờ đợi. Tự nhiên hắn cảm thấy đại điện này giống như một con hung thú, lúc này đang ngưng mắt dò xét mình. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nói không căng thẳng là nói dối, chẳng qua hắn vẫn nghĩ là mình tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu Đại Thiên Sư thực sự muốn gây bất lợi cho mình thì cũng không cần phiền toái như vậy. Trong Khôi Hoàng Thành này
Đại thiên sư muốn bắt mình thì quá là dễ dàng. Trong lúc chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cũng thầm suy tính xem nên dùng thái độ gì khi gặp đại thiên sư. Vuốt mông ngựa xem chừng cũng không tốt. Cự quỷ vương còn chịu nghe lời nịnh nọt, nhưng đại thiên sư thì không biết có chịu ăn hay không. Khi gặp ta, hắn ắt sẽ phải ra vẻ uy nghiêm, có khi còn quát tháo nữa. Bạch Tiểu Thuần sầu não, đang suy tư, hắn mơ hồ cảm thấy được có gì đó khác lạ. Lại như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Nhịn không được, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầng mây phía trên, một đầu rồng cực lớn đang cúi xuống nhìn mình. Hai mắt rồng nhấm nháp tinh quang, thần sắc đầy ý tò mò. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp giáng xuống. Uy áp này còn mạnh hơn cả Trần Hào Tùng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhận ra con rồng này e là có thể so sánh với bán thần. Lúc trước, khi vừa tới Khôi Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thấy con rồng này, nhưng khi ấy là nhìn từ xa. Bây giờ do hoàng cung vốn lơ lửng giữa không trung, nên đầu rồng chỉ có cách Bạch Tiểu Thuần không đến trăm trượng, nên hắn có thể nhìn rất rõ ràng, thấy được đến từng phiến vậy. Khoảng cách gần như thế khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng sợ. Hắn vội lộ vẻ thân thiện, giơ tay vẫy chào con rồng. Người có khỏe không? Bạch Tiểu Thuần vừa dứt lời thì tinh quang trong mắt của đầu rồng khổng lồ kia chớp nhẹ. Rồi Bạch Tiểu Thuần cảm thấy một trận cuồng phong đập tới. Trong mắt chớp nhoáng, con rồng này lại cúi sát xuống, cái đầu chỉ cách Bạch Tiểu Thuần không đầy nửa trượng. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hoảng sợ nhìn chân chân vào con quái vật khổng lồ trước mặt. Hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng hô hấp của nó. Con rồng thì tựa hồ như đang nghe ngóng gì đấy ở trên người của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt nó lộ ra vẻ hiếu kỳ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần hoảng vía đến muốn khóc luôn. Hắn thận trọng từ từ lui lại một bước. Nhưng hắn vừa lui thì đầu rồng lại tiến sát một bước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu tê dại, gắng gượng nặn ra vẻ thân thiện. Đang tính nói gì đó thì một giọng nói già nua từ bên trong tòa đại điện ung dung truyền ra. Hắn rất thích người. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thì thấy cửa đại điện đã mở ra từ lúc nào rồi. Sâu trong đại điện, một lão già ngồi ở đó. Lão già này mặc trường bào màu trắng, trông như một vị thần, có thể thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Tất cả những gì khác đều không còn ý nghĩa. Cơ hồ như khi hắn xuất hiện, dù là đêm đen cũng trở thành ánh sáng. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như muốn ngừng thở, trong lòng run lên. Trước mắt hắn chính là người đã từng phóng hình ảnh Hàng Lâm đến Nghịch Hà Tông trước đây, sư tôn của Trần Mạn Giao. Dù rằng hắn chưa từng bái kiến thiên sư, nhưng lúc này đây hắn ý thức được chính thị đối phương. Vì vậy hắn lập tức ôm quyền trịnh trọng cúi đầu. Tỳ chức Bạch Hạo xin bái kiến đại thiên sư. Vào đi. Đại thiên sư mỉm cười, không có uy nghiêm như Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng trước đó, mà ngược lại giống như một lão nhân bình thường. Thậm chí khi vừa nở nụ cười kia thì phong thái thần thánh nọ cũng lập tức tiêu tan vô tung vô ảnh. Người này không giống với cự quỷ vương. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm, hắn lập tức đi vào đại điện, trong đầu ngầm suy tính xem nên dùng thái độ gì. Hắn đi vào, con rồng kia cũng thu hồi ánh mắt, mang theo nghi hoặc chậm rãi tiến về tầng mây. Bên trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần như đang đối mặt với vực sâu. Lòng hắn khẩn trương tới cực hạn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng biến gì cho đúng, chỉ có thể chấp nhận là tùy hoàn cảnh mà ứng biến thôi. Tuy nhiên đại thiên sư căn bản không chút gì để tâm dáng vẻ của Bạch Tiểu Thuần. Lão ngồi tại chỗ, ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần rồi khàn khàn lên tiếng. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám hay không đi tra hỏi các quyền quý của toàn triều, đến cùng là người nào dám quấy rầy sự thanh tu của Khôi Hoàng? Những lời này hắn nói rất chậm, nhưng mơ hồ có một khí thế nhấn chấn nhiếp hòa nhập cùng toàn bộ đại điện, hình thành nên thứ áp bách khó miêu tả phủ trên thân của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì chân mắt nhìn, trong lòng lập tức kích động. Hắn nghĩ đến chuyện mình có thể báo thù, điều tra toàn triều văn võ, tự mình quyết định xem ai là người cấu kết đến hay không. Khi đó tất nhiên chẳng có ai dám trêu chọc tới mình. Nghĩ vậy, hắn phấn khởi, không chút chần chờ, mạnh mẽ vỗ ngực lớn tiếng nói. Đại thiên sư không cần hỏi ta có dám hay không,
chỉ cần đại thiên sư mở lời, Bạch Hạo ta làm cái gì cũng được. Đừng nói là điều tra những quyền quý kia, cho dù là phải thăm dò Khôi Hoàng, ta cũng dám. Những lời này Bạch Tiểu Thuần nói rất rõ ràng, lại còn đập ngực bàng bàng nữa. Thấy vậy, thần sắc đại thiên sư không có chút quái gì, trong mắt lộ ra vẻ hài hước. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi: người không sợ sao? À, tu vi Khôi Hoàng là gì vậy? Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút rồi cẩn thận hỏi lại: thiên nhân. Đại thiên sư đối với ta ân trọng như núi, mạng ta là do đại thiên sư ban cho. Nếu không, Bạch Hạo hiện tại không chừng đã ở dưới đáy suối vàng rồi. Mặc dù thiên nhân có thể dễ dàng bóp chết ta, nhưng Bạch Hạo không thể cúi đầu trước kẻ ác. Ngoài ra, đại thiên sư sao có thể để tiểu hài tử trung thành và tận tâm như ta bị khi dễ chứ? Bạch Tiểu Thuần tiếp tục vỗ ngực nói ra, thuận tiện nói ra những lời đã từng sử dụng với Cự Quỷ Vương để thăm dò tính khí của đại thiên sư. Hắn không quan tâm Khôi Hoàng cũng như việc phải đụng chạm với đám người quyền quý triều đình. Chuyện này vừa rồi đã làm hắn hoàn toàn ở thế đối lập với quyền quý ở thành Khôi Hoàng. Về đường lui của mình, hắn cũng đã xác định phương hướng. Đến bước này thì làm cái gì cũng được, hắn chỉ cần tranh thủ thời gian để đột phá tu vi rồi lập tức trốn chạy. Đến lúc đó ai muốn tìm hắn thì cứ vượt qua trường thành đến được Thông Thiên Hà thì hãy nói chuyện. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Bạch Tiểu Thuần càng thêm yên ổn. Hắn thấy đại thiên sư rất tốt khi ban cho mình chức vụ này. Giám sát sứ có quyền lợi to lớn làm hắn càng thêm vui vẻ. Việc tốt như vậy chắc chắn không xảy ra nhiều. Liệu mình có thể thừa cơ mà vuốt mông ngựa hay không đây? Vẻ mặt đại thiên sư càng ngày càng kỳ lạ. Lúc trước hắn đã nghe qua về Bạch Hạo khi còn ở Cự Quỷ Thành. Hiện tại chứng kiến tận mắt, hắn cảm thấy lời đồn đại vẫn sai lệch nhiều lắm. Gia hỏa này đâu chỉ nịnh nọt mà thực sự là biết tận dụng mọi thứ. Trình độ luồn cuối đã đạt tới mức lỗ nào cũng có thể chui vừa. Cho dù như thế, nhưng đại thiên sư rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt hắn dần trở nên vui vẻ, nhưng nụ cười kia thế nào cũng có vẻ bí hiểm, giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Bạch Tiểu Thuần. Người đi đi, ra ngoài sẽ có người dẫn đường ngươi đến giám sát phủ. Chỗ đó là chỗ sắp tới ở của ngươi. Đại thiên sư nhàn nhạt mở miệng, tay áo vùng lên, làm cho bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thấy mình đã ở bên ngoài hoàng cung. Người mặc áo đen lúc trước đứng ngay ở đó, hoàn toàn không ngạc nhiên với việc Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, mà xoay người đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần còn đang sững sờ vì thủ đoạn dịch chuyển vị trí của đại thiên sư. Quan trọng nhất là hắn còn chưa kịp nói một đống lời hay ho đã chuẩn bị từ trước. Được rồi, để lần sau làm xong một lần, ta sẽ nói để đại thiên sư nghe cho đã đời. Nếu không, ta không biết phải vỗ mông ngựa như thế nào nữa. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cũng đành chịu bỏ qua hắn. Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ, rồi đi theo thân ảnh áo đen ở phía xa. Lúc hai người rời đi, đại thiên sư lại nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Ánh mắt âm u quán hiện ra vẻ thâm sâu không lường được. Mang trong mình huyết mạch hoàng tộc của nhất đại Khôi Hoàng, chẳng lẽ đã yên ổn quá lâu? Ngươi cần gì phải dấy lên sáu tanh mưa máu ở trong Khôi Hoàng thành một lần nữa chứ? Đại thiên sư lắc đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giám sát phủ thực sự không phải ở phía trên mà ở phía dưới hoàng thành. Nói một cách chính xác là nó nằm ở khu vực trung tâm, thuộc vào khu thứ 4. Sau khi rời khỏi khu hoàng thành, Bạch Tiểu Thuần bay theo người áo đen. Cuối cùng hắn nhìn thấy một tòa phủ đệ sừng sững ở khu thứ 4. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích không nhỏ, lại nằm ở vị trí náo nhiệt ở trong thành. Thế nhưng toàn bộ đường phố xung quanh lại không có ai đi lại. Bất kỳ người đi đường nào tới gần đây đều lách qua, dường như chỗ này có thứ gì đó vô cùng khủng bố, khiến cho bọn họ không dám tới gần. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tòa phủ đệ này là một màu đen có khí tức âm lãnh dày đặc và cực kỳ nồng đậm, giống như một đầu tuyệt thế hung thú nằm ở đó, khiến cho người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Sau khi nhìn thấy tòa phủ đệ này, Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi hít vào một hơi. Hắn nhìn ra nơi đây tràn ngập khí huyết mãnh liệt, hiển nhiên ở chỗ này đã xảy ra rất nhiều lần giết chóc, khiến cho không gian cũng trở nên âm u, không tiêu tan trong thời gian dài.
Bên ngoài giám sát phủ có phần giống với già nhà môn trong phàm tục, nhưng điểm khác là ở trước cửa có hai pho tượng lớn mặc giáp màu đen, thân thể tỏa ra chấn động cường hãn. Tuy là tượng nhưng đôi mắt rất linh động, giống như là thủ hộ tòa phù đệ này, đồng thời chú ý khi mọi người tới gần. Khi người áo đen và Bạch Tiểu Thuần đến trước cửa thì hai pho tượng này chỉ lướt mắt nhìn qua rồi thu hồi không quan tâm đến nữa. Bạch Tiểu Thuần đã nhận thức sâu hơn về giám sát phủ. Hai pho tượng này mặc dù không nhìn rõ nông sâu, nhưng chấn động tỏa ra từ thân thể giống rất rõ ràng, có thể so với thiên nhân. Pho tượng có thể so với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy mình buôn bán có lãi rồi. Nếu không phải là người có người áo đen đi cùng thì hắn còn muốn tiến lên kiểm tra hai pho tượng nữa. Cửa lớn của giám sát phủ cũng là màu đen, hiện tại chỉ mở một nửa. Thông qua đó có thể thấy con đường trải đá xanh bên trong lẫn các lầu các đình viện, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Sau khi cùng người áo đen đi vào bên trong, Bạch Tiểu Thuần nhận thấy bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Hắn thử dò xét khắp nơi một lần, vì trong lòng hắn cảm thấy dù giám sát phủ có âm trầm và kinh khủng đến mức nào thì thế này cũng là an tĩnh quá mức. Đây chính là giám sát phủ. Bạch Hạo, người tự giải quyết cho tốt đi. Ánh mắt người áo đen đảo qua bốn phía một lượt, như nhớ lại, sau đó ném tới một lệnh bài màu đen. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy lệnh bài. Hắn đang định mở miệng hỏi han tình hình, nhưng người áo đen đã biến mất khỏi, không còn tăm hơi. Hiện tại ở đây chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Hắn trợn to mắt, ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, rồi gãi đầu một cái. Chỉ như vậy thôi ư? Bạch Tiểu Thuần rất bất mãn vì thân phận của mình cao như vậy mà gã áo đen lại lãnh đạm như thế. Chẳng qua cân nhắc việc đối phương là tâm phúc của Đại Thiên Sư, hắn mới nhẹ cười một tiếng. Hay, mà thôi, Đại Thiên Sư tốt với ta như vậy, ta không so đo với hắn. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy lệnh bài rồi nhìn bốn phía. Hắn tản ra thần thức nhưng phát hiện nơi đây có tồn tại áp chế, khiến cho phạm vi thần thức quán ở đây giảm đến 9/10. Giám sát phủ này lại có quỷ dị như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương. Thần thức hắn dung nhập vào bên trong lệnh bài, nhưng lại phát hiện lệnh bài kia cần phải luyện hóa. Hơn nữa do chất liệu đặc thù nên kể cả với tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng không thể luyện hóa nhanh chóng được. Hắn ước chừng phải mất ít nhất 10 canh giờ mới có thể hoàn toàn luyện thành công. Bạch Tiểu Thuần chần chờ mất một lúc rồi hô lên. Ở đây có người không? Có ai không? Bạch Tiểu Thuần vừa hô hào vừa đi thẳng về phía trước, nhưng hắn đi quá nửa phù đệ này cũng không nhìn thấy một bóng người nào. Việc này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy không đúng. Không thể đến một người cũng không có chứ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, toàn lực tản ra thần thức rồi tăng tốc đi về phía trước. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng hắn cũng đi đến một vòng. Cuối cùng hắn cũng đi hết một vòng giám sát phủ, bao gồm từng cái đại điện, từng phòng ở, nhưng mặc cho hắn tìm toàn bộ cũng không thấy bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn cảm thấy trình độ quỷ dị nơi đây thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ toàn bộ giám sát phủ chỉ có một mình giám sát sứ sao? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trực giác quán cảm thấy nơi đây trừ mình ra thì vẫn có không ít khí tức. Những khí tức này như có như không, đồng thời như là nằm giữa ranh giới sinh tử. Chính điều đó làm cho hắn không tìm được một ai cả. Chẳng lẽ nơi đây có ma? Bạch Tiểu Thuần giật mình, liên tưởng tới lăng mộ của Hơi Hoàng. Hắn cảm thấy dựng tóc gáy, sắc mặt thay đổi rồi quay người nhìn về phía sau lưng. Sau khi không phát hiện có người ở phía sau, cũng không có người giấy dán ở sau lưng, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn buông xuống, tòa phủ đệ này cũng dần dần đen kịt, khiến cảm giác âm trầm trở nên mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần muốn rời khỏi, nhưng hắn kinh hãi khi phát hiện không thể đi ra ngoài được khỏi đây. Chỗ này lại có cấm chế vô hình phong tỏa tất cả. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã thực sự sợ hãi. Hắn càng lúc càng cảm thấy giám sát phủ này không bình thường. Thử lại vài lần nhưng không cách nào có thể đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tìm một gian lầu các. Sau khi mở cửa, nhìn bốn phía trống trải nhưng lại không vương chút bụi bặm nào cả, hắn vội cuống cuồng ngồi xuống.
Xem ra phải luyện hóa lệnh bài kia mới có thể biết được bí mật trong giám sát phủ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn lệnh bài. Hiện tại hắn đã luyện hóa được 3 thành. Hắn nghiến răng vận chuyển tất cả tu vi, sử dụng toàn bộ lực để luyện hóa. Cần phải nhanh đến, ta có cảm giác không ổn. Chỗ này khi về đêm sợ là có ma. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thậm chí càng lúc càng cảm thấy bất mãn với người áo đen vì đưa cho mình đến cái lệnh bài khó luyện hóa như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn cũng hết cách, chỉ có thể liều mạng đẩy nhanh tốc độ luyện hóa thôi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần luyện hóa lệnh bài thì màn đêm dần dần phủ xuống. Không gian tĩnh lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng sẽ tạo ra âm thanh vang lanh lảnh. Xung quanh càng yên tĩnh thì nội tâm của Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi, hô hấp cũng trở nên bất ổn. Hắn vội vã luyện hóa lệnh bài. Đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài lầu các. Cạch cạch. Tiếng bước chân tựa như tiếng tim hắn đang đập bình bịch rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần có thể xác định đây là tiếng bước chân, nhưng khi hắn tàn thần thức ra tìm kiếm thì lại không thấy một ai. Điều này khiến da đầu của Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ ra đến nơi. Chuyện này ma quái quá. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Ngoài trừ sợ chết thì trên đời này hắn sợ nhất là ma quỷ. Dù hắn đã là thiên đạo nguyên anh nhưng vẫn không thể xua đuổi được nỗi ám ảnh này. Bạch Tiểu Thuần vội vàng móc ra một nắm phù văn dán lên khắp người. Mớ phù văn này là hắn mua từ hồi còn ở Nghịch Hà Tông. Lúc chạy trốn ở Khôi Hoàng Lăng kia hắn đã dùng kha khá, cũng có chút tác dụng. Lúc này hắn cũng mặc kệ cái gì bại lộ với không bại lộ, huống hồ còn có mặt nạ che lấp. Bạch Tiểu Thuần dán kín cả người nhưng vẫn không thấy an tâm. Hắn vội vàng luyện hóa tiếp, hai mắt chốc chốc lại đảo qua bốn phía, rất sợ đột nhiên nhìn thấy một cái mặt người xuất hiện ngay bên cạnh. Ta là giám sát sứ cơ mà. Nơi này là giám sát phủ. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lẩm bẩm. Bỗng nhiên tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhiều, tựa như đang có thiên quân vạn mã bao vây lầu các này. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy muốn điên rồi. Nhiều quỷ như vậy sao? Mặt của hắn tái mét. Đúng lúc mất hồn vía thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đều đặn theo quy luật, gõ liên miên không dừng lại chút nào. Lồng từ hắn dựng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hồi lâu sau tiếng bước chân lại vang lên, nhưng nghe như đám thiên quân vạn mã này đang bỏ đi vậy. Lại chờ thật lâu. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần xác định bên ngoài không có thanh âm nào nữa, mới lau mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy hơi mất mặt. Hắn đường đường là thiên đạo nguyên anh, ở man hoang này còn là luyện hồn sư. Mỗi lần luyện hòa dung nhập không biết bao nhiêu oan hồn, thế mà lại để cho bọn quỷ khi dễ. Bạch Tiểu Thuần thầm khinh bỉ chính mình. Gì chứ, Bạch gia gia ta mà sợ quỷ sao? Ta không ra tay chẳng qua là vì còn chưa luyện hóa hết lệnh bài, lo lắng gây ra hiểu lầm gì đó thôi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy hết xấu hổ. Đang định tiếp tục luyện hóa thì cửa phòng đột nhiên truyền tới một tiếng nổ mạnh. Bị một lực lượng từ bên ngoài phá khung cửa, gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, dọa cho Bạch Tiểu Thuần thét lên chói tai. Tu vi toàn thân bộc phát, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Ta là giám sát sứ, chúng ta là người một nhà. Cũng không biết có phải là tiếng gào của Bạch Tiểu Thuần có tác dụng hay không, mà sau khi cửa bị bật mở, không có thêm động tĩnh gì nữa. Bên ngoài trời tối đen như mực, không có bóng người nào. Không gian tĩnh lặng, trực tiếng gió thổi qua tán cây nghe xào xạc. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi, khí tức cũng hỗn loạn. Từ cửa phủ có thể nhìn thấy rõ Khôi Hoàng Thành về đêm. Trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần thì khu 89 lúc trước vô cùng náo nhiệt, càng không cần phải nói đến khu thứ tư nằm ở trung tâm Khôi Hoàng Thành này. Ban ngày xung quanh đây đầy dậy những cửa hàng cửa hiệu buôn bán tấp nập, nhưng quỷ dị là đêm vừa xuống thì Bạch Tiểu Thuần không còn nghe được bất cứ âm thanh nào, dù là cửa phủ lúc này đang mở toang. Thậm chí ánh mắt hắn lia về phía xa mới hoảng sợ phát hiện những con đường náo nhiệt ban ngày đều đã tối đen như mực.
Hiển nhiên mọi người ở đây đều đã biết tình huống từ chỗ này, nên trời tối liền tắt lửa và yên lặng. Nơi đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Bạch Tiểu Thuần cập lập nói, tay bấm niệm pháp quyết đóng cửa phủ lại. Hắn ngó giáo giác các bốn phía, thần thức không ngừng tản ra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn bỗng vỗ vào thứ chữ vật, một tòa hồn tháp hiện ra, hồn Bạch Hạo đi ra ngoài. Đồ nhi, ngươi là quỷ tu, mau giúp vị sư nhìn xung quanh đây xem có đồng loại của ngươi không. Bạch Tiểu Thuần vội nói. Hồn Bạch Hạo vừa đi ra còn hơi ngơ ngác, chần chờ nhìn xung quanh, rồi lại nhắm mắt cảm thụ một phen, nhíu mày hồ nghi nói, sư tôn, bốn phía không thấy quỷ hồn thần trí nào, bất quá nơi đây cho ta một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như ở đây là một khu vực nằm giữa sống và chết vậy. Không biết miêu tả cụ thể như thế nào, nhưng ta cảm thấy nơi này... Hồn Bạch Hạo vừa quan sát xung quanh, vừa mở lời. Đến lúc quay về phía Bạch Tiểu Thuần, chợt phát hiện sắc mặt của sư tôn đã tái nhợt, bộ dáng hoảng hốt, nên không nhịn được hỏi. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Vì sư một chút cũng không có sợ hãi, ngươi cứ nói đi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi. Hắn không lộ ra bộ dạng sợ hãi trước mặt Đồ Nhi, nên vỗ ngực lớn tiếng nói, sư tôn, ta đâu có nói ngươi sợ hãi. Bạch Hạo ngập ngừng. Hả? Không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ngươi còn chưa nói hết câu, nơi đây làm sao? Bạch Tiểu Thuần chột dạ, tìm cách đổi chủ đề. Hồn Bạch Hạo cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi mới tiếp tục nói, ta cảm giác nơi này không phải trống trải như mắt nhìn, khắp nơi đều có người, rất đông đấy. Câu nói của Hồn Bạch Hạo khiến lông tóc của Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, khiếp đảm nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Sư tôn, có phải người sợ không? Hồn Bạch Hạo nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, vừa nghi hoặc vừa buồn cười. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư tôn kinh hoàng như vậy. Dù lúc trước đối mặt mấy trăm thiên kiêu kia, cũng không thấy sư tôn sợ sệt như vậy đâu. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu rên khóc, nhưng nghe đồ đệ nói thì vẫn ngoan cố trợn mắt chống chế. Nói bậy, ta mà sợ sao? Ta còn chưa biết sợ là cái gì đâu. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói, sau đó vội vã tìm cách chuyển chủ đề. Hắn kéo Hồn Bạch Hạo ở bên cạnh, rồi tiếp tục luyện hóa lệnh bài, vừa nói chuyện phiếm với Bạch Hạo. Đồ Nhi, gần đây người nghiên cứu thế nào rồi? Chuyện 18 màu lửa đây. Đồ Nhi, giờ chúng ta không thể trở về cửa hàng được nữa rồi, chúng ta phải cân nhắc biện pháp kiếm tiền mới thôi. Bạch Tiểu Thuần cứ lại nhảy không ngừng. Hồn Bạch Hạo sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn đáp lời từng vấn đề. Nói mãi một hồi, Bạch Tiểu Thuần không tìm được chủ đề nào nữa, liền kể cho Hồn Bạch Hạo nghe về cuộc gặp mặt giữa Đại Thiên Sư. Hồn Bạch Hạo nghe đầu đuôi câu chuyện xong, liền nghiêm mặt. Lúc ở trong hoàng cung hắn không dám phát ra chút khí tức nào, nên cũng không cảm nhận được thái độ của Đại Thiên Sư với Bạch Tiểu Thuần. Đi điều tra những kẻ có liên hệ với khôi hoàng. Hồn Bạch Hạo kinh hãi, lập tức ý thức được sư tôn nhà mình đã sa sân vào một vũng lầy thật lớn rồi. Sư tôn, đây không phải là chuyện đùa đâu. Đại Thiên Sư sở dĩ không biết giết chúng ta, thậm chí còn bổ nhiệm ngươi làm giám sát sứ, điều này hiển nhiên là vì thấy ngươi đắc tội nhiều người như vậy, nên muốn biến ngươi thành một thanh đao ở trong tay quán. Hồn Bạch Hạo nghiêm túc phân tích tình hình. Ta cũng đã nghĩ tới điểm này, thực sự là vì sư quá là ưu tú mà. Bạch Tiểu Thuần nhướng mày. Hắn cũng thoáng quên đi cảm giác ma mị ở nơi đây, nhưng vẫn nhớ sử dụng mặt nạ để phong bế nơi này. Sư tôn, chuyện này đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Quan trọng nhất là thái độ của Đại Thiên Sư. Hắn nếu coi trọng người, vì người đã đắc tội tất cả những kẻ kia, thì hắn càng hy vọng thanh đao này sắc bén. Cho nên sau này sư tôn đắc tội với càng nhiều người, thì chúng ta càng an toàn. Suy nghĩ của Bạch Hạo không ngừng vận chuyển, dùng trí tuệ quán để phân tích rõ ràng cho Bạch Tiểu Thuần. Từ việc của Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, Bạch Tiểu Thuần đã biết Bạch Hạo rất thông minh. Hắn nghe vậy liền gật đầu tỏ ý tán đồng. Bạch Hạo thấy sư tôn đồng ý với quan điểm của mình, liền vui vẻ, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, mắt đảo một vòng liền nhích tới gần Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, sư tôn, ta mơ hồ đoán được tâm tư Đại Thiên Sư,
nhất định là hắn muốn dẹp bỏ những tai họa ngầm trước kia, rồi từng bước làm suy yếu các phương chư hầu. Lúc dẹp bỏ tai họa ngầm thì ta tạm thời chưa có đối sách, nhưng lúc làm suy yếu các chư hầu thì ta có một kế rất thích hợp. Vừa làm các gia tộc quyền quý kia sụp đổ, giúp sư tôn lập công, lại giải tỏa khúc mắc cho đại thiên sư, khiến hắn an tâm. Sau đó Bạch Hạo thì thầm kế hoạch của mình. Đây cũng là quá hùng ác rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì trợn mắt, hít vào một hơi. Sư tôn, con thuyền này chúng ta đã bước lên thì phải ngồi cho thật vững chắc. Bạch Hạo trầm giọng nói. Việc này để sau hãy bàn lại. Hiện giờ việc quan trọng nhất ta cần là hoàn thành tốt nhiệm vụ của giám sát sứ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Mưu kế của Bạch Hạo có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, làm cho bản thân hắn cũng cảm thấy do dự. Chẳng qua là kế này cần thời điểm thích hợp để sử dụng, hiện tại cũng không có gấp. Sư tôn, chúng ta nên âm thầm bố trí từ bây giờ để phòng chuyện vắt tranh bỏ vỏ. Bạch Hạo liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rồi nói một cách thận trọng. Yên tâm, việc này vi sư rất có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Hắn không mở miệng thì còn tốt, một khi đã nói ra câu kia thì lập tức khiến cho Bạch Hạo cảm thấy là có chuyện không hay rồi. Chẳng qua là nhìn sư tôn tự tin như vậy, hắn cũng khó nói lại được gì, chỉ có thể trầm tư suy nghĩ thêm biện pháp, rồi không ngừng trao đổi với Bạch Tiểu Thuần. Một đêm cứ thế trôi qua, sự tình quỷ dị cũng không phát sinh thêm lần nào nữa. Trong lúc trao đổi với Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần vẫn cố gắng đẩy nhanh tốc độ luyện hóa lệnh bài. Đến sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần thử đi ra ngoài, nhưng hắn phát hiện cấm chế vẫn còn tồn tại. Hiện tại hắn hiểu rằng chỉ có luyện hóa lệnh bài mới có thể nắm giữ được những cấm chế ở đây. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần đành tiếp tục tiến hành luyện hóa. Cuối cùng đến khi hoàng hôn gần buông xuống, hắn mới hoàn thành việc này. Thời gian luyện hóa mất gần 13 canh giờ, còn lâu hơn so với dự tính của hắn. Bạch Tiểu Thuần tản ra thần thức dung nhập vào bên trong lệnh bài. Trong đầu hắn truyền đến tiếng nổ vang như sấm, rồi thần thức nhanh chóng dung hợp với lệnh bài. Tiếp đó trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng của toàn bộ giám sát phủ. Trong nháy mắt khi chứng kiến cảnh tượng này, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, thân thể chấn động mãnh liệt, thậm chí lấy định được quán cũng phải kinh hô. Đây là... Trong đầu hắn, giám sát phủ như được thu nhỏ vô số lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy nó đã xây dựng trên vô số cỗ quan tài. Có thể nói toàn bộ lòng đất phía dưới giám sát phủ đều là những cỗ quan tài rậm rạp chẳng chịt, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Tất cả tổng cộng có 9 tầng, số lượng lên đến 10 vạn chiếc. Bên trong từng cỗ quan tài tản mát ra từng luồng chấn động hết sức khủng bố. Càng ở các tầng phía dưới thì số quan tài lại càng ít, nhưng chấn động từ nơi đó làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kinh hãi. Nhất là tầng thứ 9, tầng dưới cùng này chỉ có duy nhất một chiếc quan tài, nhưng khí tức tràn ra từ đó lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Khí tức rõ ràng là bán thần. Trời ạ! Lồng ngực Bạch Tiểu Thuần cấp tốc vào phòng. Hắn phát hiện lệnh bài trong tay trên thực tế chính là pháp khí để điều khiển 10 vạn chiếc quan tài này. Hắn cảm thấy rõ ràng chỉ cần một ý niệm của mình có thể mở ra 10 vạn chiếc quan tài, đồng thời khiến cho thi thể trong đó thức tỉnh, tuân theo tất cả mệnh lệnh của mình. Đây là giám sát phủ sao? Bạch Tiểu Thuần thấy bản thân có chút bối rối. Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi thần thức, ngơ ngác nhìn lệnh bài màu đen ở trong tay. Hắn tin đây không phải là lệnh bài chủ. Đại thiên sư không thể hoàn toàn giao cho hắn lực lượng kinh thiên động địa như vậy được. Đây chỉ là lệnh bài con. Lệnh bài chủ chính thức ở trong tay đại thiên sư, hắn có thể tùy thời thay đổi chủ nhân của thế lực dưới giám sát phục. Điều này không thành vấn đề. Chỉ cần ta không đối nghịch với đại thiên sư, ta có thể sử dụng thế lực này, vậy là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, hắn tản ra thần thức dung nhập vào lệnh bài một lần nữa, rồi ngưng tụ về phía cỗ quan tài gần nhất. Thức tỉnh! Ý niệm Bạch Tiểu Thuần vừa truyền ra, ngay lập tức mặt đất chỗ lầu các ngoài cửa lớn bỗng nhìn vỡ vụn. Cỗ quan tài hắc thiết tràn ngập khí tức tang thương bay ra, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nắp quan tài trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đẩy ra từ bên trong. Theo nắp quan tài rơi xuống, một cỗ khí tức tử vong mang theo mục nát quyết tán ra bốn phương. Ở bên trong quan tài bỗng nhiên đi ra một đại hán mặc giáp đen, mang mặt nạ màu đen,
toàn thân hắn phát ra sát khí kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Sát khí này giống như đã từng trải qua vô số lần giết chóc, làm cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải biến hóa. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, rồi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hào quang màu đỏ. Một cỗ chấn động thuộc về nguyên anh đại viên mãn từ thân thể khuếch tán ra xung quanh. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như để nhớ kỹ khí tức, hắn mới cúi đầu, bịch một tiếng quỳ xuống. Bái kiến đại nhân. Tiếng nói ông truyền ra từ trong miệng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa tôn kính vô cùng. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cứng lại, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt, còn Bạch Hạo thì kinh hãi lắp bắp. Giám sát phủ này lại ẩn giấu nội tình như vậy sao? Trong lòng phấn khích, Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài liên tục ngưng tụ thần thức hướng về phía những quan tài khác truyền lệnh thức tỉnh. Lập tức toàn bộ giám sát phủ nghe tiếng nổ kinh thiên, tiếng hết quan tài này đến quan tài khác lần lượt bay ra, phút chốc đã có hơn 1.000 cái. Sau khi xuất hiện, từng nắp quan tài bị lật bung lên, từng tên đại hán giáp đen đi ra. Tu vi những người này yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, mạnh nhất thì có hai người là nửa bước thiên nhân. Bọn hắn xuất hiện khiến cho sát khí kinh thiên động địa, gió dục mây vần, bốn phương mở mịt, lại nghe tiếng khóc than thê thảm như có như không. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong số các quan tài bên dưới mặt đất trong giám sát phủ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần định triệu hoán thêm nữa, nhưng hắn phát hiện là lệnh bài này có một ít hạn chế, tựa hồ chỉ cho phép triệu hồi tối đa 1.000 người. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ở 7 tầng trên. Ở tầng thứ 8 có 10 quan tài tràn ra khí tức thiên nhân, nhưng lại bất động không hề phản ứng với lệnh bài triệu hoán. 1.000 người cũng được rồi. Bạch Tiểu Thuần không vì vậy mà buồn bã, trái lại lúc này đây hắn rất vui là đằng khác. Nhìn 1.000 đại hán giáp đen, hắn cười lên ha hả, cảm giác như đang ở trong trường thành, nhấc tay chỉ ra là 1.000 quân xuất hiện. Phải chỉ mấy ngày trước ta có được những người này, thì khi đám người kia đến đây gây chuyện, ta chỉ cần vung tay là đã có thể khiến cho bọn chúng gục ngã. Trong niềm phấn khích, lòng tin của Bạch Tiểu Thuần vào Đại Thiên Sư đã dâng cao đến tột cùng. So với Cự Quỷ Vương, hắn thấy Đại Thiên Sư thiệt là đáng tin hơn rất nhiều. Cự Quỷ Vương chỉ ban thưởng cho hắn mấy thứ tào lao, đâu chỉ như Đại Thiên Sư, vừa ra tay đã là 1.000 quân. Ngoại trừ 1.000 quân này, Bạch Tiểu Thuần còn tính đến một công dụng khác của lệnh bài màu đen. Hắn phát hiện ra trong lệnh bài còn chứa một số lượng lớn tin tức rất toàn diện về các quyền quý trong Khôi Hoàng Thành và cả trên toàn Man Hoang, làm như bất kỳ lúc nào cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào các quyền quý kia, rồi đem tất cả tin tức ghi chép vào trong lệnh bài. Nhờ vậy người nắm giữ lệnh bài chỉ cần liếc mắt ngó qua là có thể biết được hầu như toàn bộ bí mật ở trong thiên hạ. Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngãi không thôi. Ngay lập tức, từ những tin tức này hắn liền điều tra được sở dĩ có chuyện mấy trăm người kia vây công mình, chính là vì có kẻ bịa đặt thêm dầu vô lửa, khiến cho đám người kia nổi giận mà kéo đến đòi giết mình. Mà trong đám người đầu sỏ dựng chuyện kia thì Chu Hoành chỉ là một trong ngòi cháy. Hầu như toàn bộ đám người bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ trong luyện hồn hồ đều có liên quan tới chuyện này. Và đây cũng là chỉ trước mắt, sau lưng chuyện này lại thế thấp thoáng dấu tay của hai hoàng tử. Trước đây hắn không biết những chuyện này, giờ đây mới hiểu được tường tận. Nhất là khi hắn chợt nhớ tới hai thanh niên cầm la bàn đứng bên cạnh Chu Hoành, nên lập tức dùng lệnh bài để điều tra thân phận người này. Tên thanh niên kia lại là một trong các khách khanh dưới trướng của đại hoàng tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận. Khinh người quá đáng mà. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới nhiệm vụ mà Đại Thiên Sư giao cho mình, lại nghe thấy chuyện những quyền quý này tính giết mình, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ hàn mang. Sư tôn, việc này nên nhịn một chút mới được, nếu làm hư chuyện của Đại Thiên Sư thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hồn Bạch Hạo ở kế bên Bạch Tiểu Thuần ngó thấy sư tôn mình lộ vẻ giận dữ thì liền hỏi. Khi nghe rõ sự tình, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng khuyên. Việc này không thể nhẫn nhịn, đây là hai chuyện mà cũng là một chuyện. Dù sao thì Đại Thiên Sư cũng không biết những ai đang cầu kết với Khôi Hoàng, đồng thời Thiên Sư cũng không nói rằng ta không được điều tra những người nào. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại. Hắn hiện đang nắm quyền ở trong tay, sau lưng có Đại Thiên Sư, có thể làm xem như mạng nhỏ đã rất an toàn. Lấy tính cách của hắn, tất nhiên là phải báo thù. Dù vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng biết rằng tuy hắn có quyền lực không nhỏ, lại có pháp trì của Đại Thiên Sư, nhưng vẫn cần một ít chứng cứ.
Nếu nắm được chứng cứ thì dù có sự biến hóa gì, hắn cũng không rơi vào thế bị động. Chứng cứ tuy khó tìm, nhưng đó là đối với người khác, chứ còn đối với hắn. Vừa nghĩ đến hai chữ chứng cứ này, Bạch Tiểu Thuần liền nhớ đến nhà tù tăm tối Cự Quỷ Thành. Những trọng phạm ở đó cũng đã chôn giấu trong lòng biết bao nhiêu bí mật. Đi, chúng ta tới Đại Lao Khôi Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần cất giọng ngạo nghễ, mang theo hồn Bạch Hạo, hắn bay đi. Tâm niệm khẽ động đã truyền lệnh cho 1000 đại hán giáp đen. Lập tức cả đám đại hán liền theo sát Bạch Tiểu Thuần bay thẳng về phía xa. Lúc này trời đã hoàng hôn, nhưng khu vực nội thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như ban ngày. Trên đường phố, kẻ đi người lại vẫn nườm nượp. Đám người Bạch Tiểu Thuần khi thế hùng hăng, mang theo gió lạnh tê tái cùng từ khí giận người, đi qua nơi nào thì đều khiến cho mọi người chấn động. Đó là những ai thế? Sát khí quá nặng nề mà. Đây chẳng phải là Bạch Hạo đó sao? Những hồn tu mặc giáp đen theo sau hắn, vì sao mà ngập tràn tử khí như thế? Tiếng nghị luận lập tức sầm rì nổi lên từ bốn phía. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, khiến lòng hắn dậy nên niềm cảm khái. Có nghìn quân ở trong tay, còn ai mà dám trêu chọc tới ta nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 181 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 182. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video giúp Phong nhé. Like video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 182. Khi Bạch Tiểu Thuần chấp thuận làm giám sát sứ do Đại Thiên Sư sắc phong, trong Khôi Hoàng Thành có không ít ánh mắt tập trung vào hắn, luôn quan sát động tĩnh của giám sát phủ. Bởi vậy lần này hắn dẫn theo 1000 người mặc giáp đen rời khỏi động phủ thì đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Có không ít người hít vào một hơi lạnh, hoảng hốt nhớ lại truyền thuyết trong Khôi Hoàng Thành. Có một thế lực đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến cho Khôi Hoàng Thành chảy máu thành sông. Mọi người chỉ trỏ đầy sợ hãi. Thi Khôi Huyết Quân, kia chính là Thất Nguyệt Khát Máu của Thi Khôi Huyết Quân. Giờ khắc này, vô số ánh mắt chú mục ở trên người Bạch Tiểu Thuần và quân đoàn hắc giáp sau lưng hắn. Còn đám quyền quý thì run sợ. Bọn họ không sợ Bạch Tiểu Thuần, bọn họ sợ là Thi Khôi Huyết Quân, càng sợ Đại Thiên Sư ở phía sau màn. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến quân đoàn Thi Khôi này. Có người nói quân đoàn thần bí này tồn tại từ thời Khôi Hoàng thứ ba, luôn do Khôi Hoàng nắm giữ. Nhưng đến khi Khôi Hoàng đời này thì quyền khống chế lại rơi vào trong tay của Đại Thiên Sư. Cũng có người nói trước khi Đại Thiên Sư xuất hiện, trên thế gian này không hề có Thi Khôi quân đoàn. Quân đoàn này do một tay của Đại Thiên Sư dùng chính vào những thi thể của đám quyền quý chống đối hắn để tạo ra quân đoàn vô địch này. Đủ các loại tin đồn, đủ các loại tình tiết hư cấu, nhưng đều có liên quan chặt chẽ đến Đại Thiên Sư. Quân đoàn này một lần nữa hiện thế khiến cho thế giới quyền quý Khôi Hoàng Thành sợ hãi, ý thức được một điều: sắp xảy ra chuyện lớn. Quan trọng hơn là người điều khiển quân đoàn thay Đại Thiên Sư lại là Bạch Hạo. Kẻ đó đã trực tiếp hoặc là gián tiếp đắc tội rất nhiều thiên kiêu trong đại năng quyền quý của thiên đình. Đêm gió tanh mưa máu mấy ngày trước cho tới hôm nay vẫn còn được nhiều người đàm luận sôi nổi. Thù này tuyệt đối không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng không hề biết việc mình mang thiên quân hắc giáp xuất hành đã khiến trong lòng đám quyền khí kiều trao đổi như thế nào. Hắn cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác uy phong, đi đến đâu cũng hấp dẫn vô số ánh mắt được sùng bái. Đã lâu rồi, bao lâu rồi ta không được hưởng thụ cái cảm giác nở mặt nở mày như thế này. Lúc ở Cự Quỷ Thành, tuy ta là đại tổng quản, nhưng trong tay lại không có binh quyền. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn lầm bầm, cầm hơi hếch lên, thể hiện ra tư thái của kẻ đứng lên cao, bao quát thiên hạ. Quân đoàn bay giữa không trung một cách ngay ngắn, trật tự, nhìn như là chậm chạp, kỳ thực là đang phóng rất nhanh về phía trước. Mục tiêu của hắn là Đại Lao Khôi Hoàng Thành. Đại Lao không nằm trong khu trung tâm mà tọa lạc ở khu 49. Bạch Tiểu Thuần dẫn đầu 1000 binh sĩ hắc giáp ngang nhiên xông vào. Thị vệ canh cửa nhìn thấy cũng không dám ngăn cản, để mặc cho bọn họ bay đến tận cửa Đại Lao. Đại Lao nhìn từ xa trông như là một con cự mãng đang cuộn tròn.
Cổng đại lao chính miệng, chính là miệng rắn. Khi đám người Bạch Tiểu Thuần tiến lên, các giám ngục cũng vội vã lao ra. Nhìn thấy quân đoàn hắc giáp sau lưng của Bạch Tiểu Thuần thì nơm nớp lo sợ. Bái kiến giám sát sứ. Bọn hắn có nghe nói chuyện Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ. Này nhìn thấy quân đoàn hắc giáp, liền đoán được thân phận của Bạch Tiểu Thuần, vội vàng tiến đến chào hỏi. Các người biết ta sao? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất hàm, lạnh nhạt hỏi. Bạch đại nhân phong thái siêu quần, thanh danh hiển hách, biết bao người ngưỡng mộ. Mấy tháng trước, đi trước may mắn được chứng kiến tư thế oai phong của đại nhân từ xa. Không biết đại nhân lần này tới đây là có chuyện gì? Nếu có thể tương trợ việc gì, đi trước nhất định sẽ cố gắng hết sức. Giám ngục trưởng của đại lao là một nam tử trung niên bụng phệ, trông khá béo tốt. Lúc này đang cười cười nịnh nọt, nhưng để ý kỹ có thể thấy trên trán quán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn bất an vô cùng. Bạch Hạo vừa được bổ nhiệm làm giám sát sứ, đã dẫn thi khôi huyết quân đến chỗ mình đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần không được hài lòng với công phu tầng bốc chưa đến nơi đến chốn của tên giam ngục trưởng này. Hắn cảm thấy gia hỏa này không có thành ý. Bất quá với thân phận hôm nay, hắn so đo với tên tiểu nhân nhỏ nhoi này thì hơi là mất mặt. Vì vậy chỉ hừ một tiếng. Người không cần hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngây ngang đi đến đại lao. Đám giám ngục thấy Bạch Tiểu Thuần trả lời như thế thì sửng sốt, trong lòng càng run rẩy, nhưng không dám nghĩ nhiều, cắm mặt đi theo. Mặc dù là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đến đại lao Khôi Hoàng Thành, nhưng vừa ngửi được hương vị ẩm mốc ở không khí, cảm thụ được khí tức âm lãnh ở nơi đây, hắn liền cảm thấy thật quen thuộc. Dù sao hắn cũng từng là một thời giám lính canh ngục ở trong đại lao Cự Quỷ Thành, còn là đệ nhất hắc tiền nữa. Lấy cho ta xem ghi chép về tất cả phạm nhân nơi đây. Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống ghế chủ tọa ở trong đại điện, lập tức mở miệng. Giám ngục trưởng rất căng thẳng, vừa lau mồ hôi vừa lớn tiếng sai người đi lấy hồ sơ phạm nhân, rồi tự mình dâng lên cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận ngọc giản, rồi nghiêm nghị mở miệng. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xem xét tin tức ở trong ngọc giản. Giám ngục trưởng lập tức an bài một mật thất tốt nhất ở trong đại lao. Giờ phút này hắn chỉ cầu mong Bạch Hạo có thể sớm ra khỏi đây, cầu mong mình được bình an. Thực sự là thi khôi huyết quân đã khiến đáy lòng hắn áp lực vô cùng. Người này nữa đều đưa tới gặp ta. Thần thức của Bạch Tiểu Thuần đảo một vòng tin tức ở trong ngọc giản. Dựa theo kinh nghiệm của hắn tại hắc lao trước đây, hắn rất nhanh đã khoanh vùng được 10 người có quan hệ với quyền quý Khôi Hoàng Thành. Mặc dù loại quan hệ này không thể giúp bọn hắn lập tức phóng thích, nhưng mà ngày thường cũng được hưởng thụ tài nguyên tu hành không thua kém gì bên ngoài. Mấy kẻ này là mưa làm gió trong đám phạm nhân, kể cả lính canh ngục cũng rất khách sáo với bọn họ. Thế nên khi Bạch Tiểu Thuần ra lệnh thì giám ngục trưởng hơi do dự. Chẳng lẽ giám ngục trưởng còn muốn để bản giám sát sứ tự mình động thủ sao? Bạch Tiểu Thuần bất mãn trợn mắt lên. Hai binh sĩ hắc giáp ở bên cạnh lập tức bước ra, tràn ra sát khí đậm đặc như là muốn biến nơi đây thành địa ngục tù la. Giám ngục trưởng run rẩy toàn thân, sợ hãi vô cùng, không còn nửa điểm chần chờ mà lập tức sai người dẫn các đối tượng tới. Trong đại lao lập tức gà bay chó chạy, đám lính canh hung hăng phóng đến chỗ của những phạm nhân bị Bạch Tiểu Thuần điểm tên. Các người làm cái gì vậy? Lão chủ nhân của ta chính là Chu Thiên Hầu, các người thực là to gan, dừng tay lại. Đủ các loại thanh âm giận dữ vang lên, nhưng tất cả lính canh đều ngoảnh mặt làm ngơ, mạnh mẽ chấn áp lùi đi. Không bao lâu sau thì cả đám đều bị trói đưa đến trên mật thất. Bên ngoài mật thất, 10 người này đều hãi hùng khiếp vía, không biết chuyện gì đã xảy ra. Định dò hỏi lẫn nhau thì bị đám lính canh ngục cưỡng ép im lặng. Khi bọn hắn vô cùng hoang mang thì bốn phía lập tức im lặng. Đám lính canh ngục kia ngay ngắn xoay người bái kiến về một hướng. Đám phạm nhân vội nhìn theo thì thấy được giám ngục trưởng đang nịnh nọt đi theo bên cạnh một người thanh niên. Thanh niên này bề ngoài tuấn lãng, hai tay chắp ở sau lưng, cầm khẽ nhếch lên. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn cũng có không ít binh sĩ hắc giáp thủ hộ, khí thế khiếp người. Bản giám sát sứ muốn đích thân thẩm vấn. Ta gọi ai, các người đưa kẻ đó vào. Trong quá trình bản giám sát sứ thẩm vấn, tất cả mọi người không được tới gần. Bạch Tiểu Thuần bước đến trước cửa mật thất, gắng đè xuống sự đắc ý ở trong lòng, nghiêm nghị dặn dò. Giám ngục trưởng lập tức vâng dạ.
Sau khi Bạch Tiểu Thuần bước vào mật thất cùng một phạm nhân, những binh sĩ hắc giáp kia tản ra bao vây quanh mật thất, không cho phép bất cứ ai tiến tới gần. Giám ngục trường sâu muộn không thôi, hắn vẫn chưa thể nào hiểu được vì sao Bạch Hạo kia lại đến chỗ mình đầu tiên. Rốt cục là hắn muốn như thế nào? Giám ngục trường suy nghĩ nát óc, thì bỗng nhiên từ trong mật thất truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến sắc mặt mọi người biến hóa. Đám lính canh ngục, nhất là những hắc tiên vừa nghe tiếng kêu này thì lập tức mở to mắt, ngoảnh lại nhìn. Tiếng kêu thảm thiết này không phải là dễ mà làm cho phạm nhân phát ra được đâu. Chẳng những đám lính canh kinh hãi, mà đám phạm nhân đang đợi thẩm vấn ở chỗ này cũng rùn lên. Ngay cả giám ngục trường kia cũng chấn động mãnh liệt, càng thêm kính sợ. Tiếng kêu gào liên tiếp suốt nửa nén hương, rồi cửa mật thất mở ra, một bóng người bị ném ra ngoài. Cả người hắn liên tục run rẩy, ánh mắt tàn rã, thần trí đờ đẫn, trông như là một phế nhân. Kế tiếp, tiếng Bạch Tiểu Thuần truyền ra từ trong mật thất khiến mọi người giật nảy mình. Bạch Tiểu Thuần không tàn nhẫn không được. Hắn hiểu nếu mình muốn báo thù thì chỉ cần có bằng chứng. Chứng cứ có thể không xác đáng, nhưng hắn bắt buộc phải tìm ra để dễ ăn nói với Đại Thiên Sư. Hắn không nghĩ ra biện pháp nào ngoài việc thẩm vấn phạm nhân trong đại lao. Thế nhưng đây cũng là biện pháp mà tất cả đều không nghĩ tới, vì không phải ai cũng như Bạch Tiểu Thuần đã từng làm lính canh ngục, hơn nữa còn là đệ nhất hắc tiên. Vậy nên đa số mọi người không thể biết được bí mật ẩn giấu trong đại lao là vô cùng kinh người. Đối với Bạch Tiểu Thuần, đại lao chính là cửa khẩu đột phá tốt nhất. Vì kể cả chuyện lớn như việc làm phản của ba đại gia tộc ở Cự Quỷ Thành thì vẫn có người biết được tình hình dù đang bị giam ở trong ngục. Mà cho đặc thù của hồn tu khiến cho việc siêu hồn càng khó thêm. Nhưng vấn đề này cũng không là gì đối với Bạch Tiểu Thuần. Đám tù nhân bị bắt điểm mặt chỉ tên đều có chứng cứ phạm tội rất rõ ràng. Thân thế bọn họ đều có liên quan đến giới quyền quý ở trong Khôi Hoàng Thành. Vậy nên dù có phạm phải trọng tội nhưng lại không bị xử tử vì đủ loại lý do. Theo thời gian trôi qua, đám phạm nhân lần lượt bị đưa đến chỗ thẩm vấn. Không có ngoại lệ, những người đều liên tục kêu lên thảm thiết. Kết quả như vậy làm tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Trong đó các hắc tiên ở đây là những người ngạc nhiên nhất. Giám sát sứ đại nhân, lại là hắc tiên sao? Đúng rồi, ta nhớ rồi, tin đồn bên ngoài về Bạch Hạo này trừ lòng dạ độc ác ra còn là đệ nhất hắc tiên ở Cự Quỷ Thành. Giám ngục trưởng nghe rất rõ ràng từng lời đàm luận của các hắc tiên, tinh thần càng trở nên khẩn trương. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy sợ hãi với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, nhưng hắn đã từng nghe về sự việc xảy ra vào tháng 7 cách đây nhiều năm trước. Khi Thi Khôi Huyết Quân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả là rất nhiều người dù vô tội cũng bị vạ lây vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, thân thể hắn run lên khi nhìn về phía đại hán mặc giáp đen đứng ở xung quanh mật thất. Hắn thở sâu một hơi, hạ quyết tâm nhất định phải làm thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mất trọn vẹn một ngày để thẩm vấn hơn 10 người này. Thế nhưng manh mối rất ít, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn cầm lấy ngọc giản rồi đưa ra danh sách hơn 100 người. Đưa tất cả bọn chúng ra đây cho ta. Giám ngục trưởng không hề chần chờ chút nào mà lập tức đồng ý. Hắn vội vàng an bài phía dưới mang đến đợt thứ phạm nhân thứ hai để cho Bạch Tiểu Thuần lần lượt thẩm vấn. Thời gian dần qua, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, Bạch Tiểu Thuần miệt mài thẩm vấn phạm nhân để tìm ra chứng cứ, không hề biết hành động của hắn đã đưa tới chấn động không nhỏ ở bên ngoài. Cái gì? Hắn đến đại lao? Bạch Hạo này vào trong đó để làm gì? Không tốt, hắn là đệ nhất hắc tiên Cự Quỷ Thành, chẳng lẽ hắn muốn biết những chuyện bí mật của đám phạm nhân trong đại lao? Chuyện diễn ra trong nhà lao không ai biết được tình hình, nhưng chỉ cần phát hiện một chút manh mối, người ta có thể nhìn ra chân tướng. Hiện tại đã có không ít người đoán được mục đích của Bạch Tiểu Thuần sau khi biết hắn đến đại lao. Đoán ra thì đoán ra, nhưng chuyện hay lại ở các bí mật chỉ có phạm nhân trong đại lao mới biết rõ. Người bên ngoài chỉ có thể biết thân phận phạm nhân, không thể phát hiện liệu có người nắm giữ sự tình nào đó của bản thân hay không. Nếu là phát hiện ra, người bên ngoài sớm đã giết người diệt khẩu rồi. Sau khi thẩm vấn 4-5 nhóm phạm nhân, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tìm thấy một manh mối quan trọng. Theo lời khai của một phạm nhân, hắn biết được danh tính của một vị thiên hầu có tiếp xúc bí mật với đại hoàng tử và người ngoài không biết. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần lập tức thay đổi, vì hắn có ấn tượng về thiên hầu này. Con của hắn dường như là mối quan hệ cực kỳ mật thiết với chủ hành. Thông qua lệnh bài giám sát sứ,
Bạch Tiểu Thuần đã biết người này là một trong những người chủ mưu cũng như trợ giúp Chu Hoành tin đồn về chuyện Trần Mạn Gia và Hứa Sản. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc rồi tiếp tục thẩm vấn. Thời gian trôi nhanh, hắn đã trong đại lao thẩm vấn suốt nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn bộ người khả nghi đều bị hắn tra hỏi qua một lượt, kết quả vẫn không khiến hắn hài lòng lắm. Tiếp đó, hắn đã tiếp tục thẩm tra đến những người mà thoạt nhìn không có liên quan tới, nhưng mà phạm phải trọng tội. Trong này có rất nhiều người sớm bị chấn nhiếp vì nghe nói đến thủ đoạn của hắn, nên lập tức khai ngay. Dù gì thì hắn cũng muốn tiết kiệm phát tỉnh đàn. Thật bất ngờ, trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, từ miệng một phạm nhân không liên can kia, hắn lại có một chứng cứ rất đáng kinh ngạc. Phụ thân của Lý Thiên Thắng, Thiên Hầu Lý Gia, đúng không? Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ như đã bắt được cá lớn, lập tức kết thúc cuộc thẩm vấn này, lòng đầy phấn khởi rời khỏi mặt thất, rồi phất tay ra hiệu cho 1000 hắc giáp quân cùng bay ra khỏi đại lao. Khi hắn đi ra, toàn bộ lính cai ngục đều nhìn Bạch Tiểu Thuần với cả kính sợ, trong đó thậm chí có không ít người lộ ra vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng là hoàn toàn bái phục hiệu suất thẩm vấn của Bạch Tiểu Thuần, xem ra còn đang tiếc hận không thể theo hắn làm tùy tùng. Chỉ có tên giám ngục kia là thở dài một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Suốt nửa tháng qua, hắn bị áp lực rất nặng, sợ mình sơ ý một chút là có thể bị liên can. Sau khi tống tiễn Bạch Tiểu Thuần như là đưa tiễn thần linh, hắn lập tức quay về đại lao, lựa chọn bế quan. Hắn biết rõ là Khôi Hoàng Thành sẽ sắp có gió tanh mưa máu phủ xuống. Còn Bạch Tiểu Thuần lúc này lại đang rất mực rỡ. Hắn không lập tức ra tay với phụ thân Lý Thiên Thắng và vị thiên hầu kia khác, mà hắn đến Hoàng Cung đi bái kiến Đại Thiên Sư. Hừ, dám chọc tới ta, ta sẽ cho các người biết rất rõ, Bạch Tiểu Thuần này không phải là người ăn chay đâu. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, tốc độ càng nhanh hơn. Trên đường đi, nghĩ rằng nhân thủ của mình vẫn chưa đủ, nên Bạch Tiểu Thuần truyền âm cho Chu Nhất Tinh, sai hắn chạy tới Khôi Hoàng Thành. Vừa xong những thứ này thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã tới Hoàng Cung, đến trước điện của Thiên Sư. Hắn hướng đại điện ôm quyền cúi đầu lên tiếng nói: Tỳ trước Bạch Hạo có chuyện quan trọng xin được bái kiến Đại Thiên Sư. Hắn vừa dứt lời thì trên tầng mây kia, lão rồng kia lại xuất hiện, vẫn với vẻ nghi hoặc cùng với hiếu kỳ. Nó chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh sau, cửa đại điện chậm rãi mở ra, Đại Thiên Sư đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hơi thở, bước nhanh vào trong điện, hô lên: Đại Thiên Sư, tỳ chất may mắn không làm nhục mệnh, đã điều tra được hai vị thiên hầu đã từng quấy rầy Khôi Hoàng Thành. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần lấy ra một quả ngọc giản đưa tới. Đại Thiên Sư cầm lấy ngọc giản, quét mắt nhìn qua rồi chậm ngâm, ngón tay cái nhẹ nhàng vứt qua vứt lại trên ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt đứng đợi, thầm nghĩ trong lòng không biết nên liệu Đại Thiên Sư có thể cho mình đích thân đi lo liệu hai tên gia hỏa này hay không. Dù sao thì những chứng cứ kia cũng không phải là quá đầy đủ, cẩn thận xem xét thì chứng cứ ấy cũng chỉ là cái suy đoán hơi xác thực mà thôi. Tuy nhiên qua cuộc thẩm vấn ở đại đao, Bạch Tiểu Thuần xem như đã cực kỳ thấu hiểu hai vị thiên hầu này rồi. Hắn biết rõ hai người này chẳng có gì tốt lành. Lý Gia thì từ trên xuống dưới đều tu luyện độc công, mà loại độc công này có tên là Phụ Nhân Tâm. Trong quá trình tu luyện cần phải liên tục nhập tim phụ nữ để luyện công. Trong quá trình tu luyện cần phải liên tục thu thập tim của phụ nữ để luyện công. Ác độc ở chỗ, tu vi càng cao thì càng cần nhiều trái tim. Có thể nói là Lý Gia được xây dựng trên vô số lần giết chóc người khác. Còn Trần Gia thì cũng chẳng kém gì. Trong nội thành Khôi Hoàng thì Trần Gia là một trong rất ít gia tộc buôn bán sinh cơ. Cái gọi là sinh cơ thực tế chính là vô số nô bộc được gia tộc này nuôi dưỡng. Những nô bộc này đều là các tu sĩ bị bắt trong trường thành, sau khi bị đưa đến nơi thì trở thành nô lệ cung cấp sinh cơ cho người khác, giúp chữa trị thương thế cho bọn họ. Những thiên kiều kiền quý kia sau khi bị Bạch Tiểu Thuần thu thập, sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy là có liên quan đến việc này. Nghĩ đến đủ loại việc xấu của hai nhà này, Bạch Tiểu Thuần trộm nhìn Đại Thiên Sư, nhưng Đại Thiên Sư vẫn không lộ ra chút động thái nào, cũng chẳng nói một lời. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút nóng nảy, không biết trong lòng Đại Thiên Sư đang suy nghĩ cái gì. Thời gian một nén nhang chậm rãi trôi qua, ngón tay cái của Đại Thiên Sư đột nhiên khựng lại, ngọc giản lập tức tan thành tro bụi, tiêu tan biến mất. Đem Lý Thiên Hầu, Trần Thiên Hầu bắt lại. Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn. Lập tức ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hư vô vạn vẹo, người mặc áo đen kia bước ra, cúi thấp đầu,
rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Người kia xuất hiện đột ngột đã dọa cho Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng. Sau khi nghe Đại Thiên Sư nói, trong lòng hắn lại tràn đầy kích động. Nghe nói người rất rành xét nhà, cho người 2 canh giờ, hãy giải quyết chuyện nhà Lý gia cùng với Trần gia. Đại Thiên Sư nói xong thì nhắm nghiền mắt lại. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, tim hắn theo câu nói đó mà tăng tốc đập nhanh lên. Hắn cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Nghĩ đến chuyện mình lại lần nữa được dẫn người đi xét nhà, thần khí hắn liền trở nên rạng rỡ. Thu hoạch chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là được báo thù, mà lại còn là dùng việc công báo thù từ. Hắn nhận thấy vị Đại Thiên Sư này đúng là một người rất tốt. Bạch Tiểu Thuần lập tức lớn tiếng đồng ý, rồi quay người bay nhanh ra khỏi Thiên Sư Điện. Lúc này hắn cũng đã hiểu được quyết định của Đại Thiên Sư, đó chính là giết người dọa khỉ. Hắn thậm chí cũng không cần cung cấp chứng cứ gì, chỉ cần một tia manh mối, cho dù là suy đoán thì cũng đã đủ rồi. Đại Thiên Sư muốn giết người. Có một chỗ dựa quyết đoán và cường hãn thế này, ai dám chọc đến ta chứ? Nghĩ tới đây thì lòng của Bạch Tiểu Thuần sục sôi thêm niềm phấn khích. Hắn hất thầy áo, truyền lệnh cho 1000 hắc giáp cùng tiến thẳng tới Lý gia. Lý Thiên Thắng, Bạch gia gia của người tới đây. Bạch Tiểu Thuần hào hứng bừng bừng, mang theo 1000 thi khôi huyết quân lao ra khỏi hoàng cung. Đám thị vệ hoàng cung nơm nớp lo sợ, nhất là nhìn thấy bộ dáng khủng bố của Bạch Tiểu Thuần thì sợ đến dám cũng không dám phóng, vội giạt ra nhường đường cho quân đoàn hắc giáp này. Tin tức Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ, thêm cả thi khôi huyết quân lần nữa hiện thế, đã lan truyền ra khắp màn hoàng. Bạch Tiểu Thuần hắn không biết hiện giờ cái tên Bạch Hạo đã vang dội khắp nơi, áp đảo cả tên thần quán. Ngay cả các đại tông môn thông thiên hạ cũng thông qua trường thành mà biết được có một kẻ tên là Bạch Hạo đã trở thành tân sủng của Khôi Hoàng Triều, là thanh đao sắc bén trong tay Đại Thiên Sư. Những chuyện mà kẻ này làm ở Cựu Kỳ Thành cũng nhanh chóng bị đào ra. Người người đều biết tên của Bạch Hạo kia là lòng dạ độc ác, diệt sát nhân tộc, diệt sát thân tộc, xét nhà đoạt vợ người khác, lại còn cả gan trói cả bán thần. Mọi người lúc này đều ý thức được Bạch Hạo kia chính là một tên điên có sức chiến đấu kinh khủng, lấy sức mạnh của một người trói gô cả trăm thiên kiêu, ở trong tuyệt địa bị mấy trăm người vây giết mà vẫn có thể lật ngược thế cờ. Loại nhân vật này, bản thân hắn đã kinh tài tuyệt diễm, càng không cần phải nói đến sau lưng hắn còn có Đại Thiên Sư chống lưng, còn là con rể được Cựu Quỷ Vương chỉ định nữa. Một loại thân phận khiến cho Bạch Hạo trở thành một đại nhân vật lừng lẫy ở Man Hoàng. Được Đại Thiên Sư ngầm thúc đẩy, Bạch Tiểu Thuần khí thế bừng bừng, dẫn đầu 1000 hắc giáp hóa thành một dải đen gào thét, bay thẳng tới Lý gia trong khu hoàng thành. Lý Thiên Thắng, ngươi cùng với Chu Hoành nhiều lần tìm ta gây phiền toái, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta tha cho ngươi một lần, ngươi lại còn cố tình tiếp gây sự lần hai. Giờ ta nổi giận rồi, ta cho các người biết, ta mà giận lên thì chính ta cũng cảm thấy rất là sợ hãi đấy. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần khoan khoái dễ chịu, ánh mắt chờ mong muốn nhìn xem những kẻ ác ý muốn hại mình kia hôm nay ở trước mặt mình sẽ có bộ dạng gì. Lý Thiên Thắng, ngươi là người đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng tăng tốc độ lao thẳng tới Lý gia. Thái độ kiêu ngạo hung hăng của Bạch Tiểu Thuần cũng khiến cho vô số người chú ý. Bọn hắn e sợ nhìn theo phương hướng của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng nổi lên vô số suy đoán. Sát khí không thèm che giấu như thế, tên Bạch Hạo này đang muốn làm cái gì đấy? Hướng hắn đi hình như là khu thứ 9. Khu thứ 9 là nơi của Lý gia. Lý gia người đông thế mạnh, chiếm cứ 2 phần phạm vi cả khu thứ 9. Gia tộc kia dựa vào danh tiếng thiên hầu mà làm mưa làm gió. Tộc nhân đông đảo, cũng không ít hồn tu phụ thuộc, từ lâu đã trở thành con quái vật khổng lồ, ít người nào dám trêu chọc. Trước sự kinh hãi của mọi người, Bạch Tiểu Thuần mang theo 1000 hắc giáp bước vào khu thứ 9. Từ xa đã nhìn thấy đình viện lầu các của Lý gia, còn có cả tháp cao chừng trăm trượng sừng sững giữa trời. Tháp này được gọi là Thiên Hầu Tháp. Trong Khôi Hoàng Thành chỉ có thiên hầu mới được xây dựng tòa tháp cao trăm trượng. Nếu là thiên công thì được phép xây dựng tòa tháp cao ngàn trượng. Cùng lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Thiên Hầu Tháp thì Lý gia cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Trên dưới Lý gia bạo động, các tộc nhân vội vã lao ra ngưng trọng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần phía xa. Lý Thiên Thắng cũng nằm ở trong đám người, đang được rất nhiều người vây quanh bảo hộ. Hắn là thiếu chủ Lý gia, lại là thiên kiêu, địa vị cao ngất, ngày thường lời nói quán cũng như lời của gia chủ,
Bạch Hạo! Lý Thiên Thắng nhìn rõ đám người hét lên, sắc mặt hắn dữ tợn, trong mắt vằn lên ác độc. Vì khôi phục sinh cơ cho hắn mà gia tộc đã phải trả một cái giá thật lớn cho Trần gia. Tất thảy những điều này chính là do tên Bạch Hạo trước mắt này gây nên. Hắn gắng đè nỗi hận của mình. Hắn biết rõ Bạch Hạo giờ đây đã một bước lên trời, được sắc phong làm giám sát sứ, có đại thiên sư chống lưng. Hôm nay lại sát khí bừng bừng lao đến nơi này, khiến trái tim của hắn trầm xuống. Hắn lập tức ra lệnh mở ra trận pháp phòng hộ. Hắn vừa ăn bài xong thì tiếng xé gió mãnh liệt truyền tới. Bạch Tiểu Thuần mang theo 1000 hắc giáp hàng lâm xông xuống. Sát khí của thi khô huyết quân tỏa ra ngập trời, hóa thành đám mây đen bao phủ không trung Lý gia. Vô số hồn tu từ bốn phía thì nhau vây xem, trong lòng cũng rung động vô cùng, đủ các loại suy đoán. Chẳng lẽ là đại thiên sư muốn động thủ sao? Kẻ đầu tiên lại là Lý gia? Không thể nào, rất có thể là tên Bạch Hạo kia ỷ chức vụ đến báo thù riêng. Bạch Tiểu Thuần vinh váo tự đắc, hưởng thụ sự kinh hãi của người xung quanh vây xem. Hắn đứng trước thi khôi huyết quân, cúi đầu quan sát Lý gia, ánh mắt đảo một vòng rồi rơi vào mấy trăm tộc nhân Lý gia đang dương cung bản kiếm. Hắn thì nhìn thấy Lý Thiên Thắng đang được đám người vây quanh. Lý Thiên Thắng nhìn thấy giám sát sứ giá lầm còn không mau bái kiến. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, thanh âm như tiếng sấm ù ù truyền ra. Thời khắc này thì khôi huyết quân phía sau hắn cũng phát ra sát khí mãnh liệt hơn. Sắc mặt tất cả mọi người ở trong Lý gia trở nên dữ tợn. Lý Thiên Thắng hô hấp dồn dập, trong lòng cực kỳ chấn động và bất an, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, chỉ có thể quát khẽ. Bạch Hạo, ngươi thật to gan, dám cả gan phạm thượng. Đây là Thiên Hầu Phù, không phải là chỗ của ngươi có thể làm loạn. Còn không mau rút lui đi. Thiên Hầu Phù? Bạch gia của ngươi đúng là muốn đến Lý gia Thiên Hầu Phù đấy. Ta nghe nói Lý gia tài phú không ít, Bạch mỗ lo lắng những bảo bối kia của ngươi là đồ giả, nên ta mới đến để xem giúp các ngươi đây. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm lên, lời nói mang theo cuồng vọng kiêu ngạo. Thực tế trong lòng quán đã cười đến nở hoa rồi. Hắn cảm giác câu nói này của mình là vô cùng có khí thế. Hắn thích nhất cái cảm giác làm chủ cục diện này, hơn nữa lại còn lấy đạo lý để áp đảo nữa. Lớn mật! Bạch Hạo, ngươi muốn chết có phải không? Lý gia sao có thể để cho ngươi làm loạn? Đúng là trò cười. Bạch Hạo, ngươi bị ấm đầu sao? Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói, tộc nhân Lý gia vốn đã quen kiêu ngạo lập tức gào thét đáp trả, ngôn từ cực kỳ không khách khí. Sắc mặt Lý Thiên Thắng càng thêm khó coi, trong lòng thì lo lắng. Hắn rõ ràng thấy được chuyện này có gì đó không ổn, nhưng hắn nghĩ khả năng đại thiên sư muốn ra tay với Lý gia không lớn, mà khả năng lớn nhất là cái tên Bạch Hạo này mượn việc công mà báo tư thủ. Nghĩ tới đây, hàn mang lóe lên trong mắt của hắn. Đây cũng là cơ hội để tiêu diệt kẻ này. Nội tâm Lý Thiên Thắng xoay chuyển, mặc dù kiêng kỵ thi khôi huyết quân, nhưng hắn cũng vô cùng tự tin vào nội tình của Lý gia. Nhất là hiện tại Lý Thiên Hầu đang ở trong phủ. Nghĩ đến đây, dũng khí của hắn tăng lên, dõng dạc mở miệng. Tất cả tộc nhân Lý gia nghe lệnh, ai bước vào Lý gia trong vòng 100 trượng, giết không tha. Lý Thiên Thắng vừa nói xong, về mặt tộc nhân Lý gia ở xung quanh lập tức trở nên dữ tợn hơn, nhào nhào tiến lên với sát ý ngút trời. Đồng thời rất nhiều thân ảnh từ bên trong chạy ra như bay. Trong số này có không ít là tộc nhân, nhưng chiếm đa phần lại là những hồn tu phụ thuộc Lý gia, số lượng lên tới hơn vạn người. Tất cả đều tàn ra sát cơ mãnh liệt, hình thành khí thế dường như đã vượt qua cả thi khôi huyết quân đang lơ lửng ở giữa không trung. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, lại nghĩ đến mệnh lệnh của đại thiên sư, hắn thấy nếu đại thiên sư đã bảo mình làm việc này thì nhất định sẽ không để cho Lý gia có thể tiêu diệt bản thân mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh lại, ánh mắt trừng lên, cảm giác khí thế lúc trước của mình đã yếu đi. Hắn hít sâu một hơi, rồi bỏ qua đám người Lý Thiên Thắng, nhìn về tòa tháp của Lý gia ở phía xa, trầm giọng nói: "Lý Thiên Hầu, Bạch mỗ nhận lệnh của đại thiên sư tới đây, hỏi ngươi một câu, ngươi có biết tội không?" Lúc Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này, lập tức trên người tỏa ra khí thế làm cho trời đất xoay chuyển, khiến tâm thần của mọi người xung quanh nổ vang. Đám tộc nhân Lý gia đều biến sắc. Nội tâm của Lý Thiên Thắng lộp bộ một tiếng, suy nghĩ trong đầu nhất thời trở nên hỗn loạn. Trong một gian mật thất ở tầng cao nhất của tòa tháp, Lý gia Thiên Hầu cũng là cha của Lý Thiên Thắng đang khoanh chân ngồi đó. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong,
sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Dường như ảnh hưởng của câu nói kia đã làm cho tinh thần quán chấn động tới mức tu vi nửa bước thiên nhân cũng xuất hiện dấu vết bất ổn. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần hắn đã nghe thấy rất rõ ràng. Thực tế là hắn là một mực theo dõi tất cả từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào Lý gia, diễn biến mọi chuyện khiến vẻ mặt hắn từ lo lắng trở nên u ám. Hô hấp của hắn có chút hỗn loạn. Bản thân hắn là thiên hầu, cách nhìn tất nhiên thấu đáo hơn rất nhiều so với đám người Lý Thiên Thắng. Hiện tại hắn hiểu được, đây nhất định là chủ ý của Đại Thiên Sư. Nếu không chắc chắn tên Bạch Hạo này không dám dẫn người đến Lý gia giữa võ dùng oai như thế này. Không phải vì thực lực chênh lệch, mà do địa vị khác biệt mới khiến hắn đưa ra nhận định như vậy. Dù sao hắn cũng là một trong 108 vị thiên hầu của Khôi Hoàng Triều. Giám sát sứ hành động trắng trợn, không để ý hậu quả như vậy, việc này đã thể hiện rõ thái độ của Đại Thiên Sư. Là đang mỉa mai ta sao? Lý Thiên Hầu trầm mặc, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Việc này làm cho hắn trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhớ lại những gì hắn biết về Đại Thiên Sư, trên trán hắn dần dần xuất hiện mồ hôi, trong mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Đại Thiên Sư muốn giết ta? Đáp án này khiến thần sắc Lý Thiên Hầu dữ tợn, hô hấp trở nên ồ ồ. Hắn biết rõ Đại Thiên Sư muốn giết mình thì bản thân chạy trời không khỏi nắng. Hắn không cam lòng, hắn phải mất nhiều năm tu hành mới đạt tới trình độ thiên hầu. Nắm trong tay gia tộc lớn như vậy, hắn không thể bó tay chịu trói ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải dãy giụa để tìm biện pháp hóa giải tai họa lần này, kéo dài thời gian. Lý Thiên Hầu rất nhanh đã đưa ra quyết định. Hắn biết rõ bây giờ chỉ có biện pháp là kéo dài thời gian, đồng thời làm chuyện này càng ồn ào lên càng tốt, từ đó để các thiên hầu và thiên công, thậm chí là tứ đại thiên vương kịp thời phản ứng. Nếu Đại Thiên Sư có thể tùy ý xử trí một thiên hầu như hắn, thì các thiên hầu khác nhất định sẽ có tâm lý môi hở răng lạnh. Vì vậy ở thời điểm này, bọn họ chắc chắn sẽ đi cứu hắn, là tự cứu bản thân mình. Mà một khi tất cả văn võ trong triều đều lên tiếng, kể cả Đại Thiên Sư thì cũng phải thu liễm lại một chút. Còn có Khôi Hoàng? Không đúng, không thể đi tìm Khôi Hoàng. Lý Thiên Hầu bỗng giật mình, hắn phát hiện vấn đề rất lớn phía sau chuyện này. Đại Thiên Sư dùng một ngón tay có thể dễ dàng giết chết ta, vì sao lại để cho Bạch Hạo này ra mặt? Giết ta là chuyện nhỏ, hắn còn muốn xem văn võ trong triều ai sẽ lên tiếng vì chuyện này. Đây chính là dẫn xà xuất động. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Hầu hít vào một hơi lạnh. Hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, rồi lập tức quyết định, một mặt kéo dài thời gian chờ người đến cứu, mặt khác nghĩ biện pháp chạy trốn. Kéo dài thời gian, làm to chuyện này lên. Ánh mắt Lý Thiên Hầu ánh lóe lên ánh sáng, đột nhiên truyền âm cho Lý Thiên Thắng ở bên ngoài. Tấn công Thi Khôi Huyết Quân, ngoài ra không tiếc đại giới giết chết Bạch Hạo. Ở bên ngoài, trong lúc tộc nhân Lý gia còn đang kinh hãi, thân thể Lý Thiên Thắng bỗng run lên. Sau khi nghe cha mình truyền âm, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Mặc dù sự tình còn chưa tới một bước kia, nhưng hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc của Bạch Tiểu Thuần rồi hét lớn: Bạch Hạo giả truyền ý chỉ, mưu đồ làm loạn, toàn bộ Lý gia nghe lệnh ta giết chết bọn chúng. Lý Thiên Thắng nói xong, tộc nhân Lý gia xung quanh hơi do dự, nhưng tất cả đều hiểu câu nếu như Lý gia bị diệt thì bọn họ cũng đi đời. Giờ phút này từng người mang theo vẻ tàn nhẫn, hét lớn lao lên phía trước. Trong nháy mắt, hơn vạn người gào thét bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vung tay lên, lập tức 1000 đại hán giáp đen xung quanh ngẩng đầu tấn công về phía tộc nhân Lý gia. Tiếng nổ rung trời lập tức vang lên. Bạch Tiểu Thuần không tiến lên mà đứng giữa trung tâm vòng bảo hộ được tạo ra bởi đám quân lính mặc giáp đen. Hắn còn quý trọng cái mạng nhỏ của mình nên không vội mạo hiểm. Hiện tại hắn được chứng kiến lực sát thương kinh người của Thi Khôi Huyết Quân. Những đại hán mặc giáp đen này căn bản không cảm thấy đau đớn, toàn thân giống như là tu sĩ luyện thể cực kỳ cường hãn. Những nơi họ đi qua như là hổ nhập bầy dê, đánh giết một cách tùy ý. Thuật pháp hay là pháp bảo đánh trúng bọn hắn thì đều giống như là không đau không ngứa, mà những đại hán giáp đen cũng không thèm để ý, liên tục tấn công bất kể sống chết. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thanh âm thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên. Tộc nhân Lý gia căn bản không phải là đối thủ, thậm chí có không ít người bị Thi Khôi Huyết Quân trực tiếp xé xác. Mùi máu nồng nặc, huyết khí lan tràn. Bỗng nhiên tiếng trận pháp nổ vang,
dưới lòng đất hiện ra một màn sáng màu máu, nhanh chóng bao phủ bốn phương. Đồng thời từng tiếng đinh đập thình thịch cũng truyền ra từ trong trận pháp. Theo tiếng tim đập quẩn quanh, thân thể của đám tộc Ngân Lý Gia dần biến thành màu đen. Sương mù trước kịch độc cũng khuếch tán. Một số khác thì thi nhau lấy ra những quả tim người rồi bóp nát. Trong nháy mắt quả tim bị bóp nát, từng hư ảnh nữ tử hiện ra, gào thét thê lương, ánh mắt oán độc lướt về phía binh sĩ hắc giáp. Những hư ảnh này được hình thành từ kịch độc, mà quả tim kia chính là độc công nổi danh của Lý Gia, phụ nhân tâm đệ nhất độc. Nhưng trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, thứ độc không phải là phụ nhân tâm, mà chính là những kẻ tàn độc đã dùng tim của nữ nhân để tu thành loại công pháp trời không dung, đất không tha này. Loại độc này rất kinh người. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc chiến, đám binh sĩ hắc giáp bị cản lại, hành động trở nên chậm chạp, thân thể bọn hắn cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Nhất là những binh sĩ đứng phía trước Bạch Tiểu Thuần, hắn thấy thế vội điều khiển bọn hắn tránh đi, nhưng hành động này đã làm bại lộ vị trí của hắn. Ánh mắt của Lý Thiên Thắng tràn ngập sát cơ, lập tức gầm lớn: "Tiêu diệt Bạch Hạo!" Lý Thiên Thắng vừa hét vang, vừa phi đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Có 10 tộc lão Lý Gia theo sát hắn, đều là tu vi nguyên anh, nguyên một đám thân thể đen kịt, càng có khói độc vần quanh bốn phía, lúc thì tản ra, lúc thì ngưng tụ thành hư ảnh nữ tử. Những cô gái này đều không có tim, dù không còn linh hồn, nhưng sự xuất hiện của đám hư ảnh này khiến cho Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần đang muốn lùi ra phía sau thì đột nhiên đám binh sĩ vốn đang bị khói độc ăn mòn chợt khựng lại, trong mắt lộ ra u mang, rồi đồng loạt mở miệng hít mạnh một hơi. 1000 người cùng hít, khí tức lập tức hình thành cơn gió, hút hết khí độc bốn phía vào miệng. Điều kỳ lạ là sau khi hút đám khí này thì tu vi của đám binh sĩ mặc giáp liền tăng lên nhanh chóng. Ngay cả những thương tổn do kịch độc ăn mòn trên cơ thể cũng đã mau chóng khỏi hẳn, thân thể lại hoàn hảo như là ban đầu. Đám khói độc này bỗng nhiên như trở thành chất dinh dưỡng cho các binh sĩ hắc giáp vậy. Đây chính là chỗ phi thường của thi khôi huyết quân. Những binh sĩ hắc giáp này có thể hấp thu hết thầy thuật pháp gây tổn thương cho họ, do biến nó thành chất dinh dưỡng để gia tăng tu vi của bản thân. Chính vì thế mà bọn họ trở thành một quân đoàn vô địch, càng đánh càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, lập tức giơ tay chỉ thẳng vào đám người Lý Thiên Thắng: "Tiêu diệt bọn chúng cho ta!" Hắc giáp bốn phía hùng hổ xông tới đám người Lý Thiên Thắng. "Không tốt!" Sắc mặt Lý Thiên Thắng đại biến, muốn rút lui về sau nhưng đã chậm rồi. Hắn và 10 tộc lão bị vô số hắc giáp oanh kích, máu tươi phun ra, tình thế vô cùng nguy cấp. Bạch Tiểu Thuần thì ngửa mặt cười ha ha: "Lý Thiên Thắng, người mà cũng dám đấu với ta sao? Một khi ta ra tay thì thượng đế cũng phải che mặt đấy." Bạch Tiểu Thuần rất là tâm đắc với câu nói của mình, cảm thấy bản thân nói chuyện quá là có khí thế rồi. Lý Thiên Thắng lúc này đầu óc rối bù, sắc mặt vặn vẹo, cả người đầy những vết thương lớn nhỏ. Hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói một câu kia thì gào rú thề lương: "Đế tạng!" Lời nói vừa ra, màn sáng trận pháp bỗng vặn vẹo, rồi hiển hóa ra một trái tim màu máu khổng lồ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây không phải là hư ảnh huyễn hóa ra, mà chính là 100 vạn trái tim phụ nhân tạo thành, cũng đại biểu cho 100 vạn phụ nhân đã tử vong. Trái tim khổng lồ ầm ầm tan vỡ, tạo thành một mảnh hắc vụ màu đen như là mực lan tỏa ra xung quanh. Những nơi đi qua đều bị ăn mòn, thậm chí những hồn tu phụ thuộc Lý Gia tránh không kịp, bị hắc vụ chạm đến liền kêu lên thảm thiết, hóa thành bãi máu loãng rơi xuống mặt đất. Chỉ có những tộc nhân tu luyện độc công phụ nhân tâm là không bị tổn hại gì, thậm chí ánh mắt trở nên điên cuồng, thường thế trên người phục hồi nhanh chóng, rồi lại lần nữa lao thẳng đến chỗ thi khôi huyết quân. Hắc vụ này khiến da đầu của Bạch Tiểu Thuần run lên, vội tránh lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, Thiên Hầu Lý Gia, phụ thân của Lý Thiên Thắng, thờ dịp bốn phía đại loạn, đứng dậy bước một bước, cả người hóa thành điểm thiện, xuyên qua khói độc thẳng đến trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. "Bạch Hạo, nhận được cái chết đi!" Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút, nhìn chằm chằm Lý Thiên Hầu. Từ đầu tới cuối Bạch Tiểu Thuần không hề ra tay, là vì phòng bị tên Thiên Hầu của Lý Gia này. Nháy mắt Lý Thiên Hầu xuất hiện, tu vi Bạch Tiểu Thuần lập tức bộc phát. Nhưng không đợi hắn động thủ, một giọng nói lạnh lạnh vang lên quanh quẩn bốn phía: "Lý Thiên Hầu, người rốt cuộc đã ra khỏi Thiên Hầu Tháp, không uổng công lão phu ẩn thân chờ ngươi lâu như vậy."
Hắc Minh. Sắc mặt của Lý Thiên Hầu cuồng biến, vội vã bỏ chạy, nhưng đã chậm. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống cực nhanh, lúc va chạm với trận pháp đã phát ra tiếng nổ vang, trận pháp rạn nứt, bàn tay xuyên qua, một phát bắt được Lý Thiên Hầu ở trong tay. Thiên Hầu đại nhân, phụ thân! Tất cả tộc nhân Lý gia choáng váng, thân thể Lý Thiên Thắng buồn rồn như mất hết cả khí lực, đáy lòng run rẩy. Hắn sợ. Không chỉ Lý gia, mà những người vây quanh xa xa cũng mở to mắt, hít vào một hơi. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu nhìn người áo đen đang trôi nổi giữa không trung. Hắc lão quái, chúng ta là cùng một phe đấy, ngươi quá tùy tiện rồi, đã tới chỗ này nửa ngày rồi mà bây giờ mới ra tay. Ta phải vất vả giăng câu bắt con cá lớn, mà ngươi lại nửa đường móc câu rời đi. Ngươi đây là cướp công của ta mà. Bạch Tiểu Thuần hết sức bất mãn, y vào thân phận giám sát sứ của mình mà chất vấn. Người áo đen cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, trầm ngâm một chút rồi nhàn nhạt nói: Nếu như hắn còn ở trong Thiên Hầu Tháp thì chỉ một ý niệm ở trong đầu liền có thể tự bạo. Đại Thiên Sư đã lệnh cho lão phù bắt người này lại, cho nên lão phù nhất định phải bắt sống hắn. Nếu nói cướp công, vậy lão phù cũng tặng cho ngươi một lần tạo hóa. Hắn nói rồi nâng tay phải chỉ xuống Lý Gia. Một cơn phong bạo quét qua, trận pháp Lý Gia vốn suy yếu vì thủng vỡ một bộ phận, lúc này vỡ vụn phạm vi lớn rồi tan rã hoàn toàn. Trận pháp bị hủy khiến tộc nhân của Lý Gia bị cắn trả, phun máu tươi, khói độc nồng đậm quanh quần, bị lão già áo đen phẩy tay một cái biến thành hàng nghìn sợi tơ đen lao đến một binh sĩ hắc giáp tu vi nửa bước thiên nhân. Thân thể hắc giáp này bắt đầu run rẩy kịch liệt, thân thể rạn nứt như sắp hỏng, nhưng tốc độ hấp thu không giảm bớt mà còn nhanh hơn, thậm chí mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều có sợi đen đang chui vào. Chốc lát thì khôi hắc giáp đột nhiên ngẩng đầu phát ra tiếng gào rú, tu vi âm mà bộc phát, vượt ra khỏi cảnh giới nửa bước thiên nhân, muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Khí thế kinh thiên động địa liên tiếp dâng trào, oanh động cả trời xanh. Đáng tiếc lượng khói độc của trăm vạn phụ nhân tâm vẫn chưa đủ, nên tốc độ đột phá dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Mặc dù thi khôi này chưa đột phá thành công, nhưng cũng tiếp cận đến gần thiên nhân cảnh, đã đủ để có thể áp chế hết thảy nửa bước thiên nhân. Một màn này khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, yết hầu ưng ực lên xuống. Mặc dù hắn nhìn ra được đề cao tu vi của thi khôi này không phải là vĩnh hằng, chỉ trong thời gian nhất định mà thôi, nhưng vậy cũng đã đủ kinh hãi rồi. Đây đều là những quái vật gì vậy? Một màn trước mắt vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy không còn cách nào có thể hình dung về thi khôi hắc giáp này ngoài hai từ quái vật. Mười vạn hắc giáp, nếu như kẻ nào cũng như thế này thì chẳng phải là có thể thôi phát ra mười vạn thiên nhân, mười vạn bán thần hay sao? Sao có thể chứ? Ý nghĩ đáng sợ này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới như đang đùa giỡn mình. Hắn cảm thấy màn hoang cường đại đến không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, lập tức nhận ra những thi khôi hắc giáp này nhất định là phải có một sơ hở thật lớn, mà khuyết thiếu tài nguyên chỉ là điểm đầu tiên. Đây chính là thực lực của khôi hoàng triều còn lưu lại, đáng tiếc lại có chút khuyết điểm chí mạng. Ngữ khí của lão già áo đen vừa tự hào vừa có chút tiếc nuối, khẽ lắc đầu rồi nhón cái biến mất. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, ngẩn ngơ nhìn thi khôi đã tiếp cận thiên nhân kia, càng ngày càng vui vẻ. Hóa ra ta đã nắm giữ một quân đoàn hung hãn như vậy. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, ngẩng mặt lên trời cười sảng sặc. Tâm niệm vừa động, thi khôi kia liền xuất hiện sau lưng của Bạch Tiểu Thuần, giống như một vệ sĩ vậy. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nhìn đám tộc nhân Lý Gia, hắn đang muốn phất tay ra lệnh cho đám binh sĩ hắc giáp chấn áp Lý Gia, thì Lý Thiên Thắng nhìn ra ý định của Bạch Tiểu Thuần, da đầu run lên, lập tức hét lớn: Chúng ta nguyện tuân theo pháp chỉ của giám sát sứ đại nhân, kính xin đại nhân xem xét tất cả bảo vật. Lý Thiên Thắng nói rất gấp gáp, nói xong sợ Bạch Tiểu Thuần chưa hài lòng, thế là ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tất cả tộc nhân Lý Gia trông thật thảm hại, trận pháp bị phá, Thiên Hầu bị bắt đã khiến cho bọn họ không còn ý chí chiến đấu nữa. Khi nghe được câu nói của Lý Thiên Thắng thì cười thảm rồi cúi đầu bái kiến. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhìn đám người này, ánh mắt ngưng tụ trên người của Lý Thiên Thắng. Hắn có hơi bất mãn, tên Lý Thiên Thắng này phản ứng quá nhanh đi. Hắn lại dùng chính mấy lời khoe khoang lúc trước của mình. Lúc này bốn phía đang không ít người nên khiến Bạch Tiểu Thuần không tiện hành động, bất mãn trừng mắt nhìn Lý Thiên Thắng. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng,
không để ý tới đám người Lý Thiên Thắng, mà bắt đầu tập trung vào công tác xét nhà. Lý gia có thiên hậu, gia tộc nội tình sâu, lại được hưởng phúc lợi ở trung tâm quyền lực của Man Hoang. Ngay cả ba đại gia tộc của Cự Quỳ Thành cũng có lão tổ thiên nhân chấn giữ, cũng không so sánh được. Từng đống hồn dược, hồn tháp và vô số pháp bảo tịch thu, Bạch Tiểu Thuần nhìn thôi mà cũng thấy hoa cả mắt. Hắn còn nhìn thấy một linh cốt cao ba trượng, trên thân phát ra trận linh khí khá là tương đồng với pho tượng linh khí mà Bạch Tiểu Thuần từng tịch thu lúc trước. Còn có một pháp bảo được luyện linh 13-14 lần, ngay cả nước thông thiên hà cũng có rất nhiều. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy cả linh thạch. Tài bảo trồng chất như núi, số lượng cứ tăng lên không ngừng. Lúc đang xét nhà thì Chu Nhất Tinh chạy tới, nhìn thấy đống tài bảo mà choáng váng. Hắn nhận lệnh của Bạch Tiểu Thuần, lập tức tiến hành phân loại cất giữ. Trong một cấm địa ở hậu viện Lý gia, Bạch Tiểu Thuần rụi rụi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhìn lầm chứ? Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, nhìn một cái cây có 7 đóa hoa đang bị tầng tầng cấm chế vần quanh. Là linh thảo 7 màu. Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn đã từng nhìn thấy hình vẽ linh thảo 7 màu này ở Tinh Không Đạo Cực Tông. Hắn biết rõ đây là tài liệu chính của một đinh dược có thể phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh đột phá vào thiên nhân, có thể khiến cho tỷ lệ đột phá thiên nhân tăng lên 3 thành. Tuy chỉ là thiên nhân cảnh cấp thấp, nhưng vẫn cứ là thiên nhân. Phải biết rằng ở Nghịch Hà Tông, lão tổ Linh Khê Tông cùng lão tổ Huyết Khê Tông bế quan bao nhiêu lần cũng không thể đột phá thành công. Mãi cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi ra vẫn chưa thành công, đủ thấy độ khó lớn như thế nào. Nhưng nếu như có linh thảo 7 màu này, sẽ khiến cho khả năng đột phá của họ được nâng lên nhiều. Loại linh thảo này cực kỳ hiếm thấy ở Thông Thiên Hà, chỉ cần xuất hiện nhất định sẽ gây ra gió tanh mưa máu, khiến vô số người điên cuồng tranh đoạt. Thế mà lúc này lại xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng nơi này là Man Hoang, không phải là môi trường thích hợp cho linh thảo sinh trưởng. Hắn chú ý thấy đất ở khu vực này khác biệt. Cây hoa này không thể, người đâu đào cho ta, nhớ rõ ngàn vạn lần đừng có đưa đến phủ của ta, dù ai muốn đưa tặng cũng không thể gấp gáp được. Tuy rằng bản quan vô cùng ưa thích trồng hoa, nhưng thân ta là giám sát sứ, sao có thể biển thổ chứ. Bạch Tiểu Thuần giả bộ ho một tiếng, tim đập rộn lên, nhưng lại giả bộ điềm nhiên, một bộ thanh liêm chính trực. Các bạn vừa nghe xong tập số 182 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Truyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 183 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 183. Vì phú bất nhân, đây hẳn là Lý gia đã vừa vét xương máu của bá tính mà có được. Bạch Tiểu Thuần xác định mình xét nhà cũng chính nghĩa mà làm. Giờ phút này đứng một bên nhìn Chu Nhất Tình đang vận chuyển linh thảo 7 màu, hắn giận dữ mở miệng: "Này, đừng có đụng vào đóa hoa đó. Hay, bản giám sát sứ vốn không có yêu thích thứ gì khác, chỉ ưa nhìn hoa cỏ này nọ. Tuy rằng đó không phải là của ta, nhưng các người cũng không nên là hỏng hoa như thế chứ." Bạch Tiểu Thuần lén nhìn rồi cảm khái nhắc nhở. Thần sắc Chu Nhất Tình có chút lúng túng, miệng lẩm bẩm: "Kẻ đần cũng có thể biết đóa hoa này không tầm thường." Hắn biết rõ, sở dĩ Bạch Tiểu Thuần không tự mình thu lấy, chẳng qua là sợ người khác hiềm thị. Nhưng đây rõ ràng là ám thị cho mình phải truyền linh thảo kia về phủ quán. "Mặt đất này, ta thấy có gì đó quái lạ. Nhất Tình, người mau đào lên xem sao." Sau khi linh thảo 7 màu được Chu Nhất Tình thu cất, Bạch Tiểu Thuần lại chỉ khoảnh đất, ánh mắt nhấp nháy, mở miệng. Chu Nhất Tình nghe vậy thì liền giơ chân đạp mạnh xuống, lập tức đất đá xung quanh liền tan nát, giặt ra tứ phía để lộ ra một tấm da thú bị chôn vùi bên dưới. Không biết tấm da này là của hung thú gì mà lại đen tuyền, thoạt nhìn chẳng khác lạ nhưng cũng chẳng thấy linh khí dao động, cứ như là một tấm da bình thường vậy thôi. Tuy nhiên khi tấm da này vừa mới xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy được vĩnh dạ tán trong túi trữ vật bất chợt rung động.
Trong trận chiến ở khu 89 lúc trước, Bạch Tiểu Thuần nhờ Vĩnh Dạ Tán mà chống được một kích của thiên nhân cảnh. Đáng tiếc, tán dù sau khi bị vỡ ra thì chỉ còn lại nan dù, tổn thất không nhỏ. Cảm nhận được nan dù của Vĩnh Dạ Tán đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Sau khi vận chuyển thần thức dung nhập vào túi chữ vật, hắn phát giác được Vĩnh Dạ Tán rõ ràng dâng lên một cỗ ý thức khát vọng đối với tấm da thú kia. Đây chỉ là một tấm da thú bình thường. Chu Nhất Tình nhận ra chỗ dị thường của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tò mò cầm lấy tấm da thú, nhìn chăm chú, vẫn không nhìn ra điều khác lạ. Lúc này hắn mới nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giơ tay dụ mắt, hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, lại như có ngấn nước mắt. Hắn nhìn tấm da thú rồi thở dài một tiếng. Nhìn tấm da này, ta lại chợt nhớ tới Đại Hắc, người bạn của ta thời thơ ấu. Mà thôi, để ta giữ tấm da này làm kỷ niệm vậy. Nghĩ Đại Thiên Sư chắc cũng không trách móc gì việc ta lấy một tấm da bình thường ở Lý Gia đâu. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài. Hắn cầm lấy tấm da, mân mê sờ soạng, thần sắc càng trở nên sầu não, rồi bỏ vào túi, quay người rời đi luôn. Chu Nhất Tình hồ nghi nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng đành lắc đầu cười khổ và tiếp tục xét nhà. Phút chốc sau, toàn bộ gia sản của Lý Gia đều đã bị tịch thu sạch sẽ. Người của Lý Gia nhìn thấy sự việc mà phải tim chảy máu, nhất là Lý Thiên Thắng. Hắn trơ mắt nhìn từng cái dương từng tài lộc của gia tộc đang bị mang đi, mà trong lòng quặn đau nhưng cũng đành chịu. Trước mắt, cái quan trọng nhất chính là mạng sống. So với nó, tất cả những thứ khác đều chẳng là gì. Hắn biết mình chỉ cần lộ ra một chút bất mãn thì cái tên Bạch Hạo kia sẽ mượn cơ hội đó mà thu thập mình. Vì thế từ đầu tới cuối, hắn đều cố giữ nét tươi cười ở trên mặt. Chẳng qua nụ cười giờ đã cứng đờ, trông khó có thể coi được hơn cả khóc. Sau khi tịch thu sạch sẽ gia sản của Lý Gia, Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Thiên Thắng trong lòng có chút bội phục. Không ngờ hắn đã có định lực cao đến thế, vẫn còn có thể cười khi ta xét nhà nữa. Sau khi trải qua sự tình này, e là tâm tính của tên Lý Thiên Thắng này sẽ không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Sau khi cân nhắc, hắn liền quyết định. Người đâu, mau bắt hết tất cả ra một đại lao. Riêng tên Lý Thiên Thắng này cần thông báo rõ cho giám ngục biết. Người này định lực phi thường, phải coi sóc thật gắt gao, dùng đại hình mà hầu hạ. Bạch Tiểu Thuần thấy mình cần dự phòng một chút. Sau khi hạ lệnh, hắn cũng không để ý đến Lý Thiên Thắng đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy thân ảnh hắn nhoáng lên, đã mang theo hơn phân nửa thì khôi huyết quân bay lên trời. Mục tiêu kế tiếp chính là Trần Gia. Thời gian không còn nhiều, phải nhanh lên mới được. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần liền tăng tốc bay nhanh, dẫn theo đông đảo hắc giáp, khí thế bừng bừng bay thẳng đến khu thứ 13 của Trần Gia. Những người xung quanh chứng kiến thi khôi quân khám nhà Lý Gia thì cả đám đều sợ run. Lý Gia to lớn là thế, vậy mà chịu kết cục như vậy, đối với mọi người trong khu hoàng thành, đây không hề là việc nhỏ. Đây rõ ràng là Đại Thiên Sư vùng đào. Đao này quá sắc bén, khiến cho cả khu hoàng thành phải biến sắc. Đám người này liền nao nhau truyền tin, khiến cho tất cả phú quý ở trong thành của khu hoàng thành đều biết chuyện. Cả đám đều biến sắc, thậm chí đến Tứ Đại Thiên Vương cũng hay tin. Chỉ trong thời gian ngắn, lập tức gió dục mây vần, vô số người đã phải chấn động ở trong lòng. Vô số ánh mắt liền tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Tất cả đều chăm chú dõi theo hướng đi của Bạch Tiểu Thuần. Mà giờ khắc này, trên đường đến Trần Gia, tinh thần Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm vào túi chữ vật. Vĩnh Dạ Tán quán đang thoát thải hoán cốt. Tấm da thoạt nhìn như bình thường kia, rõ ràng lại là mấu chốt khiến cho linh thảo bảy màu có thể sinh trưởng và nở hoa ở Man Hoàng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đặt nó vào túi chữ vật, trên nan dù của Vĩnh Dạ Tán lập tức xuất hiện mặt quỷ như khóc như cười. Mặt quỷ này mơ hồ giống như cũng bị hư tổn rất nhiều, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ kích động đầy tham lam, trực tiếp điều khiển Vĩnh Dạ Tán dung hợp cùng với tấm da thú kia. Theo dung hợp, tấm da thú này sẽ trở thành tán dù. Theo sự tu bổ, từ Vĩnh Dạ Tán bay lên một cỗ khí tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải động dung. Nhìn cảnh tượng bảo vật tự hành luyện hóa để tấn thăng, Bạch Tiểu Thuần rất vui sướng kích động. Cây dù này giúp hắn đỡ rất nhiều, chính là pháp bảo mấu chốt để tu luyện thành bất tử cốt. Trước đây
hắn đang sầu não về việc Vĩnh Dạ Tán bị hư hại, không biết phải nên làm gì. Nhưng bây giờ thấy Vĩnh Dạ Tán tự hành tu bổ lại còn có vẻ trở nên cường hãn hơn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lần xét nhà này thực là quá đúng đắn. Một Lý gia đã giúp cho cây dù của ta khôi phục lại, vậy liệu Trần gia này còn có cái gì khiến ta kinh hỉ hay không đây? Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, thu hồi thần thức rời khỏi túi chữ vật, gia tăng thêm tốc độ phóng tới khu 13. Hành tung của hắn vẫn bị vô số người chú ý. Nhìn thấy phương hướng Bạch Tiểu Thuần bay, tất cả mọi người đều rung động, nhất là khu 13, khu 12 và khu 14. Tất cả thiên hầu đang ở đấy đều cảm thấy tê hết cả da đầu. Kết cục của Lý Thiên Hầu hiện lên rành rành ở trong đầu bọn họ. Mục tiêu của hắn là ai? Chết tiệt, ta không có đắc tội với Bạch Hạo, cũng không có đắc tội với Đại Thiên Sư. Trong lúc mọi người khẩn trương thì Bạch Tiểu Thuần với khí thế hùng hằng đã bay vọt qua 12 khu, khiến cho vị thiên hầu ở khu này thở dài một hơi, đáy lòng nhẹ nhõm hẳn. Còn Trần gia ở khu 13 lại càng lo lắng hơn. Hắn hy vọng là Bạch Tiểu Thuần sẽ bay ngang qua, nhưng cuối cùng khi bay tới Trần gia, Bạch Tiểu Thuần dừng lại ở giữa không trung. Trần gia thiên hầu, ra đây gặp ta. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng. Vị thiên hầu ở khu 14 tạm thời an tâm lại, nhưng Trần gia thiên hầu thì toàn thân run lên. Hắn đang ở trong tháp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn dậy sóng ngập trời. Phải trốn nhanh thôi. Trần gia thiên hầu không chút chần chờ, lập tức bóp nát một cái ngọc giản ở trong tay, thân thể hắn lập tức mơ hồ đi. Trong khi đó, toàn bộ người của Trần gia đều kinh hồn bạt vía, trong đó có cả tên thiên kiêu vốn tưởng theo Chu Hành và là một trong những chủ mưu tung tin về Trần Mạn Giao và Hứa Sàn. Hắn đã được biết về kết cục của Lý Thiên Thắng, nên giờ phút này đối với Bạch Tiểu Thuần hắn sợ hãi vô cùng. Toàn bộ Trần gia đều hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe vô số tiếng hít thở không ngừng truyền ra. Từng ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, vốn đang được rất nhiều hắc giáp túm tụm bảo vệ. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngạo nghễ ngẩng đầu. Hắn thấy mình lúc này đây uy phong tám hướng, đợi hồi lâu vẫn không thấy Trần gia thiên hầu xuất hiện. Hắn khoát tay cất giọng: dám can đảm coi thường uy nghiêm của Đại Thiên Sư sao? Mau thu thập Trần gia cho ta, nếu có người phản kháng lập tức hành quyết. Bạch Tiểu Thuần vừa mới dứt lời, các hắc giáp thì khôi xung quanh hắn liền vọt thẳng vào Trần gia, trông chẳng khác gì là hung thần ác sát. Dù có tên thi khôi đã tiến sát đến thiên nhân cảnh thì Bạch Tiểu Thuần vẫn giữ bên người bảo vệ mình. Chu Nhất Tình đứng bên cạnh, giờ này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần quyền thế ngập trời như vậy thì trong lòng cảm khái, nhận thấy lựa chọn của mình trước đây thực là vô cùng chính xác. Ngay khi đám người thi khôi huyết quân lao vào Trần gia, thì từ tòa tháp cao bỗng phát ra lực lượng truyền tống. Cùng lúc đó, trên bầu trời chợt vọt xuống một tiếng hừ lạnh. Muốn chạy? Tiếng hừ lạnh còn vang vẳng, một thân ảnh áo đen đã bước ra. Hắn không nhìn về phía thiên hầu tháp mà hướng đến một chốn xa xa để đuổi theo. Người áo đen giơ tay phải áp chảo vào hư không, lập tức hư vô phía trước liền xuất hiện một hình ảnh mơ hồ rồi hiện rõ dần lên. Trong hình ảnh đó, Trần gia thiên hầu đang gấp rút chạy trốn, hiển nhiên là mượn nhờ truyền tống để trốn khỏi Trần gia. Vốn đã đang sợ hãi, giờ lại thấy thiên hầu nhà mình bỏ chạy, người của Trần gia lập tức tàn rã, mất toàn bộ ý chí chiến đấu, tùy ý để cho các thi khôi quân vọt tới trấn áp chính mình. Gia sản của Trần gia so với Lý gia còn phong phú hơn nhiều, với kinh nghiệm xét nhà như Bạch Tiểu Thuần, vậy mà khi nhìn thấy tài phú đó còn phải hít sâu một hơi. Hắn định tới gần một chút để xem coi có bỏ sót thứ gì hay không thì bỗng nghe một tiếng giống rất đắc ý từ hậu viện của Trần gia truyền tới. Trần gia các người cũng ngày hôm nay, thấy các người gặp kết cục thế này, Tống Khuyết ta cho dù hôm nay có chết cũng nhắm mắt được rồi. Thanh âm này dõng dạc lộ ra khí phách thấy chết không sờn, còn mang theo một nỗi cừu hận sâu đến khắc cốt ghi tâm. Có thể cảm nhận được Trần gia hắn đã tra tấn người này vô cùng tàn nhẫn, tạo thành thống khổ cả đời không thể xóa nhòa. Tiếng hét âm vang bốn phía, nhưng tộc nhân Trần gia đều không buồn liếc mắt. Lúc này bọn họ đang rất hoang mang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thì khôi hắc giáp kia cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không chút để ý. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần nghe được cái tên Tống Khuyết,
thì ánh mắt trợn to, vẻ mặt giật giật cổ quái, vừa như buồn cười vừa như là khó tin, thậm chí nếu nhìn cẩn thận còn có thể nhận ra một tia kinh hỉ. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần nói thầm ở trong lòng, rồi ho một tiếng, giả bộ điềm nhiên nhìn về phía hậu viện. Người nào đang hô to gọi nhỏ đấy, dẫn tới đây. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, tay phải chắp sau lưng, nói năng rất khí thế. Rất nhanh, vài thi khôi bay vào trong hậu viện, mang ra một người đàn ông, ném xuống dưới chân của Bạch Tiểu Thuần, rồi đứng yên lặng bên cạnh. Sát khí trên người thi khôi tràn ra, chỉ đợi Bạch Tiểu Thuần nói một câu là sẽ lập tức giết chết kẻ này. Nam nhân bị thi khôi mang ra không phải là hồn tu mà là tu sĩ. Nhìn kỹ, tu sĩ này vẫn còn là thanh niên, nhưng thân thể quá mức gầy yếu, cả người chỉ còn da bọc xương, có thể đếm được rõ cả bộ xương sườn. Trên mặt râu ria xồm xoàm, khiến cho thoạt nhìn già cỗi như là trung niên vậy. Quần áo trên người hắn rách nát vô cùng, trông còn chật vật hơn cả căn mày, cả người dơ bẩn nhem nhuốc. Không chỉ có vậy, trên người hắn có từng đám chỉ đen xuất hiện khắp cơ thể, rồi quận lại ở chỗ đan điền. Tu sĩ kia rất yếu, khí tức mỏng manh như đã có thể tử vong bất cứ lúc nào. Thế nhưng đôi mắt hắn sáng ngời, tu vi cũng dao động trên người. Tu sĩ này vậy mà đã là nguyên anh sơ kỳ. Những sợi đen kia không chỉ xuyên thấu gân cốt mà còn xuyên cả vào nguyên anh, giống như đã cắm rễ tại đó. Mỗi một lần tu vận khí vận chuyển thì sẽ đại lượng linh khí đi theo sợi chỉ kia khuếch tán ra ngoài. Một màn này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất giật mình. Người này đích thị là Tống Khuyết. Tống Khuyết thân là thiên kiêu của Huyết Khê Tông, là con cưng của Nghịch Hà Tông, sau này còn trở thành người vệ đạo của Bạch Tiểu Thuần. Khi Táng Cung sụp đổ, không chỉ có Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống sâu vào man hoang, mà Tống Khuyết, Triệu Long, Thần Toán Tử cùng tất cả tu sĩ bị truyền tống về các nơi ở trong man hoang. Kẻ có vận khí tốt thì còn có thể quay về trường thành. Tống Khuyết vận khí thì rất là kém cỏi, hắn lại bị truyền tống thẳng đến Khôi Hoàng Thành. Giữa màn hoang lạ lẫm, hắn rất nhanh bị bắt giữ, biến thành tu nô. Sau nhiều lần buôn bán trao tay thì lưu lạc đến trần gian này. Bởi vì thấy Tống Khuyết tu vi không tệ mà tư chất cũng tốt, nên trần gia không hút hết sinh cơ mà dùng bí pháp tàn khốc cưỡng ép đẩy tu vi quán lên nguyên anh sơ kỳ. Nhìn như đột phá, nhưng phương pháp này để lại vô số tai họa ngầm, tạo thành tổn thương cực lớn cho Tống Khuyết. Cái này cũng không phải là trọng điểm, mà quan trọng nhất là hắn bị vỗ béo như con heo, chờ giết thịt, rồi sau đó xuyên vô số sợi chỉ đen vào trong cơ thể. Mỗi ngày Tống Khuyết bị cưỡng ép phải vận chuyển tu vi, linh lực đi theo những sợi chỉ đen tràn ra, khiến cho hắn trở thành linh thạch sống cho nhóm hồn tu nhỏ tuổi của trần gian nơi đây. Dù có tu vi nguyên anh, nhưng hắn không thể tạo thành uy hiếp, bởi vì tu vi chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể, sức mạnh không thể ly thể. Trên người hắn còn có rất nhiều cấm chế khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Thậm chí vì để cho hắn cấp tốc phóng ra đinh thực, mà những tiểu bối trần gia kia còn không ngừng tra tấn hắn, cơ thể đau đớn khiến hắn tự động phóng xuất linh lực theo bản năng. Ngày ngày bị tra tấn, Tống Khuyết thậm chí đã nghĩ tới cái chết. Nhưng một linh thạch sống như hắn làm sao trần gia lại để cho hắn chết dễ dàng được. Những năm gần đây, cuộc sống quán chìm dưới đáy vực sâu, không có một tia hy vọng nào. Mãi cho đến hôm nay, khi nhìn thấy những tiểu bối trần gia đang tu luyện thì bị mấy tên mặc giáp đen xông vào hù dọa đến phát run, hắn cảm thấy thống khoái vô cùng, mới ngửa mặt lên trời cười hà hà. Tống Khuyết bị ném trên mặt đất, liền ngẩng đầu quan sát tình huống nơi đây. Hắn nhìn thấy một đám tộc nhân trần gia mặt mày tái nhợt, còn rất nhiều người mặc giáp đen vây quanh, khí tức mỗi người đều khiến cho Tống Khuyết chấn động. Cuối cùng, ánh mắt quán rơi vào người của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang được mọi ánh mắt chú mục vào. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn có tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa, phong thái cao ngạo, hẳn là người có địa vị cao quý. Nhất là thị vệ mặc giáp đen đứng ở sau lưng tỏa ra khí tức Tống Khuyết nhìn vào, thoáng qua thôi cũng thấy đầu óc quay cuồng như thấy được thiên uy. Tống Khuyết cảm thấy bản thân như là chiếc thuyền cô độc, chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng sẽ hắn hình thần câu diệt, cũng sẽ khiến cho hắn hình thần câu diệt. Thiên nhân, thiên nhân là hộ vệ của hắn, hắn rốt cục là ai? Tống Khuyết thở dồn dập. Bạch Tiểu Thuần tạo cho hắn áp lực thật lớn, kẻ này có thể khiến cho con quái vật trần gia này e sợ đến vậy, lại có thiên nhân làm hộ vệ.
Người này nhất định là thiên kiêu trẻ tuổi số 1, số 2 màn hoàng. Chẳng lẽ lại là hoàng tử? Tống Khuyết đã ở Khôi Hoàng Thành nhiều năm, đã hiểu được không ít về nơi này. Giờ phút này đáy lòng hắn phập phồng, trong lòng đắng chát. Bạch Tiểu Thuần âm thầm thở dài nhìn Tống Khuyết. Không biết vì sao mà mỗi lần gặp Tống Khuyết lại thấy Tống Khuyết thê thảm hơn trước. Nhìn thấy dáng vẻ kia, Bạch Tiểu Thuần cũng không còn tâm tư chế nhạo hắn, mà ngược lại dâng lên nỗi thương cảm. Những hồi ức lúc ở Thông Thiên Hà lại tràn về, nhưng hắn không quên thân phận hiện giờ của mình. Hắn khoát tay ra lệnh: Linh thạch sống này không tệ, đưa tới quý phụ của ta, sau này ta muốn dùng hắn để tu hành. Chu Nhất Tinh nghe lời này thì hơi ngần ngừ, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Bạch Tiểu Thuần bắn qua. Chu Nhất Tinh run lên, lập tức đi nhanh tới chỗ của Tống Khuyết. Tống Khuyết nghe thấy liền phát cuồng: Các người có bản lĩnh thì giết ta đi, Tống Khuyết ta dù có chết cũng không muốn làm linh thạch sống nữa. Hắn gào rú ầm ĩ, nhưng Chu Nhất Tinh không do dự, lập tức bắt lấy. Tống Khuyết thấy mình sắp bị mang đi, hoảng loạn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần thét lớn: Dượng của ta chính là Bạch Tiểu Thuần, hắn bây giờ là người đứng đầu Minh Hoàng bảng. Một khi hắn thành tựu thiên nhân thì sẽ trở thành người thừa kế của Minh Hoàng. Người dám đối xử với ta như vậy, đến lúc đó dượng của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Các người ai cũng không có thể thoát được đâu. Tống Khuyết thực sự không nghĩ ra được phải lấy cớ gì để uy hiếp đại nhân vật trước mắt này, nhưng mà hắn không muốn trở thành linh thạch sông nữa. Trong tình thế này, đành phải lôi cái tên Bạch Tiểu Thuần này ra. Hắn đã từng nghe được các tiểu bối Trần gia bàn tán về chuyện Bạch Tiểu Thuần leo lên Minh Hoàng bảng, trong lòng hắn cay đắng vô cùng. Lời này vừa nói ra, tay Chu Nhất Tinh liền run lên. Tộc nhân Trần gia đang sa sút bốn phía cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Nếu trước đây Tống Khuyết nói ra điều này thì đảm bảo hắn sẽ bị ép đến khô kiệt mới thôi. Phải biết rằng cái tên Bạch Tiểu Thuần chính là một sỉ nhục của Man Hoàng. Người này một mực chiếm cứ vị trí đệ nhất Minh Hoàng bảng, khiến cho người ta không thể tin nổi. Sau khi thí luyện kết thúc, nếu kẻ này thực sự trở thành người thừa kế Minh Hoàng thì đây sẽ là một cái tát vang dội cho cả Man Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tống Khuyết, trong lòng cũng thầm phì cười. Tống Khuyết trước kia chỉ cần nghe thấy mình gọi một tiếng Khuyết Nhi thôi thì cũng đã bùng nổ. Thế mà bây giờ vì không muốn làm linh thạch giống, lại chủ động phô bày cái mối quan hệ này. Đứa nhỏ ngốc, ta dù không phải là dượng ngươi, chỉ bằng quan hệ của nghịch Hà Tông ta cũng sẽ cứu người thôi. Lại càng không cần nói, ta và dì nhỏ của ngươi là cái quan hệ kia nữa. Dì nhỏ của ngươi chỗ nào lồi, chỗ nào lõm ta đều nhìn thấy hết rồi. Bạch Tiểu Thuần thầm cảm khái, bước lên nhìn Tống Khuyết, thực sự nhịn không được mà xoa đầu Tống Khuyết. Mang đi. Bạch Tiểu Thuần phất tay, lần này đi Trần gia đã có thu hoạch không nhỏ. Tống Khuyết kêu lên thảm thiết, Chu Nhất Tinh cắn răng đánh hắn bất tỉnh rồi vội vàng đưa đi. Trong lòng của Chu Nhất Tinh rất sầu muộn, hắn thật không nghĩ tới cái tên Tống Khuyết này lại có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Từ đầu chí cuối, Tống Khuyết hoàn toàn không nhận ra đại nhân vật quyền quý kia chính là người dượng mà hắn nhắc tới. Nếu hắn biết rõ chân tướng, sợ rằng hắn đã phải thổ huyết và cực kỳ hối hận về những lời mình nói hôm nay. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng khéo che giấu, lại nhờ có tác dụng của mặt nạ, không có một chút khe hở nào lộ ra. Sau khi Tống Khuyết bị bắt đi, Bạch Tiểu Thuần mới quan sát toàn bộ Trần gia, trong lòng khó kiềm chế được cảm giác thổn thức. Thật không ngờ ở chỗ này lại có gặp được Khuyết Nhi nữa. Gia hỏa này cũng quá là thảm rồi, vậy mà lại trở thành linh thạch sống nữa. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa Trần gia, chắp tay sau lưng, ngách cằm, trong lòng càng thêm cảm khái. Nghĩ đến Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thấy mình đúng là đại phúc tình của hắn. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần xuất hiện là một lần hắn đem Tống Khuyết từ đầu, từ dầu sôi lửa bỏng cứu ra. Ở Không Thành đã vậy, tại Trường Thành cũng thế. Cũng vì mình chu đáo mà cuối cùng đến hôm nay, Tống Khuyết rốt cuộc cũng đã gọi mình một tiếng là dượng. Chẳng lẽ ta đúng thật là quá ưu tú sao? Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở dài. Hắn vừa tiếp tục khám xét nhà Trần gia, vừa say mê tự sướng. Không bao lâu, tài bảo ẩn giấu ở Trần gia đã bị các thi khôi chuyển ra chồng chất như núi. Còn người của Trần gia thì ai cũng lạnh run, giận mà không dám nói gì. Phút chốc sau, kho tàng của Trần gia đã được đưa lên không. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì nữa,
Bạch Tiểu Thuần mới nghênh ngang bước vào bên trong Trần gia. Hắn muốn kiểm tra xem còn có sót thứ gì không. Toàn bộ Trần gia thật là lớn. Bạch Tiểu Thuần mang theo tên thi khôi hắc giáp chuẩn thiên nhân kia đi xem khắp nơi, thi thoảng lại giơ tay chỉ trỏ. Hòn giả sơn này có chỗ không đúng, đánh sập xuống cho ta. Bản giám sát sứ nghi ngờ bên trong có mật thất. Hạt châu khảm nạm trên ốc xá này rõ ràng là linh châu, nạy xuống đem đi. Khoảng đất này có gì đó lạ lạ, người đâu đào lên tìm xem có bảo tàng gì hay không. Nếu có thì đem đi, nếu không thì đem mấy cái bàn đá xanh này mang đi cho ta đi. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa nói. Lập tức các thi khôi xung quanh liền đồng loạt ra tay, thanh âm bang bang vang lên không ngừng. Tất cả chuyện đó khiến cho người của Trần gia ai ai cũng hãi hùng khiếp vía, đồng thời càng thấm thía hơn nữa về những lời đồn của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng họ biết hết cách rồi, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Bọn họ hiểu rằng Trần gia thế là hết. Trong thanh âm bang bang, Bạch Tiểu Thuần vẫn không ngừng đi khắp nơi tra xét. Sau một hồi lâu, hắn thấy cũng đã đủ rồi. Đang lúc muốn rời đi thì hắn chợt biến sắc. Thần thức hắn vốn vượt xa cảnh giới nguyên anh, thậm chí có thể so với thiên nhân. Lúc này quét xuống một lòng đất, ở một khoảng sân sau cách đó không xa, hắn phát hiện ở đó có một cái hố sâu. Hố đó rất lớn, rộng gần nghìn trượng vuông, khắp xung quanh đều có cấm chế phòng hộ cực kỳ nghiêm cẩn, mơ hồ trông như một cái bình chữ vật vậy. Bên trong hố được phong kín nên thần thức của Bạch Tiểu Thuần không thể nào dò xét vào. Ồ, Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên. Trên thực tế, sở dĩ hắn tự mình đi kiểm tra chính là muốn tìm xem có bảo vật gì mình có thể giữ lại hay không, cũng giống như ở Lý gia trước đây vậy. Đào lên cho ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức động tâm, phi thân bay lên đứng ở nửa lưng, giơ tay chỉ xuống dưới. Lập tức các thi khôi xung quanh liền tràn sát khí đồng loạt ra tay. Tiếng ầm ầm vang vọng bốn phương. Đám người Trần gia thấy vậy thì toàn bộ đều trắng bệch mặt mày, nhưng cũng không quá hoảng hốt, bởi vì bọn hắn biết rõ hố sâu đó không có dấu pháp bảo gì, mà đó là nguồn cội sinh cơ để buôn bán của Trần gia. Nếu là lúc khác, ai dám động đến nguồn cội này của Trần gia, bọn hắn nhất định sẽ diệt sát đến. Nhưng hiện tại tên nào tên ấy chỉ trầm mặc nhìn toàn bộ kiến trúc của sân sau bị phá tàn vỡ. Giờ phút này, xung quanh Trần gia mấy vạn hồn tu đã tụ tập đến. Những người này vốn là ở gần đó, sự tình hôm nay quá lớn, hai vị thiên hầu vẫn lạc gây xôn xao cả khôi hoàng thành, khiến tâm thần của bọn họ mọi người đều chấn động nên bay tới quan sát. Bọn hắn được tận mắt chứng kiến quá trình Trần gia ngã xuống, cuộc cải cất giữ lần lượt bị đào ra. Hiện tại cũng nhìn thấy mảnh sân sau kia bị phá hủy. Sau khi mảnh sân tan vỡ, các trận pháp phòng ngự phía trên mặt đã bắt đầu rạn nứt, ngay cả cấm chế cũng cưỡng ép mở ra. Cảnh tượng hiện ở trước mắt của mọi người là một cái hút sâu ngàn trượng chiếm trọn vẹn diện tích của khu vực này. Một mùi tanh tưởi không thể tưởng tượng được lập tức tràn ra từ bên trong hố. Mùi vị vô cùng đậm đặc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, vung vẩy tay để xua tan bớt mùi vị đang lan tỏa. Hắn nhìn vào bên trong cái hố, thế nhưng cảnh tượng đã khiến thân thể hắn run bần bật, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cái này, Bạch Tiểu Thuần dường như không tin vào mắt mình. Cảnh tượng kia làm cho đầu óc của hắn như là bị sét đánh, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Cùng lúc đó, sắc mặt của tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong hố. Trong đó không ít người phải kêu lên: cái gì thế kia? Trời ạ! Bí mật của Trần gia là ở chỗ này. Đây là thứ Trần gia dựa vào để buôn bán sinh cơ. Đó là một cái hố sâu chứa hàng vạn người ở bên trong, hơn vạn thi thể trôi nổi trong làn nước đục ngầu dưới hố sâu. Có cái đã hoàn toàn thối rữa, có cái mục nát hơn nữa, cũng không thiếu người vẫn còn sống. Mà quần áo của những thi thể này hoàn toàn khác xa so với người ở man hoang. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt cũng có thể nhận ra bọn hắn đều là tu sĩ. Thân thể chỉ có da bọc xương, hai mắt tán loạn giống như không còn hồn phách. Cơ thể họ bị vô số chỉ đen đâm xuyên, không ngừng nhúc nhích để hô hấp sinh cơ, để hấp thu sinh cơ. Có thể tưởng tượng tất cả tu sĩ trong cái hố này đều đã bị siêu hồn sau khi bị bắt. Trong tình huống bị cưỡng ép siêu hồn thì hồn phách của bọn hắn sớm đã tan vỡ. Thân thể bọn họ bị xử lý đặc thù, ném vào trong hố sâu
bị phong kín này để hấp thu sinh cơ, cho đến lúc trở thành thây khô. Sợ là có hóa thành thây khô thì mọi việc vẫn còn chưa kết thúc. Thi thể sau khi bị nước hòa tan sẽ trở thành chủ dược để Trần Gia luyện thành sinh cơ. Một màn này tuy khiến cho đám người hồn tu man hoang cảm thấy kinh hãi, nhưng không cảm thấy việc này có gì không đúng. Thế nhưng Bạch Tiêu Thuần thì khác. Thân là tu sĩ ở Thông Thiên Hà, cảnh tượng này làm cho thân thể hắn run rẩy, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt u ám tới không thể hình dung. Việc này gây chấn động cực lớn đối với hắn, cảm xúc trong lòng rõ ràng là cũng xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát. Mất một lúc lâu, Bạch Tiêu Thuần thở dài. Hắn hiện tại càng thêm rõ ràng về cục diện chiến tranh giữa Thông Thiên Hà và Man Hoang. Cấp độ chiến đấu giữa hai thế lực hoàn toàn khác biệt. So với chiến tranh tông môn giữa Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, việc này căn bản lán vô lực có thể thay đổi. Bạch Tiêu Thuần trầm mặc, rồi sử dụng toàn lực đánh ra một quyền về phía cái hố kia. Tiếng nổ ầm vang, tất cả thi thể trong hố đều tiêu tán thành tro bụi. Thực tế là các thi thể ở đây chỉ còn là xác sống mà thôi. Hành động của Bạch Tiêu Thuần đối với bọn họ chính là sự giải thoát. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Bạch Tiêu Thuần nhận thấy không ít tu sĩ lộ vẻ tươi cười trước khi thân thể tiêu tán. Bắt toàn bộ tộc nhân Trần gia giam vào đại lao. Thanh âm của Bạch Tiêu Thuần vang lên vô cùng lạnh lẽo. Lệnh vừa ra, toàn bộ các tộc nhân Trần gia không hề chống cự, cam chịu để cho thi khôi huyết quân bắt nhốt lại. Tâm tình của Bạch Tiêu Thuần trở nên nặng nề. Tận mắt chứng kiến sự tình trong cái hố kia khiến việc trả thù Lý gia và Trần gia không còn mang nhiều ý nghĩa đối với hắn như trước. Một lúc lâu sau, hắn thở dài rồi lệnh cho thi khôi huyết quân quay trở về. Sức của một người không thể thay đổi được cục diện chiến tranh. Nếu như phân thân bại lộ, kết quả quán cũng chẳng khác bao so với những tu sĩ Thông Thiên Hà trong hố kia. Hiện tại bản thân của Bạch Tiêu Thuần cũng chỉ là dãy ruộng để sinh tồn ở Man Hoang mà thôi, không giống như lúc ở Nghịch Hà Tông. Mà thân là giám sát sứ, hắn cần phải đến Hoàng Cung để báo cáo kết quả cho Đại Thiên Sư. Một đường trở về, Bạch Tiêu Thuần không hề lên tiếng. Cảnh tượng ở Trần gia khiến hắn cảm thấy ám ảnh. Thế nên lúc bay đến Hoàng Cung, Bạch Tiêu Thuần chỉ có thể cố gắng xua đi phiền muộn ở trong lòng. Ta cần đẩy nhanh tốc độ luyện lửa, tranh thủ thời gian đột phá để có thể trở về. Trong lòng Bạch Tiêu Thuần lẩm bẩm. Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào Man Hoang, hắn cảm thấy nhớ nhà. Lúc Bạch Tiêu Thuần đến bên ngoài cửa Thiên Sư Điện thì thấy nơi này không phải là không có một bóng người, mà có thấy hàng chục bóng người đang đứng ở đó, hình như có điều muốn bái kiến Đại Thiên Sư. Trong những người này, hắn thấy được Trần Hào Tùng, còn có lão già bên cạnh Trần Hào Tục lúc trước. Ngoại trừ hai vị thiên công này, còn có ba vị thiên công khác cũng đứng ở đó. Bạch Tiêu Thuần dù không biết họ, nhưng có thể cảm nhận được khí tức thiên nhân trên thân thể của ba người này. Còn có những người khác đều là thiên hầu, trong đó có bốn tên Bạch Tiêu Thuần đã gặp qua, chính là bốn trong số chín thiên hầu đã vì giết hắn lúc trước. Sắc mặt mọi người lúc này đều rất khó coi. Đang lúc chờ đợi Đại Thiên Sư triệu kiến thì Bạch Tiêu Thuần tới, lập tức hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bạch Hạo. Sau khi thấy Bạch Tiêu Thuần, lập tức có người nghiến răng quát lớn. Đặc biệt là Trần Hào Tùng còn mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Bạch Tiêu Thuần. Trong lòng hắn ẩn chứa đầy sát khí, vì tên Lý Thiên Hầu kia có quan hệ không tầm thường với hắn, nhưng lúc này lại bị chính tên Bạch Tiêu Thuần mà hắn đang không rõ sống chết. Bây giờ toàn bộ quyền quý của Khôi Hoàng Thành đều đã bị kinh động. Hai vị thiên hầu bị Đại Thiên Sư bắt lại đã đưa đến chấn động cực lớn. Nhất là sau khi tìm hiểu, bọn họ đều biết việc này có quan hệ cùng với Bạch Tiểu Thuần, nên ngoài việc kiêng kỵ hắn, rất nhiều người đã nảy sinh hận ý với Bạch Tiểu Thuần. Từng ánh mắt đều nhắm thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Năm vị thiên nhân còn lại đều là nửa bước thiên nhân, tất cả ánh mắt đều như hóa thành thực chất, khiến đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần như là có ngàn vạn núi lớn đang ầm ầm đè xuống. Bạch Tiêu Thuần dừng bước, nhìn thấy những ánh mắt đầy hàn ý của mọi người xung quanh, khiến nội tâm hắn khẩn trương hẳn lên. Sát ý của những người này đối với ta không ngờ lại mãnh liệt như vậy. Sao bọn hắn không đi nhìn Đại Thiên Sư bằng ánh mắt như vậy đi? Hết lần này tới lần khác cứ nhắm vào ta. Điều này rõ ràng là khi dễ tu vi của ta yếu kém mà. Bạch Tiêu Thuần nhìn mọi người bốn phía. Đúng vào lúc này, Trần Hào Tùng bỗng mở miệng. Bạch Tiêu Thuần, ngươi dám giấu giếm Đại Thiên Sư để hành sự? Nếu như ngươi thực sự có chứng cứ Lý Thiên Hầu cùng với Trần Thiên Hầu phản loạn,
thì đưa cho lão phu nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, chân thân lập tức bộc phát ra khí tức đầy lăng lệ ác liệt, nhất là ánh mắt sắc bén như muốn trực tiếp đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, áp lực của mọi người khi nãy hắn còn miễn cưỡng thừa nhận được, nhưng lúc này khí thế của Trần Hào Tùng hàng lâm khiến hắn như bị đại sơn oanh kích, thân thể lùi về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, thậm chí tu vi trong cơ thể hắn cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Lập tức trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ sống chết cực kỳ mãnh liệt. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng ánh mắt lại có một tia hận ý. Trong đầu hiện lên thảm trạng của một vạn người trong hố lớn. Hắn không áp chế tu vi có dấu hiệu hỗn loạn, ngược lại sau khi chấn lui thì hắn cắn chót lưỡi, trực tiếp phun máu tươi, miệng gào thét thảm thiết. Trần Thiên Công, ngươi thật to gan, lại dám trước mặt Thiên Sư Điện muốn giết giám sát sứ, chẳng lẽ người cũng muốn phản loạn hay sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tâm niệm khẽ động, lập tức từng đạo thân ảnh phía xa cấp tốc lao tới, chính là 1000 thi khôi huyết quân, 1000 người mang theo sát ý tràn ngập, đang ngang nhiên xông tới khiến mọi người xung quanh đều biến sắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 183 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 184. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện đó. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 184. Ánh mắt Trần Hào Tùng lộ ra vẻ hàn mang, bức người. Hắn biết rõ đúng mực, khi nãy mở miệng có dung nhập một ít tu vi là để tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp bách mà thôi, sẽ không đả thương tới hắn. Không phải hắn không muốn làm vậy, mà là vì nơi đây dù sao cũng là bên ngoài Thiên Sư Điện. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tự cắn một cái, mượn việc này để gọi đến thi khôi huyết quân. Chuyện này khiến cho vẻ mặt của hắn càng thêm âm trầm. Bốn vị thiên khôi khác, bốn vị thiên công khác cũng đều nhíu mày lại. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này đã trở nên điên cuồng. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám giết mình ở chỗ này, mà đại thiên sư nếu thực sự tùy ý để mình bị người khác tiêu diệt thì một màn máu tanh ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ tác dụng nào cả. Vì vậy vô luận như thế nào, hắn ở chỗ này sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, áp lực trầm trọng lên người hắn cũng bị giải phóng một ít. Nhất là dưới tình huống bản thân đã bất chấp tất cả thì Bạch Tiểu Thuần cũng không lo lắng nhiều. Trần Thiên Công, ngươi dám động thủ một lần nữa thử xem. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng một tiếng. Lập tức 1000 thi khối huyết quân mang theo sát khí ngập trời nhắm vào Trần Hào Tùng. Nếu như hắn thực sự động thủ thì bọn chúng cũng sẽ ra tay. Ngươi dám? Trần Hào Tùng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn thực sự thể nghiệm được người này xảo trá lớn mật đến như thế nào. Ta không dám. Bạch Hạo ta thì có gì mà không dám. Đầu cự quỷ vương ta đều đã đập qua, trong luyện hồn hồ ta đều đã trói qua hơn trăm người, ở khu 89 ta cũng đều đã chiến qua mấy trăm người, ta không dám sao? Người dám động đến ta đi, xem ta có dám hay không. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt hét lớn một tiếng. Người uy hiếp ta? Trần Hào Tùng nhau mắt lại, sát ý trong mắt lại càng nồng đậm. Còn các người nữa, ai dám động đến ta, hôm nay ta sẽ không để yên đâu. Còn bà nói chứ, Thiên Công cũng dám uy hiếp ta ư? Huống chi mấy cái tên thiên hầu các ngươi. Nghe cho kỹ đây, hết ngày hôm nay các ngươi phải cẩn thận một chút. Nói thẳng cho các ngươi biết, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều sẽ bị bản giám sát sứ theo dõi. Bạch Tiểu Thuần đã bất chấp tất cả, thanh âm gào thét ẩn chứa cuồng vọng truyền đi khắp nơi. Vô số người trong hoàng cung thấy động tĩnh lớn như vậy thì đều nhao nhao kinh hãi. Về phần mấy tên thiên hầu ở bên ngoài Thiên Sư Điện lúc này đều mang đầy nộ khí ở trong bụng. Nhưng thấy Trần Hào Tùng còn không nhúc nhích thì bọn hắn nào dám động đậy gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Mà so sánh ánh mắt thì Bạch Tiểu Thuần trước này đâu có sợ ai bao giờ, lúc này hắn cũng trừng trừng nhìn lại ngay. Sắc mặt của Trần Hào Tùng càng khó coi. Đúng lúc hắn gần như không áp chế nổi lửa giận thì trong đại điện truyền đến tiếng ho khan. Cửa Thiên Sư Điện mở ra, đại thiên sư từ từ bước tới. Cãi nhau như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Thanh âm khàn khàn của đại thiên sư vang lên. Bái kiến đại thiên sư. Ngay khi hắn vừa đi ra
Nội tâm tất cả mọi người đều trầm xuống, nhào nhào ôm quyền cúi đầu với đại thiên sư. Nhiều người cùng đến như vậy, có chuyện gì thì nói đi. Đại thiên sư đứng trước đại điện, cái lưng hơi còng xuống, thanh âm cũng chẳng có gì là uy nghiêm, nhưng trong lòng mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Đại thiên sư dạy bảo chí phải, vãn bối tới đây là vì chiến sự ở Tây Bộ Trường Thành có chút thất thế, cầu xin ý chỉ của đại thiên sư. Trần Hào Tùng cung kính mở miệng. Mấy vị thiên công khác cũng đều lần lượt trình bày. Người thì nói bộ lạc nào đó bị phản loạn, người thì nói là chỗ nào đó có chí bảo hiện thế, có người nói về một ít thông tin lưu lạc ở khu vực Thông Thiên Hạ. Về phần những thiên hầu kia cũng trình bày một số vấn đề tương tự, không ai đề cập tới hai vị Lý Thiên Hầu và Trần Thiên Hầu một chút nào. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên quan sát, coi như đã mở rộng tầm mắt, hiểu rõ những người này đều là những lão hồ ly. Bọn hắn không cần tỏ thái độ, chỉ cần báo cáo một số công tác, xem như đã nói rõ thái độ của bản thân. Và lại không thể nói rõ tâm tư của bọn hắn hướng về Khôi Hoàng, dù sau một giám sát sứ mới được bổ nhiệm đã nhanh chóng bắt hai vị thiên hầu. Chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho tầng tầng lớp lớp quyền quý phải bàng hoàng, cho nên thăm dò một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Có một tên thiên hầu có vẻ phản ứng chậm chạp một chút. Sau khi mọi người nói xong thì hắn liền lên tiếng. Đại thiên sư, Lý Thiên Hầu đó. Hắn vừa mới nói tới đó, bốn phía lập tức yên tĩnh. Tên thiên hầu đang nói cũng sừng sốt một chút, trên trán xuất hiện mồ hôi. Đúng lúc đó, đại thiên sư ngẩng đầu, ánh mắt lờ mờ nhìn về tên thiên hầu đang nói. Người nói lớn tiếng một chút, ta nghe không rõ. Đại thiên sư chậm rãi nói. Vãn bối. Lớn hơn một chút. Đại thiên sư lại mở miệng. Tỳ chức vô sự. Trên trán của thiên hầu đó đổ mồ hôi, không chút chần chờ lập tức nói ra. Đại thiên sư gật đầu, không nói tiếp. Bốn phía trở nên trầm mặc. Ngay sau đó, Trần Hào Tùng lên tiếng cáo từ, những người khác cũng lần lượt cáo từ rời đi. Bên ngoài thiên sư điện lúc này chỉ còn Bạch Tiểu Thuần cùng với đại thiên sư. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhìn, một màn hôm nay đã kiến thức hắn mở mang không ít, nhất là hai câu đơn giản của đại thiên sư đã dẫn dắt rất nhiều cho Bạch Tiểu Thuần. Cân nhắc bản thân mở miệng như vậy, khí thế bản thân cũng phải vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta có cảm giác thực áp bức. Có những lúc lão phu thực sự bội phục vị thiên tôn trên Thông Thiên Đảo kia, lão phu không bằng hắn. Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang cân nhắc, bỗng nhiên thanh âm bình tĩnh của đại thiên sư truyền đến, khiến não hải quán như là nổ tung. Người nói xem, trong những người vừa rồi, ai là người có tư tưởng hướng về hoàng tộc đang xuống dốc đây? Ánh mắt thâm sâu của đại thiên sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩn người lắng nghe, mắt không hề chớp, rồi không chút chần chờ nhìn thẳng vào mặt đại thiên sư lớn tiếng nói. Đại thiên sư, nếu ta nói đám người vừa rồi thì đến 8-9 phần 10 đều có tâm hướng về hoàng tộc, thì liệu ngài có tin không? Nhất là tên Trần Hào Tùng kia, gia hỏa này nhất định đã có cấu kết với Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến Trần Hào Tùng từng có ý muốn giết mình lúc trước, mà trong lòng không khỏi tức giận, lúc này nhân cơ hội mà lập tức góp lời. Sao? Người có chứng cớ không? Đại thiên sư ho nhẹ một tiếng, từ tốn hỏi. Có chứng cớ chứ, Trần Hào Tùng vừa rồi muốn giết ta đó thôi. Đại thiên sư, ta chính là giám sát sứ mà lão nhân gia chỉ định, ta đối với ngài luôn tận trung, thế mà hắn lại muốn giết ta đấy. Như thế cũng đã đủ thấy hắn ta đang chột dạ rồi. Đại thiên sư, hay là chúng ta giết chết hắn đi. Bạch Tiểu Thuần có chút kích động xúi giục. Đại thiên sư lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần có ác ý với Trần Hào Tùng, cũng biết rõ tính tình của Bạch Tiểu Thuần, vì thế trực tiếp lờ đi, làm như không nghe thấy gì những lời xúi giục của hắn, mà ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía xa xa, trong mắt lộ rõ vẻ suy tư. Thấy đại thiên sư không để ý đến mình, Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm thấy đáng tiếc, xem ra đại thiên sư có chút không quyết đoán rồi. Nếu là ta, ta nhất định sẽ diệt tên Trần Hào Tùng kia, hà tất còn suy đoán trước sau nữa. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ. Qua một lát,
Đại thiên sư vẫn không có chút để ý gì đến Bạch Tiểu Thuần, vẫn đang chìm trong trầm mặc. Khoảng không yên lặng khiến cho bên ngoài thiên sư điện tựa hồ như có áp lực đè xuống. Dưới áp lực này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần ý niệm chuyển động miên man. Hắn nghĩ đến những bảo tàng mà mình nói vừa vét được từ Lý Gia và Trần Gia. Giờ thấy Đại Thiên Sư vẫn không nói một lời, hắn thầm nghĩ, hay là Đại Thiên Sư cũng giống như Cự Quỷ Vương, chờ đợi mình hiến dâng bảo vật. Đại Thiên Sư, Lý Gia và Trần Gia giàu đến nứt đố đổ vách. Bọn chúng tàng trữ bảo vật nhiều đến nỗi người khác nhìn thôi cũng đã phải giật mình. Chúng chỉ là thiên hầu mà đã phú quý như thế, hẳn là phải có cấu kết chặt chẽ với Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần mở lời, hắn chẳng cần biết giữa giàu có và cấu kết có liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, hắn nói xong mà Đại Thiên Sư vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, không nói một lời. Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ được Đại Thiên Sư đang suy nghĩ gì. Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không thể hiểu được Đại Thiên Sư đang suy nghĩ gì đó. Đại Thiên Sư, ta đã truyền lệnh xuống, lát nữa sẽ có người đem kho tàng của hai nhà này đưa đến cho Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, rồi tiếp tục thăm dò. Thế nhưng Đại Thiên Sư vẫn không hề mở miệng. Bầu không khí ở xung quanh càng lúc càng áp lực, càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm lo lắng. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Đại Thiên Sư biết mình trong lúc xét nhà có cất giữ vật riêng? Đại Thiên Sư, vừa rồi ta còn quên nói rõ, Lý Gia có một tòa linh sơn. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một chút rồi bổ sung, nhưng nói còn chưa xong thì hắn đã nhận thấy Đại Thiên Sư vẫn không chú ý tới mình. Lúc này trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đã thất kinh. Đại Thiên Sư, ta nhớ rồi, Trần Gia còn có một khối ngọc bảo. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi mở miệng tiếp. Khi Bạch Tiểu Thuần nói xong những lời này thì ánh mắt Đại Thiên Sư thu hồi lại, không nhìn xa xăm nữa mà hướng vào Bạch Tiểu Thuần. Dù rằng ánh mắt dường như thực sự không nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẻ thâm sâu trong mắt đủ khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tinh không. Dường như hết thảy bí mật quán đều lộ rành rành ở trong mắt Đại Thiên Sư. Chuyện này khiến trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rung động mạnh. Hắn vội cất lời. Đại Thiên Sư, ta vừa mới nhớ ra nữa, hình như Lý Gia còn có rất nhiều hồn dược. Lúc này thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư chậm rãi cất lên. Bạch Hạo, người có biết cái gì mà càng suy xét thì càng chẳng thấu không? Lúc nói những lời này, ánh mắt Đại Thiên Sư đột nhiên hướng lên nhìn về phía phương xa. Nghe được lời này, Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương, mơ hồ cảm thấy hình như Đại Thiên Sư hàm ý không tin là mình chỉ tham ô có một chút như thế, cho nên mới nói càng suy xét càng không thấu. Trong lòng hắn giờ càng rối như tơ vò, thầm nghĩ có nên đem luôn cái chuyện cây chủ dược của Lý Gia giao ra hay không. Hắn thầm giận, Đại Thiên Sư cũng quá là nhỏ nhen đi mà, bản thân mình không có quá tham lam nhiều, hà tất phải bới móc mọi thứ không cho mình hưởng chút gì chứ. Đang lúc xoắn xuýt thì lại nghe được thanh âm của Đại Thiên Sư. Là nhân tâm. Nhân tâm chính là thứ càng suy xét thì càng không thể nhìn thấu. Bạch Hạo, ngươi nói xem có phải như vậy không? Một câu nói này giống như ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn hoảng loạn tới phát khóc. Hắn cảm thấy vị Đại Thiên Sư này còn bùn xỉn hơn so với Cự Quỷ Vương. Mình đã phải vắt kiệt sức để lập công lớn, thế mà lại bóc lột mình như vậy. Giờ phút này hắn không dám tiếp tục giấu giếm, vội vàng cất tiếng. Đại Thiên Sư, trí nhớ của ta không được tốt lắm. Cuối cùng thì ta mới nhớ ra Lý Gia còn có một cây. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư đã vang lên. Ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ thâm sâu không lường được. Lòng người khó đoán, kể cả đám quyền quý trong Khôi Hoàng triều, Khôi Hoàng đương đại, hay chính bản thân ta cũng vậy. Khôi Hoàng triều mà không có Lão Phu thì lúc Khôi Hoàng đột phá bán thần thất bại, nó đã tan thành mây khói rồi. Lão Phu thay mặt Khôi Hoàng chấn nhiếp tứ đại thiên vương, bảo vệ nguyên vẹn Khôi Hoàng triều, đồng thời còn chống lại sự xâm lược của Thông Thiên Hà. Đôi khi ta thực sự muốn học theo vị thiên tôn ở Thông Thiên Đảo kia, giải quyết một lần gọn gàng, cầm nhật nguyệt hoán thành thiên. Trong nháy mắt khi Đại Thiên Sư nói ra những lời này, đầu quán ngẩng cao, sống lưng thẳng tắp, một cỗ khí thế không thể hình dung phát ra từ thân thể hắn. Cỗ khí thế này
dường như có thể cải thiên hoán nhật, che phủ toàn bộ ánh sáng của trời đất trong khoảng thời gian ngắn. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy lúc này Đại Thiên Sư không một chút dáng vẻ già nua nào, mà đã trở thành người khổng lồ chống trời. Chỉ cần một ý niệm là có thể cho nhật nguyệt biến mất, đất trời không còn ánh sáng. Khi thế mạnh mẽ khiến Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, phải lui lại phía sau, tim đập thình thịch. Nhưng tất cả lại chấm dứt trong nháy mắt. Lưng Đại Thiên Sư lại còng xuống một lần nữa, đầu cúi thấp rồi thở dài một tiếng. Tất cả mọi thứ trở lại như bình thường. Mọi chuyện xảy ra lúc trước dường như chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm thấy rung động, hô hấp trở nên dồn dập. Đại Thiên Sư chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. À, người vừa nói cái gì nhỉ? Lý gia có một gốc gì? Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hắn đã hiểu bản thân mình đã hiểu lầm. Đại Thiên Sư căn bản không để ý chút gì cái của cải lấy được khi xét nhà, chỉ là không biết vì sao đều cảm khái mà thôi. Do Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chột dạ nên mới hiểu lầm ra như vậy. Câu hỏi của Đại Thiên Sư làm cho Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một cụm nước bọt. Ý nghĩ xoay chuyển, tìm cách để bảo toàn thu hoạch khi xét nhà. Ánh mắt Đại Thiên Sư khiến hắn cảm thấy áp lực thật lớn, mồ hôi trên trán cũng chảy ra. Hắn cân nhắc một chút rồi tranh thủ thời gian mở miệng nói. À, việc đó lý ra có cái gì là chuyện nhỏ. Đại Thiên Sư, ta cảm thấy tuy nhân tâm khó dò, nhưng điều đó không quan trọng. Những người này đứng về phía ngài hay Khôi Hoàng thì cũng giống như vậy thôi. Quan trọng là thái độ của bọn họ khi ngài và Khôi Hoàng cùng xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần trả lời vội vã, nghĩ gì nói đó, khiến lời nói có chút lộn xộn. Theo lời nói ra, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, ngôn từ cũng trở nên lưu loát hơn. Coi như trong lòng đám người Trần Hào Tùng, đám người đều hướng về Khôi Hoàng, thì có làm sao? Bọn hắn có dám thừa nhận hay không? Kể cả toàn bộ đám quyền quý trong triều đứng về phe Khôi Hoàng cũng chẳng có gì đáng nói. Bọn chúng không dám thể hiện suy nghĩ của mình trước mặt Đại Thiên Sư. Điều này chứng tỏ một mình ngài có thể áp chế tất cả bọn họ. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng như ý, ánh mắt cũng trở nên có thần thái. Đại Thiên Sư, ngài có lẽ không thể khiến cho mọi người xung thành, cũng không đoán ra ai không trùng, nhưng người có thể làm cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Vì vậy, tỷ trước cho rằng ngài không cần bận tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ cần để ý bọn hắn sợ ai là đủ. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, âm thanh hữu lực. Khi đến hắn nói xong, ánh mắt Đại Thiên Sư ngưng tụ, giống như có điều suy nghĩ. Kết quả này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bội phục chính mình. Hắn cảm thấy lời nói của mình vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn có đạo lý ở trong đó nữa. Nhìn thấy Đại Thiên Sư trầm tư, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đắc chí, bội phục cơ trí của mình thực sự là thiên hạ vô song, không gì sánh kịp. Để giữ lại gốc dược thảo ở Lý gia, còn có khuyết nhị, ta đành phải liều mạng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, cảm giác mình cực kỳ là ưu tú và trượng nghĩa nữa. Hắn thấy có lẽ nên rèn sắt khi còn nóng, vì vậy bỗng nhiên mở miệng. Đại Thiên Sư, tỷ trước có một kế. Nói mau. Thần sắc Đại Thiên Sư khôi phục như thường, nhìn không ra đang có tâm sự gì. Hắn nhìn lúc có Bạch Tiểu Thuần, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần vội nói. Ta có thể tạo ra cho Đại Thiên Sư một cơ hội. Cơ hội này sẽ khiến văn võ cả triều phải thể hiện thái độ trước mặt Đại Thiên Sư ngài. Tỷ trước nhãn lực không tình, nhìn không ra trong bụng mấy lão hồ ly kia đang suy tính cái gì. Nhưng Đại Thiên Sư mắt sáng như đuốc, thông qua lời nói và chấn động tân hồn của bọn hắn, có thể sẽ nhìn ra một chút. Bạch Tiểu Thuần nói tới đây, cẩn thận sắp xếp suy nghĩ trong đầu, cảm thấy kế hoạch rất khả thi, không khỏi mặt mày hớn hở. Kế này của tỷ trước có thể nói là thiên địa khiếp, quỷ thần kinh, có thể nói là sát chiêu. Chiêu này vừa mới ra thì lòng người cũng sáng tỏ. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, ngạo nghễ vô cùng. Hắn hớn hở chờ Đại Thiên Sư hỏi xem mình có kế hoạch gì, là làm gì. Nhưng chờ cả buổi mà vị kia vẫn lạnh nhạt, hững hờ khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúng túng, không hiểu ra sao. Hắn gãi gãi đầu, đành tiếp tục nói. Bất quá sát chiêu này của ta cần phải thi triển trước mặt quyền quý cả triều, thậm chí phải có cả Khôi Hoàng ở đó thì mới có thể dùng được. Đại Thiên Sư không biết sắp tới có buổi lễ long trọng nào không? Bạch Tiểu Thuần vừa chào hàng, vừa chờ mong nhìn Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhắm hai mắt, một lúc sau cất giọng khàn khàn. Một tháng sau có tế tổ, người đã nắm chắc thì hãy thể hiện cho lão phù xem
cái ngươi gọi là sát chiêu này đi. Đại thiên sư vẫn không hồn buồn hỏi xem kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần là gì, chỉ phất tay một cái khiến Bạch Tiểu Thuần thoáng thấy hoa mắt, chớp mắt đã ở bên ngoài hoàng cung. Bạch Tiểu Thuần ta một khi ra tay, chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Đến lúc đó thì ta sẽ khiến cho đại thiên sư và tất cả mọi người thấy được chỗ đáng sợ của ta đây. Bạch Tiểu Thuần tràn đầy tự tin với kế hoạch của mình. Hắn say sưa tưởng tượng đến hình ảnh sáng chói của mình vào ngày hôm đó, càng nghĩ càng say sưa, chốc chốc còn cười ra tiếng nữa. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngâm nga câu hát, dẫn Thi Khôi Huyết Quân trở về giám sát phủ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trở về, Chu Nhất Tình vội vàng chạy đến phụng mệnh, nhưng nhanh chóng bị Bạch Tiểu Thuần đuổi đến khu vực khác của giám sát phủ, còn hắn thì bế quan trong chủ điện. Lúc này hắn chưa dành quan tâm tới Tống Khuyết, trong đầu không ngừng phân tích, hoàn thiện kế hoạch của mình. Bạch Tiểu Thuần lấy hồn tháp ra gọi hồn Bạch Hạo, rồi báo cho đối phương kế hoạch của mình. Bạch Hạo nghe mà muốn rớt tròng mắt ra, ngơ ngác nhìn sư tôn thật lâu, mới hít một hơi thật dài. Chiêu này thực sự là sư tôn nghĩ ra sao? Bạch Hạo hơi nghi ngờ. Đương nhiên là do vi sư nghĩ ra rồi. Thế nào, có lợi hại không? Bạch Tiểu Thuần cười tới không ngậm miệng lại được, đắc ý khoe khoang. Chiêu này quá là độc ác, nhất là Khôi Hoàng cũng có ở đó, văn võ bá quan cả triều có khi cũng phát tiết hết cả. Bất quá điểm mấu chốt không phải ở kế sách, mà là phán đoán của đại thiên sư. Bạch Hạo thật lòng tán thưởng, sau đó giúp Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện nốt những lỗ hổng ở trong kế hoạch. Thời gian trôi chậm quá, thật mong ngày mai là tới lễ tổ luôn đi. Bạch Tiểu Thuần thật lâu sau mới đè xuống được tâm tình kích động của mình. Nghĩ đến mình vừa xét nhà hai vị thiên hầu Lý Trần, lúc này không thích hợp hành động tiếp, vì vậy quyết định bế quan một tháng. Lúc trước hắn đánh cuộc với hai luyện hồn sư kia, tình cờ bước vào cảnh giới dung hòa, đã ngộ ra rất nhiều điều. Sau khi trở về nhà, hắn lại thử luyện thêm mấy lần lửa 17 màu, tích lũy được không ít tâm đắc. Vừa hay một tháng này bế quan, sẽ tập trung luyện chế một phen. Một tháng Bạch Tiểu Thuần bế quan, mọi người trong Khôi Hoàng Thành đều thần hồn nát thần tính. Chuyện hai gia tộc Lý Trần bị đại thiên sư bắt giam, của cải gia tộc bị tịch thu, đã nhấc lên sóng to gió lớn oanh động toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Các thiên hầu khác đều như là kiến bò chảo nóng, bọn hắn như người được vị tanh của trận mưa máu năm nào. Thực ra ngay từ thời điểm Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ, bọn hắn đã do dự cảm nhận được, nhưng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại ra tay nhanh như vậy. Mà đại thiên sư lần này cũng thực quyết đoán, ra tay chớp nhoáng. Chưa đến hai canh giờ mà cả hai gia tộc thiên hầu đã sụp đổ. Có mấy người còn sâu chuỗi các sự việc rồi cho ra kết luận. Từ khi Bạch Hạo đến Khôi Hoàng Thành thì tòa thành này đã không còn như trước nữa. Bạch Hạo kia chẳng lẽ là tai tinh? Quá độc ác. Ta đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh Bạch Hạo xét nhà. Những nơi hắn đi qua, mặt đất bị cào lên ba thước, không còn cả một cọng cỏ. Cũng không trách được Bạch Hạo, giữa hắn và những quyền quý đã có xảy ra xung đột mấy lần, thù hận đã tới mức người chết ta sống rồi. Những luận đoán này chẳng những lưu truyền trong Khôi Hoàng Thành, mà còn len đén len lỏi khắp màn hoàng, truyền vào thành trì của bốn đại thiên vương. Những thiên kiều từng mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị gia tộc quản chế nghiêm khắc, thậm chí cấm túc ở trong nhà. Thời điểm này đối phó với Bạch Hạo kia chỉ có thể ra tay âm thầm, không thể va chạm trực tiếp. Một màn này khiến người ta cảm thấy kinh tâm, đồng thời có cảm giác đồng bệnh tương liên, sát cơ với Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nặng. Bọn hắn không dám đắc tội đại thiên sư, nên chỉ có thể đổ sát ý lên người Bạch Tiểu Thuần. Văn võ bá quan cả triều thường đấu đá lẫn nhau, lúc này lại trở nên đoàn kết kỳ lạ. Bất kể là người hướng về Khôi Hoàng hay là không, thì cũng bị sự việc giết thiên hầu này khuấy đảo tâm tư. Có một bộ phận quyền quý nhào nhào đi bái kiến đại thiên sư, nhưng cũng có rất nhiều người vốn có ý giết Bạch Tiểu Thuần thì mượn cơ hội này đều đạo để phản kích. Thế nhưng một tháng này Bạch Tiểu Thuần không đi ra khỏi ngoài, khiến cho những kẻ có sát ý với hắn không có cơ hội ra tay. Bọn chúng cũng không có gan tiến tới giám sát phủ ra tay, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Dân chúng màn hoàng cực kỳ coi trọng lễ tế tổ, bất luận là các gia tộc hay các bộ lạc lớn nhỏ đều chờ đợi ngày này. Trong lễ tế tổ, Khôi Hoàng sẽ xuất hiện. Dù Khôi Hoàng hiện giờ chỉ là một con rối ở trong tay đại thiên sư, thì hôm nay vẫn sẽ xuất hiện ở quảng trường hoàng cung. Tất cả các quyền quý cũng như vậy.
chỉ có bốn đại thiên vương không tới. Thực tế không chỉ là lễ tế tổ, trừ phi xảy ra sự kiện kinh thiên động địa có thể thay đổi cả triều đại, bằng không thì tứ đại thiên vương sẽ không đến Khôi Hoàng Thành. Bọn họ không thể tới. Dù sao quan hệ giữa họ và đại thiên sư cực kỳ vi diệu, có thể coi là như một trạng thái cân bằng. Nếu như họ đến Khôi Hoàng Thành mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tuy bọn họ không đến, nhưng con của bọn họ sẽ làm người đại biểu xuất hiện trong ngày lễ tổ. Bởi vì sự kiện tế tổ của Khôi Hoàng Thành chính là cúng bái nhất đại Khôi Hoàng, người đã khai sáng ra hoàng triều. Dù đã qua vô số năm tháng, nhưng trong mắt con dân của Khôi Hoàng triều thì nhất đại Khôi Hoàng luôn có địa vị chí cao vô thượng. Đồng thời, sự kiện tế tổ cũng có quan hệ tới Minh Hoàng. Mỗi một dịp tế tổ, trời đất như là bị xé toang, Minh Hoàng nộ ra, xoay chuyển bầu trời như một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ này bao trùm cả Khôi Hoàng Thành, sẽ có một số lực lượng hồn cực lớn giáng xuống trong ngày lễ tế tổ, xem như là phúc trạch cho muôn dân. Bất luận là ai trong ngày lễ tế tổ đều có thể đi thu hoạch oan hồn. Trong truyền thuyết, từng có một lần có thiên nhân hồn giáng xuống từ trên trời. Điều này khiến cho ngày lễ tế tổ thu hút toàn bộ quyền quý Khôi Hoàng triều tham dự, đồng thời còn là thịnh hội của tất cả con dân Khôi Hoàng Thành. Có điều mặc dù quyền quý Khôi Hoàng Thành có tham gia săn hồn, nhưng bọn họ cũng không thể để trong lòng. Chẳng qua chỉ có đó là điềm lành mà thôi. Đến ngày tế tổ, không khí trong Khôi Hoàng Thành trở nên đầy nghiêm túc. Từng người đều đi ra khỏi thành, từng người đều đi ra khỏi nhà, hướng lên bầu trời quỳ lạy. Cùng lúc đó, trong hoàng cung cũng có tiếng chuông ngân vàng quanh quẩn khắp thành trì. Tất cả thiên hầu, thiên công đều mặc triều phục và mặt bình tĩnh bay đến quảng trường bên ngoài chủ điện của hoàng thành. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng kết thúc bế quan trong đại điện. Lúc đi ra ngoài, hắn không giấu được vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn lên bầu trời với vẻ kích động mong chờ. Ta rốt cuộc cũng luyện được 17 màu lửa, mà tế tổ cũng chính thức bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhún người bay lên. 1000 thi khôi huyết quân cũng đồng thời xuất phát. Tiếng chuông vang vọng khắp thành Khôi Hoàng, biển người lũ lượt kéo đi. Trên bầu trời cũng như vậy, lớp lớp cầu vồng phá không bay tới hoàng cung. Ngoài ra còn có rất nhiều thị vệ hồn tu phân tán khắp bốn phương, nhằm duy trì trật tự, đồng thời cũng để cảnh giác sự tình ngoài ý muốn có thể phát sinh trong ngày tế tổ. Dù khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không lớn, nhưng những thị vệ hồn tu này vẫn tận trung với công tác của mình, nhất là các khu vực phụ cận giám sát phủ, bọn họ càng tập trung chú ý. Sự kiện hai đại thiên hầu ở tháng trước có ảnh hưởng quá lớn, khiến cho tân nhiệm giám sát sứ ở vào thế đầu sóng ngọn gió, cùng toàn bộ triều đình đối chọi nhau gay gắt. Nếu thực sự có ngoài ý muốn ảnh hưởng đến lễ tế tổ thì trách nhiệm quá lớn, bọn hắn không gánh nổi. Trong khi các thị vệ này tập trung chú ý giám sát phủ, thứ tư bên trong phủ, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vút lên không. Phía sau có hơn 1000 thi khôi thủ hộ, cả đoàn người khí thế hùng hăng, gào thét bay thẳng ra. Hầu như ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ các quyền quý đang phi hành trên bầu trời đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Mỗi ánh mắt đều ẩn chứa đủ thứ suy nghĩ phức tạp, chán ghét có, kính sợ có, vô hình chung tất cả đã khiến Bạch Tiểu Thuần trở thành người mà vạn chúng chú mục. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ, chắp tay sau lưng hất cằm, vênh váng đắc ý nhìn qua. Hễ gặp ánh mắt chán ghét bất thiện này thì hắn lập tức hung hăng trừng mắt, rất có vẻ không sợ trời không sợ đất. Hừ, có giỏi thì cứ đến đây. Nét mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ khiêu khích. Thực sự là hắn chẳng có sợ gì ai, có đại thiên sư làm chỗ dựa ở sau lưng rồi, còn có 1000 thi khôi này ở bên người. Đừng nói là những thiên hầu đang phi hành, dù là thiên công có đến đây hắn cũng dám trừng mắt đối kháng. Thấy Bạch Tiểu Thuần dáng vẻ khiêu khích như thế, những quyền quý đang phi hành đều nhíu mày. Hơi liếc qua những thi khôi ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Nhưng lúc này họ mới thu hồi ánh mắt lại, không để ý gì tới Bạch Tiểu Thuần mà thẳng tới hoàng cung. Một đám nhát gan, vừa nhìn thấy bản giám sát sứ là đã chấn kinh rồi sao? Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý hơn, không chậm không nhanh nghiêng người bay đi. Thực ra không chỉ có những quyền quý đang phi hành trên bầu trời mới chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, mà cả các hồn tu thứ dân cũng ngó lên nhìn hắn. Giám sát sứ Bạch Hạo, chính là hắn, người đã khám xét nhà của hai vị thiên hầu một tháng trước. Cả tháng này hắn không xuất hiện, giờ xuất hiện đúng dịp tế tổ, chắc chắn thế nào cũng sắp có phòng bà.
Tiếng nghị luận xôn xao vang lên không ngừng, khiến các thị vệ xung quanh nơi này đều nâng cao cảnh giác, kéo đến tản ra tám hướng để thủ hộ. Nếu có chuyện bất ngờ, bọn họ sẽ lập tức ngăn cản. Trong sự bảo vệ tầng tầng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng mong chờ mãnh liệt. Hắn vừa nghĩ đến kế hoạch của mình định áp dụng ở trong ngày tế tổ thì lửa nóng trong lòng liền nổi lên, không kìm được hưng phấn. Một tháng bế quan vừa qua, cuối cùng ta đã luyện chế được lửa 7 màu. Còn Hạo Nhi cũng đã thôi diễn được nửa đường cách thức điều chế lửa diễm 18 màu. Đoán chừng không lâu nữa sẽ có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh cách thức luyện chế lửa diễm 18 màu. Một khi có trong tay cách thức, nếu ta lại có thể luyện chế ra, thì ta chính là địa phẩm luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn thấy trước mắt toàn những điều tốt đẹp. Cảnh giới địa phẩm luyện hồn sư thực sự làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động. Toàn bộ Man Hoang chỉ có 3 địa phẩm luyện hồn sư, nếu ta thành công, đó chính là người thứ tư. Bạch Tiểu Thuần lòng thêm phấn khởi. Hắn biết được ở trong Man Hoang, địa vị của địa phẩm luyện hồn sư có thể so với cả thiên công, thậm chí xét ở một mặt nào đó thì còn cao hơn thiên công một bậc. Có thể nói, thân phận địa phẩm, địa vị siêu nhiên, có thể hoành hành khắp Man Hoang. Chỉ cần không phạm phải tội thì cho dù có phạm phải sai lầm lớn gì cũng sẽ được miễn tội chết. Dù sao, thiên nhân ở Man Hoang có tới vài chục người, nhưng địa phẩm luyện hồn sư lại chỉ có 3 vị. Quan trọng nhất là, nếu như luyện được 18 màu lửa, ta có thể tiếp tục luyện lên Nguyên Anh. Theo đó tu vi từ Nguyên Anh trung kỳ sẽ trực tiếp tăng lên thiên đạo Nguyên Anh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không khỏi cảm thấy chờ mong. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ hắn đã có thể áp đảo chuẩn thiên nhân, như vậy nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, không chừng có thể đánh một trận với thiên nhân. Coi như là Nguyên Anh hậu kỳ là không thể, vậy lúc ta đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, chắc chắn có thể chiến đấu với thiên nhân. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, khiến cho tốc độ tiến về hoàng cung cũng được đẩy nhanh không ít. 1000 thi khôi bám sát như là tạo thành dải cầu vòng ở phía sau hắn, rất nhanh đến gần cửa đông hoàng cung. Khi Bạch Tiểu Thuần đến nơi, đã thấy một trung niên nam tử ở chỗ đó. Vẻ mặt người này không giận mà uy, trường bào trên người màu vàng óng, có thêu nhật nguyệt thanh thiên. Phối hợp cùng với vẻ uy nghiêm khiến cho thân thể hắn như là tỏa ra một cỗ khí thế vô hình. Những người chạm mặt với hắn trên đường đều cung kính ôm quyền chào hỏi. Người này là một trong thập đại thiên công Trần Hảo Tùng. Hắn không đi một mình, mà còn có một đại hán lực lượng cung kính đứng phía sau. Người này mặc mãng bào, thân thể cao lớn, mang theo lực lượng cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy Trần Hảo Tùng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ một tiếng. Đồng thời Trần Hảo Tùng cũng nhìn lại, màng hàn mang lóe lên ở trong mắt, không hề che giấu vẻ chán ghét đối với Bạch Tiểu Thuần. Còn có vị đại hán lực lượng kia, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thấy qua. Bộ dáng người này có chút tương tự Triệu Đông Sơn, có lẽ là trường bối của Triệu gia. Địa vị của hắn cũng không hề tầm thường, chính là một trong 9 thiên hầu mạnh nhất đã từng vây giết Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Loại người không là thiên công cũng chẳng phải thiên hầu có tư cách gì mà tham dự lễ tế tổ chứ. Đại hán kia liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cười lạnh mở miệng. Hắn cố tình nói lớn, khiến không ít quyền quý đang tập tụ ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Đám người quyền quý vốn đã không có hào cảm với Bạch Tiểu Thuần, ngay lập tức thanh âm chế nhạo vang lên, từng ánh mắt mang vẻ khinh thường nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Việc này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nổi giận trừng mắt. Chỗ dựa quán là đại thiên sư nên chẳng có gì phải sợ. Hắn giơ tay chỉ về phía đại hán kia. Người này bất kính với đại thiên sư, bắt lại cho ta. Hắn vừa nói xong, đám thi khôi huyết quần bên cạnh mãnh liệt ngẩng đầu. Sau đó 100 thi khôi mặc giáp đen lập tức phóng ra khỏi đội ngũ. Đại hán kia sững sờ, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dám ra tay ở ngay cửa hoàng cung vào đúng ngày dỗ tổ. Hắn đang định lùi lại thì Trần Hảo Tùng ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng. Hồ đồ! Tiếng nói còn chưa dứt, chân phải quán đã bước về phía trước một bước. Tiếng hừ lạnh kia lại như sấm sét nổ tung ra bốn phía, khiến cho thân thể 100 thi khôi chấn động, đồng thời bị giam cầm ở giữa không trung, không thể tiến về phía trước. Cùng lúc đó, theo tiếng bước chân của Trần Hảo Tùng rơi xuống, một cỗ khí thế cuồng bạo phát ra từ thân thể hắn, tạo thành bão táp, trực tiếp quấn lùi 100 thi khôi về chỗ cũ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vừa muốn mở miệng thì tiếng quát của Trần Hảo Tùng đã vang lên. Triệu Hùng Lâm là thiên hầu,
hắn giáo huấn ngươi một chút, ngươi không biết điều nhận sai thì thôi, lại còn vu oan. Đại thiền sư phong Bạch Mỗ làm giám sát sứ, lệnh cho ta tới tham dự lễ tế tổ. Triệu Hung Lâm này lại dám nói lời kiêu ngạo, giáo huấn ta, chẳng khác nào là chống lại mệnh lệnh của đại thiên sư. Ta nói hắn bất kính là còn nhẹ đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cằm quát lớn. Người... Triệu Hùng Lâm vô cùng tức giận. Lúc trước hắn đã nghe qua người trước mặt này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình đã bị Bạch Tiểu Thuần gắn với việc bất kính đại thiên sư. Người người cái gì? Có giỏi thì người đánh với 1000 hảo giám sát phủ của ta đi. 1000 người là khi dễ người sao? Được, ngươi tùy ý chọn 100 người đi, ta đảm bảo chúng sẽ không giết người. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần càng lớn, vung tay lên, 1000 thi khôi lập tức phát ra ánh sáng sát khí ngùn ngụt. Vô sỉ! Triệu Hùng Lâm giận tức nghiến răng, cho rằng hắn là một trong những thiên hầu mạnh nhất, hắn cũng không thể đánh lại 100 thi khôi, chứ đừng nói là 1000. Thân thể đám thi khôi đều là như sắt đá, hơn nữa lại còn hung hăng, không có sợ chết. Một khi ra tay, nếu không thấy máu thì chúng tuyệt đối không có bỏ qua. Ngươi còn dám mắng ta vô sỉ? Đại tiên sư làm sao mà bổ nhiệm người vô sỉ làm giám sát sứ cương trực công chính? Nói cách khác, chính là đại tiên sư có mắt không tròng đấy sao? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nheo nheo, thấp thoáng tia kinh hỉ. Hắn phát hiện Triệu Hùng Lâm này không nói lời nào thì thôi, một khi đã nói thì sơ hở ở khắp nơi. Triệu Hùng Lâm, người đây là ngang nhiên chất vấn bổn quan, chất vấn giám sát phủ, chất vấn đại tiên sư. Chẳng lẽ ngươi chính là đồng đảng quái vị Lý Trần này? Bạch Tiểu Thuần vung tay lên đầy khí thế. Người đâu, chặn cửa hoàng cung lại cho ta, những người khác có thể tiến vào, còn tên Triệu Hùng Lâm này ý đồ bất chính, không thể vào. Bạch Tiểu Thuần vừa mới dứt lời thì không ít thi khôi phi đến phong tỏa cửa đông hoàng cung. Hồn tu quyền quý bốn phía thì đều hít vào một hơi, xem như là được mở mang về miệng lưỡi ngoan độc của Bạch Tiểu Thuần. Độ uy hiếp của hắn lập tức được tăng lên, nhất là những người chưa từng gặp Bạch Tiểu Thuần. Những thị vệ phụ trách canh gác ở cửa cung thì cười khổ, việc này bọn hắn không ngăn cản được, chỉ có thể vội vàng báo cáo tình hình lên trên. Trần Hảo Tùng đau đầu, Bạch Tiểu Thuần giống như là một cái giảm ở trong xương hắn, rõ ràng chỉ cần một cái tát là tát chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều cố kỵ mà không ra tay được. Nếu chỉ có thể thì cũng thôi, nhưng Bạch Tiểu Thuần miệng lưỡi bén nhọn, đèn cũng có thể nói thành trắng, nói chuyện với kẻ này không cẩn thận còn bị hắn vu oan giáng họa nữa. Trần Hảo Tùng nhìn thấy Triệu Hùng Lâm ở bên người đang bị lửa giận thiêu đốt thì cau mày quát khẽ. Đã đủ rồi. Hắn vứt tay, một trận gió lốc tràn ra đẩy lui đám thi khôi đang chiếm giữ cửa cung. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần dưới cơn phong bạo này cũng bị đẩy lùi về phía sau 10 trượng. Ngay sau khi Bạch Tiểu Thuần lui ra thì Trần Hảo Tùng liền bước vào cửa đông hoàng cung. Triệu Hùng Lâm cắn răng theo sau. Lúc đi qua cửa, hắn còn ngoái lại tặng cho Bạch Tiểu Thuần một ánh mắt sát cơ mãnh liệt. Những quyền quý khác cũng không có hào cảm gì với Bạch Tiểu Thuần, ai nấy đều nhanh chóng tiến vào trong. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm bất mãn. Ý vào tu vi cao hơn ta mà có thể ngang ngược sao? Có bản lĩnh thì đánh một trận với các hào hắn ở giám sát phủ ta đi. Thị vệ bốn phía nhào nhào cúi đầu, đáy lòng đều cảm khái vị giám sát sứ này ỷ vào đại thiên sư mà nói năng ngang ngược, thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác ỷ vào tu vi. Bạch Tiểu Thuần thấy tất cả tiến vào thì cũng chỉ chắp tay sau lưng, hất cằm tiến vào cửa phía đông. Mấy thi khôi theo sát sau lưng. Những thời điểm Bạch Tiểu Thuần bước đến cửa thì một thị vệ tiến lên cản trở bước chân của thi khôi hắc giáp. Giám sát sứ đại nhân, thực ra vào ngày tế tổ, những thủ hạ này của ngài không được phép vào cung. Thị vệ này cũng rất phiền muộn, nhưng lại không thể ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mồm há hốc. Không cho vào sao? Đang đùa ta đấy à? Đám bên trong kia tu vi kẻ nào cũng đều cao hơn ta, lại còn đang hận ta không thể giết ta. Một mình ta đi vào trong đó thì quá là nguy hiểm rồi. Bạch Tiểu Thuần gào thét phân tích lý lẽ, nhưng thị vệ kia chỉ cười khổ lắc đầu. Quy định này khiến cho Bạch Tiểu Thuần muốn đập đầu vào tường. Nếu hắn sớm biết việc này thì chuyện vừa rồi đã không náo loạn lên như vậy. Chần chờ cũng không được, vì nhịp chuông ngân lên ở bên trong đã nhanh hơn và báo hiệu đã đến phần kết thúc. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, bố trí thi khôi huyết quân đứng canh giữ ở ngoài đại môn, rồi chậm gì gì đi vào trong hoàng cung.
Đại môn hoàng cung giống như ngăn đại dũng khí không sợ trời, không sợ đất của Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài. Lúc hắn ở ngoài vinh váo đắc ý bao nhiêu, thì vào bên trong lại rụt rè bấy nhiêu. Chân bước từng bước thật nhẹ nhàng, như đợt sợ bị ai chú ý tới mình. May mắn là Bạch Tiểu Thuần đi vào khá trễ. Hiện tại đám quyền quý trong triều đều đang tập trung ở quảng trường bên ngoài chính điện. Được thị vệ hoàng cung chỉ dẫn, Bạch Tiểu Thuần đã kịp đến trước khi tiếng chuông chấm dứt. Diện tích quảng trường chính điện rất lớn, trong đó có 18 chiếc bàn long trụ to lớn, vững vàng vươn thẳng lên trời. Mặt nền quảng trường đều làm bằng ngọc thạch màu xanh, khiến khắp nơi tràn ngập linh khí. Ở trung tâm là một chiếc chuông khổng lồ, hiện tại dư âm phát ra từ đó vang vọng khắp nơi. Phía bên ngoài là vô số hồn tu thị vệ, thần sắc mỗi người vô cùng nghiêm nghị, đứng ngay ngắn tạo thành tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ khu vực này. Hai bên quảng trường, vị trí đầu tiên bên trái là Hồng Trần Nữ và Chu Hành. Hai vị trí đầu tiên bên phải là Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch và Thế Tử Linh Lâm Thành, cũng là ca ca của Hứa San. Hiển nhiên bọn họ là đại diện của Tứ Đại Thiên Vương tham dự lễ tế tổ. Hiện tại bốn người này cũng không có chú ý đến Bạch Tiểu Thuần, mà chỉ đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Đứng sau bọn họ là 10 vị thiên công. Trần Hào Tùng là một trong số đó, đứng ở vị trí ở thứ ba bên trái. Tiếp đến là hơn 100 thiên hầu, dường như vị trí càng ở phía trước thì càng cường hãn. Triệu Hùng Lâm đứng ở trong đám thiên hầu, mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lóe lên, hừ lại một tiếng. Hơn trăm thiên hầu xếp hai hàng, cách nhau mấy trượng, xếp sau cùng là các đại thần ở trong triều, số lượng chừng hơn 1.000 người. Đám người này vô luận khí thế hay là địa vị, có vẻ suy yếu hơn nhiều, vẻ mặt từng người đều mang vẻ cung kính. Vị trí của Bạch Tiểu Thuần là ở chỗ đám đại thần này. Chẳng qua hắn là giám sát sứ, so ra thì thân phận và địa vị cao hơn một chút, vì vậy chỗ đứng của hắn là vị trí đầu tiên sau thiên hầu. Đa số đại thần đều chưa biết Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng đã nghe nói. Sau khi bọn họ trao đổi với nhau mới biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Khác với đám thiên hầu, thiên công, những đại thần này không có biểu cảm ác cảm đối với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có ý lấy lòng. Nhận thấy thiện ý của phần lớn mọi người xung quanh, Bạch Tiểu Thuần thở ra nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười, gật đầu chào hỏi một phen, rồi mới đi về vị trí của mình. Hắn về chính điện hoàng cung phía xa, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Khôi Hoàng. Mặc dù đại thiên sư quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng Khôi Hoàng mới là người có huyết mạch hoàng tộc, là người đứng đầu của man hoang trên danh nghĩa. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cũng không biết đã từng có người ở thông thiên hạ có thể giống như hắn ở quảng trường hoàng cung của man hoang. Ít nhất là hiện tại, nghĩ đến việc mình có thể như diều gặp gió đi lên bước này ở man hoang, thì Bạch Tiểu Thuần cảm thấy xúc động, đồng thời cũng có tự hào đắc ý. Đợi tới lúc ta quay về Nghịch Hà Tông, ta phải kể lại mọi chuyện ở đây cho Hầu Tiểu Muội, Quân Uyển, Đại Bàn, Lý Thúc nghe mới được. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn về phía chính điện, một màu tím ở phía xa. Ở chính điện, điêu khắc chín con kim long như lượn vòng quanh đại điện. Đầu rồng lộ ra bên ngoài, giống như là tùy thời có thể bay lên trời, tạo thành khí thế mãnh liệt. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một cỗ uy áp, giống như tràn ra từ trên mình chín con kim long này. Hắn cũng mơ hồ nhận ra chấn động của trận pháp bốn phía. Mỗi lần đến hoàng cung đều là đi thiên sư điện, đây cũng là lần đầu tiên ta đến chính điện, bộ dạng Khôi Hoàng không biết là trông như thế nào nhỉ. Bạch Tiểu Thuần có chút mong ngóng nhìn về phía cửa chính điện đang khép kín. Thời gian trôi qua chừng một nén nhang, bỗng nhiên tiếng chuông ngân lại vang lên, theo đó cửa chính điện từ từ mở ra. Lập tức chín con kim long giống như đồng thời mở mắt, phát ra khí thế động trời. Thậm chí mọi người còn phảng phất nghe thấy tiếng giống ngầm, khiến cho tinh thần tất cả không khỏi hoảng hốt. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hơn 10 hồn tu, cả nam cả nữ, tướng mạo tuấn mỹ, quần áo cực kỳ hoa lệ, đứng ở chỗ cửa chính điện mở ra. Trong số đó chính là nhị hoàng tử. Hiển nhiên đây là những người trực thuộc hoàng tộc Khôi Hoàng triều. Tất nhiên không phải tất cả, mà chỉ là một số đại biểu mà thôi. Đứng trước bọn họ là hai lão già lưng còng, bề ngoài xấu xí, nhưng trên người bọn hắn đều tản ra khí tức ẩm lãnh. Phía trong cùng đại điện là hai chiếc ghế dựa, một lớn một nhỏ. Chiếc ghế lớn toàn bộ là màu vàng, chính là Long Ỷ. Ngồi ở trên đó là một người đeo đế quan, mặc đế bào. Dáng vẻ người này mơ hồ có thể nhận ra được tầm trung niên, nhưng có một cỗ khí thế giống như là bậc chí tôn không ngừng tràn ra từ thân thể hắn theo tiếng kim long gào thét.
Người này chính là Khôi Hoàng. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn không thấy rõ vẻ mặt của Khôi Hoàng, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt đó như là ẩn chứa cả thế giới, khiến tâm thần người khác như có lôi đình nổ vang khi nhìn vào mắt hắn. Chấn động này biến mất rất nhanh, mà tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía long ỷ rất to lớn kia. Chỗ đó có một chiếc ghế nhỏ rất bình thường, nhưng đặt vào vị trí còn cao hơn cả long ỷ, khiến tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Chiếc ghế nhỏ màu đen không có gì lạ, nhưng hết lần này đến lần khác, bóng người ở đó lại thu hút sự chú ý của tất cả bá quan văn võ, kể cả Bạch Tiểu Thuần. Ngồi đó chính là Đại Thiên Sư. Kính mời Đại Thiên Sư. Trong lúc mọi người đổ dồn ánh mắt vào bên trong đại điện, thanh âm chói tai một trong hai lão già gù lưng vang lên. Tiếng nói còn chưa dứt, Cự Long từng tỏ ra tò mò với Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên xuất hiện trong tầng mây quần quật. Đầu rồng to lớn cúi xuống, phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng, khí thế tỏa ra trực tiếp chèn ép khí thế của chín con kim long. Đồng thời thân ảnh Đại Thiên Sư đã hiện ra trên ghế ở trong đại điện. Đồng thời sự xuất hiện của Đại Thiên Sư khiến tâm thần mọi người chấn động, kể cả đám người thiên công cũng phải cúi đầu cung kính ôm quyền lên tiếng. Bái kiến Đại Thiên Sư, bái kiến Khôi Hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 184 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập số 185. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt nhất là các bạn đừng quên và đăng ký kênh, để thứ nhất là giúp kênh của mình phát triển hơn một chút, và thứ hai là các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi mình đọc tập truyện mới. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 185. Mấy ngàn người ngoài điện đồng loạt chiêu bái, đồng loạt mở miệng, nên thanh âm cực lớn vang vọng khắp trời đất. Trong điện, toàn bộ hoàng tộc, kể cả nhị hoàng tử cũng chiêu bái, không ai dám không làm. Duy chỉ có Khôi Hoàng vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhưng bàn tay hơi siết chặt, vịn vào long ỷ rồi buông ra ngay. Bạch Tiểu Thuần nãy giờ vẫn chìm nhìn chăm chăm về phía chánh điện, dò xét động tĩnh của Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư. Khôi Hoàng đó sao? Nếu so với Đại Thiên Sư vẫn chưa thể bằng được. Lòng thầm nghĩ vậy, Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt. Thanh âm trong ngoài đại điện vang vọng, hồi lâu mới chấm dứt. Đại Thiên Sư vẫn ảm đạm, không lộ chút biểu cảm gì, chỉ nhắm mắt ngồi tại chỗ, làm như lão đến đây hôm nay chỉ là để xem tế tổ, không có dự định gì khác. Khôi Hoàng chờ một hồi rồi mới hướng về phía hai lão già lưng còng ở phía dưới khẽ gật đầu ra hiệu. Nhận được ý chỉ của Khôi Hoàng, hai lão già đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương có cả sự kiêng kỵ Đại Thiên Sư lẫn sự bất đắc dĩ. Một người hít sâu một hơi rồi quay mặt ra ngoài điện bắt đầu đọc. Đó là những văn tự tế tổ, âm điệu trầm bổng kỳ lạ vang vọng khắp tám phương, làm kinh động cả thương không, khiến mây mù kêu đến quần quật, dần dần hình thành nên một vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động ầm ầm, càng lúc càng lớn, phút chốc đã bao trùm toàn bộ hoàng cung. Con rồng lớn kia, ngay khi vòng xoáy xuất hiện thì nó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Dị tượng này lại không khiến mọi người xôn xao, làm như ai cũng sớm biết sẽ có chuyện như thế. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì đây là lần đầu tiên chứng kiến. Hắn chăm chú nhìn kỹ, vòng xoáy kia càng lúc càng hùng vĩ, cùng với âm thanh ầm ầm, phạm vi của vòng xoáy đã mở rộng vượt khỏi hoàng cung, bắt đầu bao phủ tới Khôi Hoàng thành. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong vòng xoáy kinh người kia ẩn ẩn một dòng sông dài. Bạch Tiểu Thuần nín thở tập trung tinh thần, hắn cảm nhận được dòng sông đó truyền ra từng trận khí tức tử vong. Minh Hà. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc này vòng xoáy khổng lồ đã bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng thành. Dù là đang ở trong hoàng cung, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể nghe được ở như bên dưới, nơi Khôi Hoàng thành vô số tiếng người xôn xao. Giờ khắc này, toàn bộ lê dân ở trong Khôi Hoàng thành đều cất tiếng, thanh âm kinh thiên động địa. Vòng xoáy kia xem chừng cũng đã đủ lớn, nên Minh Hà ở bên trong đó bắt đầu hiển lộ ra vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể thấy được nước sông lưu truyền, phảng phất như là ở giữa hư vô vẫn mở ra một lỗ hổng
để mọi người có thể nhìn thấy Minh Hà biến hóa. Trong chớp mắt, khí tức tử vong từ trong vòng xoáy nước bỗng nhiên khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, cảnh tượng này khiến hắn phải kinh hãi không thôi. Theo hắn thấy, vòng xoáy như là một con mắt, lúc này mở ra để mọi người nhìn thấy Minh Hà thông qua con mắt này, trông giống như một tồn tại vô thượng nào đó đang trợn mắt nhìn về phía mảnh thế giới này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác rất kỳ quái và cũng vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần còn đang hoảng hốt thì lão già lưng còng kia đã đọc xong tế văn. Lão hất tay áo lên nói ra lời cuối cùng: "Tế tổ bắt đầu." Thanh âm của lão như tiếng chuông vang động, vừa truyền ra thì trong xoáy nước ở trên không cũng vang lên tiếng nổ kinh thiên, giống như có một bàn tay vô hình cực lớn quét qua Minh Hà. Tức thì xoáy nước nhấc bồng sóng lớn, hoa sóng quần quận. Vô số hồn tu ngưng tụ lại ở trong Minh Hà, theo vòng xoáy rơi xuống đại địa, bồng bềnh lả tả. Khó mà có thể miêu tả được khung cảnh hùng vĩ này. Hồn rơi như mưa, vô số hồn từ trên trời giáng xuống, vẩy khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Hồn rất nhiều, đếm không xuể, tràn ngập cả thiên địa. Quan trọng nhất là những hồn này tựa hồ đang ngủ say, nên nếu có thiên nhân hồn thì bất luận kẻ nào cũng có thể thu lấy, miễn là có vận khí tốt. Lập tức từ toàn bộ Khôi Hoàng Thành, tiếng hoan hô truyền ra ầm ĩ. Tất cả lê dân ai cũng phấn khởi liên tục bay lên thu lấy phần ân phúc của tổ tiên. Trong hoàng cung, bên ngoài đại điện, những thị vệ kia cũng nhào nhào giơ tay lên thu hoạch hồn. Đám người hồng trần nữ cũng đều ra tay. Cả thiên công, thiên hầu cùng hơn 1000 đại thần cũng như vậy. Bọn hắn, với bọn hắn mà nói, thu hồn trong ngày lễ tế tổ này thì quan trọng không phải là chất lượng hồn, mà là một điểm lành. Đương nhiên có thể thu được thiên nhân hồn thì cũng là may mắn. Chỉ là thiên nhân hồn không phải lúc nào cũng xuất hiện trong tế tổ, thực sự thì vô cùng ít xuất hiện. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mắt lộ ra kỳ mang, lòng hắn khẩn trương thấp thỏm nhưng cũng đầy chờ mong. Hắn biết rõ đây là lúc cần để triển khai kế hoạch của mình. Sau lần này sợ là toàn bộ triều quyền quý càng có thù hận hắn thêm. Không quản được nhiều như vậy, bọn hắn vốn đã không có hảo ý với ta, dù ta có không làm chuyện hôm nay thì bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, thân thể hơi run, cùng với sự khẩn trương đầy kích động, hắn đứng thẳng người lên, phi thân bay lên không trung. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa đứng dậy, bên trong điện, hai mắt của Đại Thiên Sư hơi mở khẽ, ánh mắt nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bay lên cao, giơ tay phải, cũng chẳng cần phân biệt gì cả, cứ tóm đại một hồn, rồi vừa rơi xuống, đó là một hồn trúc cơ. Vừa bắt được cái hồn này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn mắt, hô hấp hắn cũng tăng nhanh dồn dập. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ khó tin, thần sắc cuồng hỉ, cả người như bị kích động khủng khiếp. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Trời ạ, ta đã có thể bắt được cái hồn này." Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần rất lớn, hắn thậm chí còn cố ý dùng tu vi để tăng âm và truyền đi khắp bốn phương, khiến ai cũng phải chú ý. Còn không đợi mọi người thấy rõ, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần đã nhoáng lên thẳng tới đại điện ở trong hoàng cung. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt đến bên ngoài đại điện, đứng ngang hàng cùng với đám người hồng trần nữ. Bọn hồng trần nữ còn chưa hết kinh ngạc thì đã nghe thanh âm đầy kích động của Bạch Tiểu Thuần như là thiên lôi nổ hướng vào bên trong đại điện: "Cảm tạ bệ hạ, tỳ chức Bạch Hạo đã đoạt được một thiên nhân hồn." Bạch Tiểu Thuần phấn khởi giơ tay phải mở ra để mọi người đều nhìn thấy trúc cơ hồn trong tay. Thanh âm hắn quá lớn, hành động lại bất ngờ, nên lập tức dẫn động toàn bộ sự chú ý của mọi người trong cục trường. Hồng trần nữ ở rất gần Bạch Tiểu Thuần, nghe vậy thì giật mình, nhưng khi nàng nhìn hồn ở trong tay của Bạch Tiểu Thuần thì biến sắc. "Bạch Hạo, ngươi làm cái gì vậy? Mau lùi xuống đi." Hồng trần nữ quát. Chu Hoành ở bên cạnh thì mở to mắt. Tiểu Thắng Vương và Linh Lâm Thành thế tử sau khi nhìn rõ hồn trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng ngây ngốc đi. Hồn này nhìn kiểu nào thì cũng không phải là hồn thiên nhân, mà chỉ là hồn trúc cơ. Không chỉ có bọn hắn như thế, đám Thiên Công và Trần Hảo Tùng cũng sững sờ, nhưng thần sắc bọn hắn đại biến rất nhanh. Ánh mắt hiện rõ quang mang sắc bén như là dao, nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Chẳng lẽ hắn muốn bức vua? Về phần các thiên hầu rốt cuộc cũng kịp phản ứng, sắc mặt liền biến hóa, hô hấp cũng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng có một số người vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
thiên nhân hồn. Đây không phải là thiên nhân hồn. Bạch Hạo chẳng lẽ bị choáng sao? Ngoài sân rộng, tiếng nghị luận xôn xao từ bốn phía nổi lên. Trong đó có Triệu Hùng Lâm. Lão này hiển nhiên là không ý thức được vấn đề đang diễn ra. Lúc này liền lớn giọng nói: Bạch Hạo, mắt của ngươi có bị mù không? Rõ ràng là một trúc cơ hồn, vậy mà còn cho là thiên nhân hồn. Ngươi thèm thiên nhân hồn đến phát điên rồi sao? Tại sao không nói luôn đấy là bán thần hồn đi? Thanh âm chế nhạo chen lẫn những tiếng trách móc, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn yên tại chỗ, không chút để ý. Ánh mắt hắn hướng vào bên trong điện, nhìn thẳng về phía Khôi Hoàng đang ngồi trên long ỷ. Giờ phút này, một số hoàng tử cũng biến sắc, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nhị hoàng tử vốn cũng hiểu ít nhiều về Bạch Tiểu Thuần, lúc này một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, khiến hắn phải nín thở, thần sắc lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn muốn làm gì vậy? Không lẽ là muốn bức Vũ Hoàng cúi đầu? Khôi Hoàng nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, hai mắt bỗng chớp nhoáng tình mạng. Bạch Tiểu Thuần lúc này nhìn như rất kích động, nhưng trong lòng lại lo lắng mãnh liệt. Ánh mắt Khôi Hoàng như là sao sáng bạo khởi, khiến hắn phải chột dạ. Hắn còn chưa kịp nói gì thì trong hai lão giả lưng còng ở phía dưới Khôi Hoàng đã cất tiếng, âm thanh lạnh lẽ ẩn chứa sát cơ. Thật to gan, đây rõ ràng là một trúc cơ hồn, nhất định là muốn khi quân phạm thượng. Lời nói còn chưa dứt, lão già này đã bước ra, tiến thẳng về đến Bạch Tiểu Thuần. Một thần thiên nhân khí tức bộc phát ầm ầm, toàn bộ người lão như là hòa hợp với thường khung, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần xuống tay truy sát. Xuất thử toàn lực, gọn gàng không chút lưỡng lự, cũng không kéo dài, lão già như muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Bạch Tiểu Thuần ngay tại chỗ. Lão già âm lãnh ra tay như sấm vàng chớp giật. Đám người Hồng Trần Nữ đứng gần Bạch Tiểu Thuần cũng bị biến cố bất thình lình làm cho ngây người. Hồng Trần Nữ vô thức chạy ra ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Lão già kia nhoáng cái xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tu vi thiên nhân hoàn toàn bạo phát, cả người hợp thành một phù văn thật lớn, chấn động tỏa ra mãnh liệt như là khi thiên nhân hợp nhất vậy. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, cấp tốc lui về phía sau. Lão già này còn đáng sợ hơn cả Trần Hảo Tùng. Một kích này nếu rơi xuống người mình thì e là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Một lời không hợp liền giết người sao? Bạch Tiểu Thuần sợ muốn chết. Hắn dùng toàn lực né tránh nhưng vẫn bị lão già kia bắt kịp. Khi một kích kia giáng xuống thì Đại Thiên Sư đang ngồi trong chiếc ghế đen phía cuối đại điện, khẽ nở nụ cười ý vị thâm trường. Sâu trong đáy mắt ánh lên một tia tán thưởng. Đại Thiên Sư nâng tay phải chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Một chùm ánh sáng đen lao ra từ ngón tay của Đại Thiên Sư, lập tức hóa thành một cái bong bóng khí bao phủ đến Bạch Tiểu Thuần. Hết thảy chuyện này nói thì dài, nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Đúng lúc bong bóng kia xuất hiện thì một kích phù văn toàn lực của lão giả giáng xuống, trực tiếp dội lên bong bóng khí. Ở một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chấn động cả hoàng cung. Bong bóng khí tàn vỡ, lão giả âm lãnh kia phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, dường như bị lực lượng phù văn cắn trả, rồi rút lui về trong điện, lại phun ra một ngụm máu nữa. Lão già quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư, ngươi! Lão già hét lên, nhưng lão chỉ mới nói được vài từ thì Đại Thiên Sư đã liếc sang. Thân thể lão run lên, cổ họng như bị nghẹn, vội vã nuốt lời nói trở lại. Cần gì phải gấp gáp, cứ để cho Bạch Hạo nói hết đã. Đại Thiên Sư thản nhiên mở miệng. Khôi Hoàng ngồi ở phía trước, bàn tay đặt lên thành ghế siết chặt, gân xanh gồ lên, các khớp xương cũng vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, mặt tái xám. Nhờ có bóng bóng khí bảo vệ nên lông tóc hắn cũng không tổn hao gì, nhưng nguy cơ sinh tử cũng khiến lòng hắn run rẩy. Thế nhưng đã đi đến bước này rồi, không thể quay đầu. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cố gắng chấn định tâm thần, rồi lớn tiếng nói. Lão thất phu, Bạch Hạo ta không có khi quân phạm thượng. Đây rõ ràng là một thiên nhân hồn. Người mắt mờ không nhìn ra, ta còn không thèm hỏi người nữa. Đại Thiên Sư, lão nhân ra ngài phán xử giúp ta xem, đây rốt cục là cái hồn gì? Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng giữa quảng trường. Nụ cười ý vị nơi khóe miệng Đại Thiên Sư lại rộng mở hơn. Hắn nhàn nhạt trả lời. Thiên nhân hồn. Tất cả hoàng tử đều biến sắc, hơi thở dồn dập như bị nghẹn khí, thân thể khe khẽ run,
ngay cả sắc mặt của đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng tái nhợt. Đại thiên sư, đây là muốn bức phụ hoàng cúi đầu. Bức phụ hoàng phải nói đây là thiên nhân hồn, dùng chiêu này để một lần nữa tuyên cáo quyền lực quán. Văn võ bá quan đứng ngoài quảng trường đại điện, dù là kẻ ngu dốt cũng đều nhìn ra ý đồ của đại thiên sư. Sắc mặt mọi người biến hóa đủ loại màu sắc. Hồng Trần Nữ phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành đứng bên cạnh Thiêu Hoàng sợ, hắn hiểu được đại thiên sư đang bức Khôi Hoàng tỏ thái độ, hắn lại càng sợ hãi một chiêu này của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thắng Vương trầm mặt, Thế tử Linh Lâm Thành cúi đầu, Trần Hào Tùng và 10 thiên công giờ phút này cũng đồng loạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hiển nhiên không muốn bị quấn vào trong vòng xoáy này. Đại thiên sư nói đây là thiên nhân hồn, bệ hạ, ngài nói xem đây là cái hồn gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ gân xanh quần quận trên tay Khôi Hoàng, cũng cảm thấy được sát khí trong mắt của hắn. Tuy rằng trong lòng sợ sệt, nhưng nghĩ đến chuyện cửa hàng luyện linh ngày đó có bàn tay hoàng tộc nhúng vào, Bạch Tiểu Thuần liền cắn răng hỏi ra một câu này. Mọi người ở hiện trường đều cả kinh, tim hẫng đi một nhịp, cúi đầu càng thấp. Khôi Hoàng ngồi trên ghế rồng cũng ít thở nặng nề, ánh mắt lóe lửa như là muốn dùng ánh mắt mà róc xương róc thịt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo lớn mật, nói năng sảng bậy, đây rõ ràng là trúc cơ hồn, tại sao có thể nói là thiên nhân hồn? Một lão già lưng còng khác lên tiếng, giọng nói rìn rít lạnh lẽo. Lòng lão già thầm kêu khổ, thân là bề tôi của hoàng tộc nhiều đời nay, lúc này lực bất tòng tâm cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy. Bạch Tiểu Thuần chỉ đợi có như vậy, hắn thở ra một hơi, trừng lão già kia, rồi giơ cao trúc cơ hồn trong tay, quay đầu nhìn về bốn phía, cao giọng nói. Vậy hãy để cho tất cả thiên công thiên hầu tới giúp ta nhìn xem, đây rốt cục là trúc cơ hồn hay là thiên nhân hồn. Đây mới chính là kế hoạch chân chính của hắn. Màn diễn lúc trước chỉ là để mê hoặc mọi người, khiến cho tất cả lầm tưởng rằng hắn muốn bức Khôi Hoàng cúi đầu. Thực ra kẻ muốn bức không phải là Khôi Hoàng, mà là tất cả đám quyền quý ở trong triều. Lúc trước hắn đã từng nói với đại thiên sư, hắn sẽ tạo ra cho đại thiên sư một cơ hội để nhìn ra nội tâm của tất cả mọi người. Một câu này vừa nói ra, Khôi Hoàng cứng đờ người, gân xanh trên trán giật lên hồi. Hắn cảm thấy tình huống này còn tồi tệ hơn cả lúc trước. Thần sắc hai lão già lưng còng đứng cạnh Khôi Hoàng cũng trắng bệch như tờ giấy. Đám hoàng tử đều run lên, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Văn võ bá quan cả triều đang đứng ở quảng trường thì điên tiết. Bọn họ vốn muốn né tránh vòng xoáy tranh chấp giữa đại thiên sư và Khôi Hoàng, thế mà đột nhiên tên Bạch Hạo chết tiệt kia lại chuyển mũi nhọn về phía bọn họ. Màn diễn lúc trước của Bạch Tiểu Thuần chật vật quá, khiến bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu của Bạch Tiểu Thuần lại là đám quyền quý bọn họ. Cũng không phải tất cả mọi người đều bất ngờ. Mấy vị thiên công đã sống lõi đời, mặc dù bên ngoài ra vẻ ngạc nhiên, nhưng những người khác, ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu thiên nhân hồn, bọn họ đã cảm giác được một sự việc rất có khả năng diễn biến đến nước này. Hiểu thì hiểu, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp ngăn chặn, chỉ có thể tận lực che giấu, trong lòng âm thầm chửi bới tám đời tổ tông của tên Bạch Hạo kia. Mọi người dần dần nhận ra đại thiên sư là muốn mượn việc phân biệt hồn này để bức mọi người thể hiện thái độ của mình. Loại bày tỏ công khai này là tối kỵ, mọi người đều muốn né tránh. Trước đây bọn họ cũng có thể đục nước béo cò, bây giờ nhất định phải tỏ rõ lập trường. Nếu nói đây là trúc cơ hồn, đại thiên sư sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng nếu nói đây là thiên nhân hồn, thì chính là tự mình nhảy lên con thuyền của đại thiên sư. Nếu có một ngày Khôi Hoàng giành được chính quyền, thì bọn họ chết chắc. Không những thế, còn bị tru di cửu tộc. Khó xử nhất là những kẻ đang hầm hướng về Khôi Hoàng, nhưng mặt ngoài ra vẻ là người của đại thiên sư. Một khi mở miệng là công khai lựa chọn một bên. Không nói đến việc đại thiên sư có tin tưởng hay không, cho dù Khôi Hoàng có thể thông cảm thì vẫn khiến tình cảnh của bọn họ trở nên lúng túng. Ngày sau sẽ bị người khác nắm thóp, hễ sơ sẩy một chút nhất định sẽ gặp phải công kích vô cùng thê thảm. Quan trọng hơn, hiển nhiên đại thiên sư cũng sẽ không lập tức tin tưởng những gì mà bọn họ biểu hiện ngày hôm nay. Cái ông ta muốn chính là ép mọi người thể hiện lập trường, cho dù là hư giả thì cũng sẽ nói lên nhiều điều. Qua ngày hôm nay, nhân lực mà Khôi Hoàng vất vả tích lũy sẽ lập tức tan vỡ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn đã bị đại thiên sư áp chế lần nữa. Đồng thời đại thiên sư cũng dùng việc này để chấn nhiếp triều đình,
cảnh tỉnh những kẻ đang ngả về Khôi Hoàng. Đây gọi là sao sơn chấn hồ. Tên Bạch Hạo này quả thực không phải là loại tốt lành gì, đúng là vô sỉ mà, quá là độc ác, khốn kiếp, đây là muốn bức chúng ta tỏ thái độ. Mọi người phiền muộn vô cùng, oán hận với Bạch Tiểu Thuần cũng dâng tràn đến cực độ. Phải biết là trong Khôi Hoàng triều, tuy là Khôi Hoàng bị mất quyền lực, tuy là đại thiên sư quyền thế ngập trời, phò thiên tử mà lệnh chư hầu, nhưng dù sao thì huyết mạch huyền tộc vẫn là chí thượng, mặc kệ bên trong như thế nào, nhưng đối ngoại thì vẫn phải buông rèm che đậy. Khôi Hoàng dù là yếu thì cũng chỉ là thế hệ này mà thôi, biết đâu tương lai sẽ có một đời trọng tân lại hoàng quyền quật khởi hào quang. Với lại đại thiên sư cũng không học theo Thông Thiên Đạo thiên tôn tự lập mình thành hoàng, vì thế trong mắt một số người, về tình về lý thì đại thiên sư cũng đã nhân từ rồi. Còn với nhiều người khác, đối với vấn đề này đều chọn đứng ngoài quan sát, không muốn tham dự, thậm chí còn tỏ ra ngu ngơ, không hiểu biết gì cả, mặc kệ mối quan hệ giữa đại thiên sư và Khôi Hoàng thế nào, miễn sao Khôi Hoàng vẫn tiếp tục được. Nhưng sự tình hôm nay chẳng khác gì là một đạo sấm sét đánh ngang, trực tiếp đem vấn đề quan hệ giữa đại thiên sư và Khôi Hoàng triệt triệt để để xé mở trước mắt tất cả quyền quý. Giờ phút này trong lòng đám người ở trên quảng trường đều đang tức giận tràn ngập, chửi bới tên Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá là xấu xa. Nguyên bản bọn hắn vốn chẳng muốn liên can tới chuyện này, nhưng giờ lại bị cứng rắn lôi kéo vào. Phần lớn bọn họ thậm chí còn hối hận vì đã có mặt ở đây hôm nay. Đừng nói là những thiên công thiên hầu kia, chính Khôi Hoàng cũng trở tay không kịp, hoàn toàn không chút chuẩn bị về chuyện này. Khôi Hoàng dĩ nhiên là đã minh bạch sự tình hôm nay đã khiến bản thân bị mất đại thế. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, trong lòng run rẩy, nhưng hắn cũng vì bất đắc dĩ. Nhị hoàng tử và cả đại hoàng tử sớm đã ra tay với hắn, nếu không có đại thiên sư, hắn sợ là mình bây giờ không dám nói là chết không chỗ chôn, nhưng chắc chắn là phải vong mệnh ở man hoang rồi. Khôi Hoàng à, muốn trách thì cứ trách hai đứa con trai của ngươi ấy. Bạch Tiểu Thuần trong lòng than nhẹ, rồi hít một hơi, quyết định rằng mình phải ôm chân đại thiên sư thôi. Lúc này cả quảng trường đều yên tĩnh hoàn toàn, không một người nói chuyện, toàn bộ thiên công thiên hầu người nào cũng cúi đầu nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên trong ngày lễ tế tổ mà hoàng cung bị lâm vào tình trạng trầm mặc như thế. Mà đối nghịch hoàng cung chính là Khôi Hoàng thành bên dưới. Tiếng hoàn hồ phấn khích của các lê dân từ xa truyền đến, tạo nên một khung cảnh tương phản rõ nét. Khôi Hoàng trầm mặc, đại thiên sư cũng không nói gì. Nhất thời tất cả mọi người trong điện đều tu bế khẩu thiền. Đám người nhị hoàng tử đều cúi đầu, trong lòng đắng chát. Đối với tên đầu sỏ gây chuyện Bạch Tiểu Thuần, bọn họ hận, hận vô cùng mãnh liệt. Tất cả những nỗi sợ nỗi hận với đại thiên sư cũng đều hóa thành mối căm thù xương tủy đối với tên Bạch Hạo kia. Sự yên tĩnh quỷ dị này không kéo dài bao lâu. Trong nhóm thiên hầu chợt có một người bước ra khỏi hàng. Người này hướng về phía Khôi Hoàng và đại thiên sư cúi đầu ôm quyền, lúc ngẩng đầu lên cao giọng mở miệng. Chủ mộ sớm đã nhận thấy, trong tay giám sát sứ Bạch Hạo chính là thiên nhân hồn. Theo sự xuất hiện của người thứ nhất, lập tức liền có người thứ hai, thứ ba. Hơn trăm thiên hầu lần lượt ra khỏi hàng, lần lượt bày tỏ thái độ. Đó chính là thiên nhân hồn. Không sai, nhìn kỹ lại thì đúng là thiên nhân hồn. Mỗi người một lời, đều nói đó là thiên nhân hồn. Trong này có người thực sự có tâm hướng về đại thiên sư, nhưng cũng có người không phải như thế. Tuy nhiên vô luận là thế nào thì câu trả lời lúc này bọn họ đều gọn gàng dứt khoát, không bộc lộ chút do dự. Chỉ là có nhiều người ở trong đó đang thầm mắng chửi Bạch Tiểu Thuần, nhưng bề ngoài thì thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào chút cơ hồn mà nói đó là thiên nhân hồn. Luôn cả chín đại thiên hầu từng vây công Bạch Tiểu Thuần lúc trước cũng như thế. Triệu Hùng Lâm cũng vậy, trong lòng thì không ngừng chửi bới, nhưng ngoài miệng thì lớn giọng như là chuông đồng. Triệu Mỗ cũng thấy rõ, cái kia chính xác là thiên nhân hồn. Cứ từng vị thiên hầu bước ra khỏi hàng là sắc mặt các hoàng tử ở trong đại điện lại trắng bệch đi một ít. Hai lão già âm lãnh thì môi miệng vặn vẹo, hiện rõ đau khổ. Ngược lại Khôi Hoàng lúc này thì bình tĩnh trở lại. Lão ngồi tại chỗ, ánh mắt không nhìn về phía các thiên hầu thiên công ở trên quảng trường, mà tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc băng lãnh lúc trước đã không còn nữa, vẻ mặt bây giờ không lộ ra chút biểu cảm nào, có chăng chỉ là ánh mắt thâm sâu, nhưng muốn khắc ghi Bạch Tiểu Thuần vào trong lòng.
Tuy nhiên lão làm như thế thì Bạch Tiểu Thuần lại càng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hắn nghĩ rằng mình là người của Đại Thiên Sư, Khôi Hoàng có lợi hại như thế nào thì cũng chẳng đụng chạm đến mình được. Nghĩ vậy, hắn liền lấy lại dũng khí, tăng lên không ít. Khôi Hoàng là cái thá gì chứ? Lão tử còn vỗ cả đầu Cự Quỷ Vương. Nếu có cơ hội, ta cũng nên vỗ đầu Khôi Hoàng một cái để xem tư vị nó như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, tự khiến mình dũng cảm lên. Phút chốc sau, hơn 100 vị thiên hầu đều đã trả lời. Người nào người nấy đều đồng ý nhất trí nói ra ba chữ thiên nhân hồn kia. Tiếp đó lại đến thập đại thiên công, đám người này cũng đều không lưỡng lự lên tiếng. Thiên nhân hồn, thiên nhân hồn. Thập đại thiên sư gồm cả Trần Hào Tùng đều trả lời giống nhau. Cảnh tượng này càng khiến cho đám con cháu hoàng tộc toàn thân run lên. Có lẽ là tức giận, mà cũng có lẽ bị sợ đến phát run. Tiếp đó lại đến đám người Hồng Trần Nữ, đại biểu cho tứ đại thiên vương. Bọn họ cũng đều thừa nhận đó là thiên nhân hồn. Sau đấy, chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ quảng trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên tĩnh lúc này đại biểu cho quyền thế của Đại Thiên Sư. Quyền thế này ngập trời, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư chính thức giao phong ở trên bình diện đối ngoại. Chỉ một câu nói của Đại Thiên Sư, tất cả những người đều phải cúi đầu. Thứ quyền thế này đã không cách nào có thể hình dung được. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đã từng nói, Đại Thiên Sư không cần phải biết rõ nhân tâm của mỗi người. Cái Đại Thiên Sư cần chính là khiến cho mọi người đều sợ hãi. Như thế cũng đã đủ rồi. Trong đại điện, sắc mặt của đám người đại hoàng tử, nhị hoàng tử đã trắng bệch không còn chút máu. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ lần nữa cảm nhận được sự nhục nhã và cả sự sợ hãi. Sợ hãi Đại Thiên Sư. Mặc cho bọn họ đã âm thầm hành động gì, thì trước cử động này của Đại Thiên Sư, tất cả những hành động của bọn họ đều là yếu ớt không đáng kể. Bi ai thay, đường đường là hoàng tộc, vậy mà lại sa sút tới mức này. Khôi Hoàng nhìn Bạch Tiểu Thuần hồi lâu rồi đứng lên, cũng không nhìn đến ai khác, càng không nhìn đến Đại Thiên Sư, chỉ xoay người đi về hậu điện. Hai lão giả âm lãnh thở sâu, mắt liếc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, rồi cũng theo gót Khôi Hoàng. Đám con cháu hoàng tộc từng người một cất bước nhanh chóng theo sau, ly khai tòa đại điện này. Không một ai nói gì, nhưng người nào cũng như vậy, trước khi rời đi đều liếc mắt nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần. Quần thần trên quảng trường đều trầm mặc, lặng yên nhìn đám người Khôi Hoàng rời đi. Khi bọn họ ngẩng đầu lại nhìn, thì trong tòa đại điện bây giờ chỉ còn duy nhất Đại Thiên Sư vẫn ngồi đó trên chiếc ghế màu đen. Trong mắt Thiên Sư lộ ra quang mang đen kịt. Thật sự thì từ đầu tới cuối, Đại Thiên Sư vẫn đang chăm chú nhìn từng người trên quảng trường. Vô luận là thiên hầu hay là thiên công, bọn họ có những biểu lộ tâm hồn chấn động như thế nào trước màn kịch của Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều bị Đại Thiên Sư thu vào tầm mắt. Không nói là Đại Thiên Sư có thể nhìn thấu toàn bộ, nhưng không ít thì nhiều cũng có được phán đoán. Trong con mắt đen nhánh kia, hàn mang như mơ hồ lóe lên. Đại Thiên Sư đứng dậy, tất cả mọi người trên quảng trường đều ôm quyền cúi đầu. Công kính Đại Thiên Sư, Khôi Hoàng. Tất cả giải tán, Bạch Hạo đi theo ta. Đại Thiên Sư nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tán thưởng, nhàn nhạt cất lời, rồi cũng hướng về hậu điện mà đi. Tất cả giải tán. Bạch Tiểu Thuần chú ý tới vẻ tán thưởng của Đại Thiên Sư, hắn hô lớn mà trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong sự phấn khích đang dâng trào, hắn hôm nay mình xem như là đã được một đại sự. Thực tế là từ đầu tới cuối, chuyện này đều là hắn chủ động làm. Cái cảm giác đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần thấy được cực kỳ kích thích. Tuy là có những lúc sợ hãi, nhưng nghĩ đến Đại Thiên Sư có thể cho mình chỗ dựa, Bạch Tiểu Thuần liền chấn hưng. Lúc này đây, xem như ta đã lập được công lớn, không biết Đại Thiên Sư sẽ ban thưởng như thế nào đây. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, lòng đầy hưng phấn, đi nhanh vài bước chuẩn bị theo gót Đại Thiên Sư. Bất chợt hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn mình, nên lập tức quay đầu nhìn lại. Trên quảng trường bây giờ có không ít thiên công thiên hầu đang nhìn mình, thần tình trong mắt đều như đang nhìn tiểu nhân đắc ý vậy. Ngay lập tức Bạch Tiểu Thuần liền mất hứng, nhất là Triệu Hùng Lâm. Thân thể hắn vốn khôi ngô, giờ phút này lại trợn trừng mắt, nhìn như là đang mơ tưởng đến cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần bị phân thây xẻ thịt. Hừ, dám trừng mắt với ta. Bạch Tiểu Thuần nghếch cằm hất áo, lớn tiếng nói, nếu như tất cả mọi người đã nói đây là thiên nhân hồn, quả nhiên là ta không nhìn lầm, vận khí hôm nay của ta thật là tốt. Bạch Tiểu Thuần nói xong,
liền đem trúc cơ hồn ở trong tay ném cho Triệu Hùng Lâm, lúc này vẫn còn đang trừng mắt. Triệu Thiên Hầu, đại thiên sư cho Triệu Kiến ta, thiên nhân hồn này tạm để lại cho ngươi, nhờ ngươi bảo quản, sáng mai ta đến nhà ngươi để lấy lại, chớ có vứt bỏ đấy, đây chính là thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần ném trúc cơ hồn thì cũng chẳng thèm ngó xem Triệu Hùng Lâm có bắt được hay không, hắn quay đầu nhanh chóng bước theo đại thiên sư. Ngươi! Triệu Hùng Lâm sững người, sau đó tức giận muốn xông thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng thấy đại thiên sư còn chưa đi xa, hắn dù tức giận hơn nữa cũng không dám bùng nổ, chỉ có thể thở hồng hộc gắng gượng đè nén lửa giận. Đầu óc của hắn có chậm chạp đến mấy thì nữa thì cũng nhìn ra đây là ngang nhiên cướp đoạt. Bạch Hạo chết tiệt này, đưa cho ta một chút cơ hồn lại muốn ta trả lại cho hắn một thiên nhân hồn. Triệu Hùng Lâm uất nghẹn, vừa tức giận vừa xót của. Thiên nhân hồn đối với hắn cũng là một loại tài phú xa xỉ, chưa có thể ngộ, không thể cầu. Cho dù ở man hoang thì số lượng thiên nhân hồn cũng rất hữu hạn. Thời điểm hồn tu đột phá lên thiên nhân, nếu có trong tay thiên nhân hồn cũng sẽ nâng cao tỷ lệ thành công. Vì thế hành động này của Bạch Tiểu Thuần không khác nào là đang khoét thịt Triệu Hùng Lâm. Đám quyền quý đứng xung quanh cũng sửng sốt, nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần lạnh gáy với hành động ngang nhiên nhổ lông hổ quán. Quá là độc ác, đây trắng trợn là lừa bịp Triệu Hùng Lâm mà. Ngày mai tôi lấy, Triệu Hùng Lâm bất kể thế nào cũng phải đào ra một cái thiên nhân hồn rồi. Đại thiên sư mặc dù quay lưng về phía quảng trường, nhưng thần thức của ông ta vẫn bao phủ hết thầy. Hành động của Bạch Tiểu Thuần cũng khiến cho ông nhăn mày. Mà thôi, coi như là phần thưởng cho hắn đi. Đại thiên sư ngốc không ngăn cản, biểu hiện hôm nay của Bạch Tiểu Thuần đã khiến ông vô cùng hài lòng. Thế nên ông chỉ khẽ lắc đầu, đứng lại chờ Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp mình, rồi cất bước đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần thấy đại thiên sư không có biểu hiện gì, trong lòng càng thêm phấn khởi, một đường vênh váo theo đại thiên sư về thiên sư điện. Đại thiên sư cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Bạch Tiểu Thuần lấy ra lệnh bài giám sát sứ. Ngón tay chỉ một cái, ánh sáng đèn lóe lên trên lệnh bài. Ông bình thản nói, từ nay về sau người sẽ trưởng quản 3.000 thi khôi quân. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, không bao lâu nữa 3.000 thi khôi của ngươi sẽ phải lên đường. Sau này khi có thu hoạch, ngươi có thể tự lấy một phần coi như là ban thưởng. Đại thiên sư nói xong thì bước vào thiên sư điện, không hề hỏi đến chuyện hắn tư tàng vật phẩm khi xét nhà Lý Trần Thiên Hầu, thậm chí còn cho phép hắn ngày sau có thể giữ lại một phần của cải khi xét nhà. Ban thưởng lớn thế này khiến Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ, vội vàng ôm quyền lớn tiếng hứa hẹn. Bạch Hạo cam nguyện xông pha khói lửa vì đại thiên sư. Nhìn thấy đại thiên sư đã khuất hẳn ở sau đại môn thiên sư điện, Bạch Tiểu Thuần mới đắc chí rời khỏi hoàng cung, một đường vênh váo trở lại giám sát phủ. Các thiên hầu nhìn thấy thì tức tối lắm, nhưng không dám tỏ thái độ. Sau khi về giám sát phủ, chuyện đầu tiên Bạch Tiểu Thuần làm là cầm ngay lấy lệnh bài triệu oán 2.000 thi khôi đang ẩn ở trong những quan tài dưới lòng đất kia. Những quan tài này không ngừng trôi lên, xếp đầy khắp giám sát phủ. Đến khi dưới mặt đất chật ních thì có không ít cái bồng bềnh ở giữa không trung. Vừa đúng 2.000 cỗ. Thức tỉnh đi, đại quân hắc giáp của ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời, thanh âm quan tài bị bật nắp vang lên liên tiếp. 2.000 thi khôi mặc giáp đen từng bước bay ra. Từ khí lan tràn, thi khôi yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, thậm chí ở bên trong còn có 4 vị nửa bước thiên nhân. Khoảnh khắc 4 người đó mở mắt ra, một luồng sát khí phô thiên cái địa bùng phát, hình thành một dòng xoáy phía trên giám sát phủ, thấp thoáng ánh chớp sáng rọi. Dị tượng này thu hút sự chú ý của 4 phương, ai nấy đều nhao nhao kinh sợ. Giám sát phủ lại có thêm thi khôi thức tỉnh rồi. Đây là 2.000 thi khôi. Tên Bạch Hạo này hiện tại đã nắm giữ những 3.000 thi khôi huyết quân. 3.000 thi khôi đã đủ để dẫn phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn rồi đấy. Tiếng nghị luận lan tràn khắp các con đường. Đám quyền quý biết được thì sắc mặt trầm xuống. Chiến lược của Bạch Tiểu Thuần hiện giờ khiến cho ai cũng phải kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kích động đến thân thể khẽ run rẩy. Hắn nhìn một vòng 2.000 thi khôi vung tay, thả ra 1.000 thi khôi cũ của mình. Khí tức của 3.000 người khiến cho vòng xoáy càng thêm lớn hơn. Lệnh bài trong tay của Bạch Tiểu Thuần không chỉ có thêm quyền điều khiển 2.000 thi khôi, mà còn mở ra một loại thần thông.
Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu một hồi, thần thức khẽ động. Một tia sáng đen từ trong lệnh bài giám sát phóng thẳng tới Thi Khôi, đã hút sạch kịch độc phụ nhân tâm lúc trước. Thi Khôi này run rẩy, khí tức không ngừng tăng lên, rồi đột nhiên phát ra tiếng gào thét dưới cái nhìn chờ mong của Bạch Tiểu Thuần. Theo tiếng gào, khí tức của hắn lại lần nữa tới trình độ Trần Thiên Nhân. Khi cần thiết, có thể hấp thu khí tức của Thi Khôi khác để duy trì trạng thái đỉnh phong của mình ở trong thời gian ngắn. Một trong những ban thưởng của Bạch Tiểu Thuần chính là gia tăng quyền lực của lệnh bài giám sát. Gia tăng quyền lực của lệnh bài giám sát. Ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Hắn cảm thấy lúc này mình chưa phải là vô địch thiên hạ, nhưng tiêu diệt mấy thiên nhân thì cũng dễ như trở bàn tay. Thực sự cũng đúng là như vậy. Cạnh hắn bây giờ có một chuẩn thiên nhân, nửa bước thiên nhân và gần 3.000 nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có thể mang được sức mạnh này về thông thiên hà thì cũng đủ chiến với Tinh Không Đạo Cực Tông một trận. Ôm đùi đại thiên sư vẫn là tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, nỗi sợ hãi lúc bị Khôi Hoàng nhìn chằm chằm ở trong hoàng cung đã bay hết cả. Hiện giờ ta đã là đại nhân vật ở man hoang rồi, quả thực là nhân vật hết sức quan trọng đấy. Bạch Tiểu Thuần thỏa thuê mãn nguyện. Hắn rất muốn dẫn 3.000 thi khôi huyết quân của mình đi diễu hành khắp Khôi Hoàng Thành, để cho mọi người phải sùng bái sự lợi hại của hắn. Tiếng của Bạch Hạo truyền ra từ trong túi chữ vật, giọng điệu rất vui mừng. Sư tôn, cuối cùng đệ tử đã điều chế cách luyện chế 18 hỏa sắc rồi. Bạch Tiểu Thuần trợn to, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, chẳng những thế lực được mở rộng mà cách luyện chế hỏa diễm 18 màu quán chờ đợi đã lâu cuối cùng đã hoàn thành rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức vứt ý tưởng đi diễu hành ra khỏi đầu, an bài Thi Khôi canh giữ giám sát phù, rồi chạy về nơi bế quan. Bạch Hạo phấn khởi ngưng tụ cách điều chế và cốt giản rồi đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Thần thức quán đưa vào cốt giản, về mặt thỏa mãn và chờ mong. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, ngước nhìn Bạch Hạo. Hắn hiểu được giá trị của phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu to lớn khó có thể hình dung, mức độ thậm chí đã vượt qua thiên nhân hồn. Vô số người đều khát cầu có được phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Chỉ có gia tộc của địa phẩm luyện hồn sư mới nắm giữ, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai chịu truyền ra. Đồ nhi ngoan, nếu vị sư có thể trở thành địa phẩm luyện hồn sư thì công của ngươi là lớn nhất. Nói xem, ngươi là muốn cái gì, vị sư nhất định sẽ thực hiện cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm túc. Bạch Hạo được sư tôn công nhận và khích lệ thì rất vui sướng. Bạch Tiểu Thuần là sư tôn của hắn, là thân nhân duy nhất của hắn, có thể giúp ích được cho Bạch Tiểu Thuần là hắn đã thỏa mãn rồi. Sư tôn, ta không có mong muốn gì cả, cái này để sau lại nói tiếp nhé. Tiếp theo ta muốn dựa trên mạch suy nghĩ này sáng tạo ra cách điều chế 19 màu lửa. Bạch Hạo lấp lánh, hắn tin tưởng rằng mình nhất định sẽ làm được. Hắn thực chờ mong khi ngọn lửa 19 màu nhảy múa ở trong tay sư tôn sẽ khiến cho man hoang rung động như thế nào. Ta muốn dùng hết khả năng để có thể trợ giúp sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư. Bạch Hạo lặng lẽ quyết tâm, rồi cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần, lại chui vào hồn tháp nghiên cứu. Bạch Tiểu Thuần nhìn hồn tháp, trong lòng thật cảm động. Hắn biết đối với đồ nhi này thì công pháp quỷ tu rất quan trọng, nhưng mà giữa màn hoang này không thể tìm ra được công pháp đó. Bạch Tiểu Thuần thở dài, kiếm đâu ra cái công pháp quỷ tu đây. Khu vực thông thiên hạ công pháp rất đa dạng, hẳn là sẽ có. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một phen, rồi hạ quyết tâm. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thôi diễn các bước điều chế hỏa diễm 18 màu. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Cách điều chế hỏa diễm 18 màu cực kỳ phức tạp, nhưng nguyên lý của nó cũng tương tự với cách Bạch Tiểu Thuần điều chế ra một tia lửa 18 màu hồi bị lâm vào cảnh giới dung hỏa. Có thể nói phương pháp hoàn thiện này lấy nền tảng từ lần thử nghiệm đó. Sau khi diễn luyện cả một đêm, trong đầu của Bạch Tiểu Thuần đã nắm chắc hơn một chút. Vừa nghĩ đến chuyện mình sắp thành địa phẩm luyện hồn sư là tim hắn lại rộn lên. Bất quá, muốn chính thức luyện chế ra còn phải luyện tập nhiều mới được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợ Hùng Lâm kia còn thiếu nợ mình một thiên nhân hồn, phải đi lấy mới được. Hắn thu hồi cốt giản, đứng lên vặn người mấy cái, rồi hào hứng đi đòi nợ. Triệu Hùng Lâm, gia gia của ngươi tới rồi. Khi Bạch Tiểu Thuần đang vui vẻ đắc ý
thì cựu quỷ vương đã ra một quyết định. Ngày đó khi Hồng Trần Nữ báo cáo hết thảy những điều xảy ra ở đại điển tế tổ, ánh mắt của cựu quỷ vương sáng lên. Nhân tài, con mắt của ta không nhìn lầm cái tên Bạch Hạo này. Kẻ này sâu không thể lường, đứa con rể quý như vậy, mặc kệ hắn có lai lịch gì, ta cũng nhắm hắn rồi. Bất quá Mặt Nhi tính tình nóng này, hai bọn chúng cứ như vậy thì khó mà tiến thêm một bước. Trước mắt cũng không nên để bọn chúng tiếp xúc với nhau nhiều. Cự quỷ vương trầm tư một hồi, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn ho một cái rồi truyền âm cho Hồng Trần Nữ. Mạch Nhi, vi phụ có một môn công pháp, con chỉ cần bế quan tiềm tu thì có 7 thành khả năng sẽ đột phá lên thiên nhân trung kỳ. Dù rằng cự quỷ vương đã rào trước đón sau, nhưng những lời đó vẫn khiến Hồng Trần Nữ ngạc nhiên, thấy đó có gì không đúng. Sau khi nhận được công pháp, nàng cẩn thận xem kỹ nhưng cũng chẳng phát hiện chỗ nào đáng ngờ. Dù gì thì cựu quỷ vương cũng là cha của nàng, không thể tính chuyện hại nàng. Nhưng Hồng Trần Nữ vẫn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi nghiên cứu công pháp hồi lâu, Hồng Trần Nữ không lo nghĩ nhiều mà bắt đầu bế quan tiềm tu. Nàng vội vàng muốn đột phá tu vi cũng một phần là do một trận chiến với Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã khiến lúc này nàng bất mãn với tu vi của chính bản thân mình. Con gái ngoan, cũng không phải là vi phụ gài ngươi đâu. Công pháp này không có gì nguy hại cả, chỉ là sau khi tu luyện, thời gian đầu xuất quan, tâm trí của ngươi sẽ kém minh mẫn, tư duy không trôi chảy, rất dễ nghe lời, ít nhiều có thể xem như là bị tẩy não. Ta hết cách rồi, cũng chỉ vì ngươi quá thông minh nên mọi sự cứ tiếp tục thế này thì chuyện giữa ngươi và Bạch Hạo làm sao có thể tiến triển được. Cựu quỷ vương có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ mình dụng tâm cũng chỉ vì hài tử nên liền tự thấy mình là một người cha rất tốt. Thấy bước đầu tiên của kế hoạch của mình đã được thực hiện, cựu quỷ vương hưng phấn. Lúc Hồng Trần Nữ đã bế quan, liền gọi những thân vệ của nàng đến dặn dò, bảo họ phải thông báo cho mình ngay lập tức một khi nàng xuất quan. Nghe lời nói nghiêm nghị của cựu quỷ vương, các thân vệ vội vàng lĩnh mệnh tuân theo. Làm xong những chuyện này, cựu quỷ vương thở sâu. Có được hay không còn phải xem cơ duyên. Nếu bọn chúng không có cơ duyên thì tất cả sắp xếp cũng đều vô dụng. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.